Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sảnh sân bay. Tour lưu diễn của Ngô, Cẩn Hào. Cẩn Hào, em yêu anh, đi đường cẩn thận nhé. Ừ. Chi phí cho người đại diện thương hiệu không giới hạn, tôi chỉ cần người tốt nhất. Tổng giám đốc tập đoàn Atlantis, Ngôn Hoán Vũ. Á! À! Đâu? Không sao chứ. Thằng nhóc này từ đâu chảy ra vậy? Nhà không ai vậy à? Ừ. Đứa bé này độ giống nhau 100%. Chú này... Bà ơi! Sếp Ngôn có con à? Chồng chú này có vẻ rất lợi hại, hai tên kia chắc chắn không dám làm gì chú ấy. Xin ba hãy nhanh lên, chuyến bay 9:30 sắp cất cánh rồi, con với mẹ còn tưởng lần này ba không kịp rồi. Chú Trần Dạ nhất định phải hiểu cháu đấy, hai người kia cho cháu kẹo kỳ lạ lắm, còn đòi dắt cháu đi công viên chơi. Mẹ dạy rằng chỉ có người xấu mới làm thế thôi. Bé ạ, đi với cô chú nhé. Các chữ trong câu vừa rồi nói lại là xin hãy cứu con. Cậu nhóc này thông minh thật, có vẻ đang gặp nguy hiểm. Liên hệ với bộ phận an ninh. Vâng. Cục cưng, con đá đâu? Anh bảo vệ, vì anh cử người canh ở các lối ra, kiểm tra những hành khách mang theo trẻ nhỏ. Cô ạ, à, cô đừng làm ầm lên một cách vô lý thế chứ. Cô phát thông báo tìm người đi đã. Mẹ ơi, có đây. Cục cưng. Mẹ ơi, có đây. Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, mẹ sợ chết mất. Mẹ đừng lo, con nhớ lời mẹ dặn mà. Không có chuyện gì thì không được gây chuyện, gặp chuyện cũng không được sợ hãi. Gia đình ba người. Cô bảo là con khu đi lạc cơ mà. Thằng bé này ở cùng chồng của nó thôi. Cô rảnh quá nên đùa tôi đấy à. Chồng tôi. Ba, mẹ. Xứng đôi. Anh nhầm rồi, anh ấy không phải chồng tôi. Cô lừa ai hả? Hai cha con họ rõ ràng là đúc ra từ một khuôn. Cô còn không chịu thừa nhận à? Nếu tôi nói dối thì sau này sẽ gặp chuyện. Gõ trời, trời không thấu. Gõ đất, đất không thưa. Sao viên kim cương máu mà cô gái này đeo lại giống viên gia truyền nhà mình vậy? Chẳng lẽ cô ấy là người 6 năm trước? Ánh mắt của người kia khiến mình bồn chồn quá, nên cách xa anh ta ra thì hơn. Cục cưng, máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta đi thôi. Mẹ vội vàng bỏ chạy thế này ắt là có vấn đề. Rốt cuộc thì chú Chân Dài có phải ba mình không? Thử là biết ngay. Mẹ ơi, chuyến bay của chúng ta là IC1314 đúng không? Nói to. Trì Hạ Y, Trì Thiên Duệ. Tên trên vé của chúng ta không viết sai chứ. Không được nói to ở nơi công cộng. Hủy chuyến bay tư nhân, đổi thành chuyến bay giống hai mẹ con họ đi. Dạ, à vâng. Bé cưng, chúng ta gặp nhau trên máy bay nhé. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Atlantis. Chuyến bay lần này sắp cất cánh. Quang Thường. Hu hu hu. Wow. Xin lỗi cục cưng, mẹ chỉ mua được vé để Quan Thường thôi. Không sao ạ, được đi cùng mẹ là con vui rồi. Xin chào, hãng bay chúng tôi đang tổ chức hoạt động chọn ra hành khách may mắn. Chúc mừng hai bạn được nâng cấp miễn phí lên khoang hạng nhất. Ôi, cục cưng đúng là điều may mắn của mẹ. Mẹ ơi, ôm. Xem ra chú trong sống mình kia không chỉ là chú. Khoang hạng nhất. Ừ, còn một chút nữa thôi. Để tôi. Là anh ta. Hiếm thật, từ lúc nào mà boss ga lăng với phụ nữ thế? Không chỉ hủy chuyến bay tư nhân còn lấy cớ đưa hai người họ đến khoang hạng nhất. Sao anh đã ở đây? Vậy chứng tỏ là chúng ta có duyên đấy. À, ban nãy chú ấy giúp mẹ đúng không?
mẹ nhớ phải cảm ơn chú nha. Ừ, phải làm gương cho con trẻ chứ. Anh chàng này biết lợi dụng cơ hội ghê, mà thôi, nể mặt cục cưng. Cảm ơn anh. Nhìn gần thế này mới thấy anh ta rất giống cục cưng. Chẳng lẽ 6 năm trước? Không thể nào, sao có thể trùng hợp như vậy được? Nhất định là do mình nghĩ nhiều rồi. Cô này, chiếc vòng cổ mà cô đeo rất đặc biệt. Tôi có thể hỏi cô mua nó ở đâu không? Cái này à, vào một tối từ 6 năm trước, tôi uống rượu say, lúc tỉnh lại thì thấy nó trong tay mình. Ký ức đêm đó vẫn luôn rất mơ hồ. Chắc là lúc say nên mua ở đâu đó thôi. Anh hỏi làm gì? Dù sao cũng không được nhắc đến chuyện xảy ra ở khách sạn. Vậy là cô không biết viên kim cương máu bị nguyền rủa này à? Nguyền rủa? Nghe nói nữ chủ nhân của một gia tộc lớn bị chồng phản bội nên vô cùng uất ức. Vào một đêm mưa nhiều năm trước, người phụ nữ ấy trơ mắt nhìn chồng mình ôm lấy một người phụ nữ khác bỏ đi. Trong lúc đau thương cùng cực, bà đã dùng chính tính mạng của mình để nguyền rủa đàn ông cả gia tộc ấy. Thậm chí là con trai mình cũng không bỏ qua. Bà tháo chiếc nhẫn cưới đính kim cương xuống, cắt lên má cậu bé. Nhìn viên kim cương nhúm máu tươi, bà vừa cười điên cuồng vừa nguyền rủa. Sau này con buộc phải cưới người phụ nữ đầu tiên của mình và phải thủy chung một lòng với cô ấy, nếu không con sẽ chết thảm khi đang trên đỉnh cao. Con cháu đời sao không thể sống quá 30 tuổi. Anh đang bịa đặt vớ vẩn, từ không thành có, tưởng tượng vô căn cứ. Lời nguyện đáng sợ quá, tôi phải làm sao để tìm thấy người đàn ông đó được cứu anh ta đây? Cục cưng nhà mình 5 tuổi đã không tin ông già Noel rồi, không ngờ còn người tin cái này. Xin phép, tôi đến nhà vệ sinh một lát. Bảo sao lúc trước mình định bán nó đi, người ta nhìn thấy máu trong viên kim cương thì không chịu mua. Nếu lời nguyền là thật thì bao năm qua mình chạy trốn đồng nghĩa với làm hại đến tính mạng người đàn ông kia à. Thưa quý khách, máy bay đã hạ cánh an toàn. Chú chân dài ơi, chú qua đây. Cho chú này. Tạm biệt chú. Đây là... Mẹ làm được chứ? Đương nhiên rồi, con không biết sức của mẹ rồi. Ha ha ha, đương nhiên rồi, ba là siêu nhân đấy, ba giỏi quá. Cục cưng. Nếu con cũng có ba thì mẹ không cần vất vả như vậy. Nhưng không sao, chờ con lớn con cũng sẽ làm siêu nhân của mẹ, đến lúc đó con có thể giúp mẹ rồi. Mấy năm nay mình luôn cố ý trốn tránh chuyện liên quan đến đêm đó. Như vậy là tốt cho cục cưng thật sao? Tòa nhà tập đoàn Atlantis. Có kết quả thì liên hệ cháu nhé. Điện thoại. Trung tâm xét nghiệm ADN, xác nhận là con ruột. Quả nhiên chị Hà Y là người phụ nữ 6 năm trước. Mà còn lén sinh con mình nữa. Ba ơi! Mẹ thằng bé còn đang đề phòng mình. Nhóc con ấy đã để lại số điện thoại rồi. Chi bằng hỏi nhóc đó xem có ý gì không. Cục cưng. Ơ, đó là lò nướng mà mẹ ký gửi về nước trước sao? Nhanh cái tay lên. Tôi biết rồi. Các người là ai? Làm gì trong nhà tôi vậy? Ha, đến nhanh đấy. Tôi là chủ nhà. Tôi không muốn cho các người thuê nữa. Tại sao? Trước khi về nước tôi đã xác nhận hợp đồng và đặt cọc tiền thuê nhà nửa năm rồi mà. Giờ bà làm vậy là định phá hợp đồng mà. Đúng vậy, đúng vậy. Thế thì sao? Tôi không muốn cho một đứa không tử tế như cô thuê nhà đấy. Ý bà là gì? Ý gì? Cô tự xem lại mình đi. Một bà mẹ đơn thân dắt theo một thằng con hoang không biết cha là ai. Cô với nó có thể là thứ tử tế gì chắc. Bà mắng tôi cũng được. Nhưng sao dám mắng cả con trai tôi? Bà là cái thá gì chứ? Con ranh này. Mày mắng ai đấy hả? Ăn nói cho tử tế. Ừ, mẹ. Sao đứng ngơ ra đấy? Làm gì? Mau ném hết mấy thứ đó đi cho tôi. Vâng, vâng. Điều 2 khoảng 245 luật pháp.
tội đột nhập vào nhà dân phi pháp chỉ hành vi làm trái mong muốn của người trong nhà hoặc vào nhà công dân mà không được pháp luật cho phép. Điều 275 quy định, tội cố ý phá hoại tài sản chỉ hành vi cố ý phá hỏng hoặc tổn hại đến tài sản cá nhân. Người phạm tội có thể bị phạt tù đến 3 năm hoặc bị tạm giam. Sau khi ký kết hợp đồng có hiệu lực thì căn nhà này đã là của mẹ tôi rồi. Nếu không muốn chúng tôi báo cảnh sát thì mời các người lập tức đi cho. Chúng mày đừng tưởng đó là xong. Chúng ta đi. Ồ, được rồi. Mấy kẻ đáng ghét đó đều đi cả đội cục cưng dọn dẹp với mẹ nhé. Dạ. Cho hỏi cô là cô Trì Hạ Y phải không? Vâng, các anh là... Cô Trì Hạ Y, mời cô đi theo chúng tôi. What? Khoan đã, các anh là ai? Các anh để đưa tôi đi đâu? Cục cưng, mau báo cảnh sát đi. Có phải bé con có rất nhiều câu hỏi? Nhắc nhở, người của chú bỏ quên công thần lớn nhất rồi. Sếp Ngôn, chúng tôi đưa cô ấy đến rồi. Hôm nay ngừng kinh doanh. Là anh à? Lại đây. Anh điên hả? Anh sai người ép tôi đến đây làm gì? Tại sao lại đưa cô đến? Cô tự xem là biết mà. Trung tâm xét nghiệm ADN xác nhận là con ruột. Đây là... Anh ta là người 6 năm trước thật sao? Anh muốn sao? Hừ. Cho cô hai lựa chọn. Phương án thứ nhất, con thuộc về tôi. Anh ta dám giành cục cưng với mình. Muốn chết à? Phương án 2. Khủ khủ, đột nhiên cô xịt nước hoa làm gì? Ê, chết, vội quá lấy nhầm mất rồi. Đây không phải bình xịt tự vệ của mình. Không được, không được để anh ta phát hiện ra. Nhớ lần sau hẹn tôi thì tìm quán cà phê nào tốt hơn chút. Ở đây toàn mùi thuốc lá, tôi không thích. Tốt lắm. Nhưng lúc này, cô nghĩ trò trẻ con nó đối phó được tôi à? Anh định cướp con của tôi, không cho tôi dùng vũ lực với anh à? Nếu cô đã không nỡ xa con thì chọn phương án thứ hai đi. Cả cô và cục cưng được thuộc về tôi, thế nào? Đương nhiên tôi cũng có thể cho cô một phút để suy nghĩ. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi không cần nghĩ đâu, nhà cháu chọn hai. Cục cưng... Hai, con đến rồi à? Dạ. Cục cưng chọn phương án 2, thằng bé bán chúng ta đi như vậy sao? Nó cấu kết với tên này từ khi nào vậy? Cục cưng không đứng về phía mình ư? Cháu nói trước, sau này nếu chú và mẹ cãi nhau thì chú phải nhận lỗi trước, không được qua đêm bên ngoài. Và ngày nào cũng phải nói yêu mẹ và cháu. Được, vậy giờ mẹ con là của ba rồi. Chúc mừng ba có một đứa con trai thông minh như con, còn có một cô vợ hoàn hảo như mẹ nữa. Nếu đã vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng chúng ta làm các thủ tục luôn đi. Cầu hôn, get. Đăng ký kết hôn, get. Chụp hình cưới và hình cả nhà, get. Khoan đã. Cục cưng, sao con có thể hợp tác với người khác lừa mẹ? Mẹ à, con có giúp người khác đâu, đó là ba của con mà. Lúc nào con cũng hâm mộ các bạn khác vì có ba. Cũng biết nếu có ba thì mẹ sẽ không bị người ta bắt nạt nữa. Là con sai sao? Mẹ hiểu rồi. Kế hoạch giả vờ đáng thương thành công. Hẹn tất cả quản lý của các khách sạn trong thành phố. Chọn một khách sạn chuẩn bị tiệc cưới. Vâng. Ngôn Hoán Vũ đúng không? Kết hôn cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện. Ngoài chuyện nhỏ. Anh yêu em. Nhiệm vụ hàng ngày đó xong. Tin nhắn lừa đảo à? Xóa. Sếp Ngôn, tôi đi trước đây. Đưa cháu theo với. Kết hôn cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Em có điều kiện gì? Tôi muốn giữ bí mật chuyện kết hôn, ít nhất là trong vòng một năm. Tôi sẽ không xuất hiện bên cạnh anh với danh nghĩa bà chủ Ngôn. Cho tôi một lý do đi. Nói thẳng ra thì việc tôi đồng ý kết hôn với anh cũng chỉ vì cục cưng muốn có một gia đình hoàn chỉnh mà thôi. Vì con trai đáng yêu của tôi cũng không tiếc hy sinh nhỏ bé đó. Nhưng với tôi thì anh vẫn chỉ là một người lạ. Lỡ chúng ta phát hiện đôi bên không hợp nhau rồi muốn chia tay,
vậy thì ít nhiều cũng sẽ gây phiền toái cho đôi bên. Giữ bí mật chuyện kết hôn là cách hay nhất để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng. Anh là người làm ăn nên chắc sẽ biết điểm lợi trong đó. Hay là sếp Ngô không có tự tin có thể khiến tôi yêu anh trong vòng một năm? Em không cần khích tôi bằng mấy câu đó. Tôi có thể đồng ý với điều kiện của em, nhưng... em không thể trốn tránh nghĩa vụ của người làm vợ đâu. Thế nào? Nghĩa vụ của người làm vợ? Anh về rồi à, anh muốn ăn cơm trước hay là... Mơ đi, tôi sẽ không... Ví dụ như làm bạn đồng hành của tôi trong bữa tiệc từ thiện được tổ chức tại khách sạn Cực Quang vào tối mai. Tiệc, bạn đồng hành? Đúng vậy, em có thể không công khai thân phận là vợ tôi, nhưng nghĩa vụ thì vẫn phải làm. Mặt đỏ thế này, chẳng lẽ Ngôn phu nhân của tôi đang nghĩ đến chuyện khác à? Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi, vậy quyết. Thế đi, 7 giờ tối mai gặp ở sảnh khách sạn Cực Quang. Khoan đã, muốn vào khách sạn thì cần giấy mời đặc biệt, em chờ chút để tôi báo trợ lý đưa em. Không cần đâu, tôi là thợ làm bánh kem fondant được mời đến tối mai. Chỉ là giấy mời thôi thì tôi cũng có, không cần anh lo đâu. À phải, trả cái này cho anh. Tôi khuyên anh nên tìm người làm phép giải trừ lời nguyền của nó đi. Tôi không muốn gánh trách nhiệm tâm lý đâu. Không cần thiết. Tôi sẽ không để lời nguyền đó xảy ra. Cũng sẽ không để em có cơ hội rời xa tôi. Vì dù sao em và con là báu vật mà khó khăn lắm tôi mới tìm thấy được. Nguồn hoáng vũ. Phải ứng dữ dội về làm gì? Tôi chỉ đang làm điều mà một người chồng có thể làm thôi mà. Anh còn dám nói à, đồ lưu manh. Á, à, mẹ. Mẹ, tại sao chúng ta lại phải chạy? Với cả sao cổ mày đỏ thế? Bị mũi đốt. Ồ, thì ra con mũi là ba. Không ngờ cô ấy dễ xấu hổ như thế. Xem ra sau này phải từ từ dạy dỗ mới được. Tối hôm sau, khách sạn Cực Quan. Lạ thật, 7 giờ rồi mà sao anh ta vẫn chưa đến? Hạ Y, lâu lắm rồi không gặp, mình nhớ cậu lắm đấy. Sao cậu về mà không nói với mình, lạnh lùng thế? Là cô à? Cô Lam, tôi chẳng quen cô, đừng tỏ ra thân thiết như thế. Không quen thật sao? Cậu là bạn gái của chồng sắp cưới của mình mà. Suýt quên, mình đến để báo tin vui cho cậu đây. Mình với Thiếu Huyên đính hôn rồi. Màu khóc ngay đi, con ả bị vứt bỏ khác nào chó nhà có tan không? Chữ ghét viết hoa. Trùng hợp ghê, tôi cũng từng đính hôn với Tạ Hiếu Huyên đấy. Nhưng mong cô không đi vượt vết xe đổ của tôi, bị anh ta và bạn thân của mình cắm sừng. Chị Hạ Y, cô ghen tức vì tôi và Tiếu Huyên thành đôi phải không? Người đàn ông mà cô không giữ được suốt ngày quấn lấy tôi đấy. Ha ha, cô cười cái gì? Tôi cười vì chỉ có đám ruồi bọ mới bay quanh đống rác thôi. Nói thật, tôi chúc phúc cho hai người. Hai tai họa triệt tiêu lẫn nhau, tạo phúc cho xã hội. Nhưng tục ngữ có câu hay lắm. Kẻ thứ ba và kẻ ngoại tình chỉ có không lần hoặc là vô số lần. Ai trong hai người sẽ tặng điều bất ngờ cho đối phương trước đây? Đúng là nghĩ thôi cũng hóng lắm rồi. Tóm lại, mong hai người hạnh phúc mỹ mãn. Tôi xin phép. Cô ta dám mỉa mai mình. Tôi nhất định phải cho cô đẹp mặt. Á! À, cô chơi chưa chán trò này à? Tôi thì ngấy rồi đấy. Chị Hạ Y, cô thật quá đáng. Cứ làm ầm lên xem, đứa nào mất mặt. Mình có lòng tốt chào hỏi cậu, mà cậu nở đổ hết thất bại bao năm qua của cậu lên người mình. Nhưng mình không giận cậu đâu, mình hiểu là sợ cậu làm mẹ đơn thân rất vất vả, còn phải kéo theo một đứa con hoang không biết lai lịch. Cô nói con tôi là gì cơ? Con hoang, mình nói sai sao? Cậu đâu biết người đàn ông đêm đó là ai đâu. Cô nói lại lần nữa xem. Sao, cậu không dám nghe lời nói thật à? Nó là con hoang, con hoang, con hoang. Cô dám đánh tôi à? Cô Lam vừa rồi to mồm như thế là sợ người ta không nghe thấy hai từ chói tai đó mà. Ai biết thì biết cô nói tôi, ai không biết thì tưởng cô đang mỉa mai người khác đấy. Cô cũng xuất thân từ gia tộc lớn, cũng biết vấn đề hôn nhân và con thừa, tự giới nhà giàu phức tạp thế nào mà.
Càng ở nơi long trọng thế này thì càng phải chú ý ăn nói chứ. Như cô thấy đấy, tôi dạy dỗ một kẻ bệnh phẩm chuyện nhà người khác, không chừng họ còn đang thầm cảm ơn tôi kìa. Chuyện gì vậy? Sao bên kia ầm ầm lên thế? Đó là... Đóa Hân? Tiểu Huyên, chuyện gì thế? Ai làm em khóc? Chính cô ta đấy. Chị Hạ Y, là cô à? Chị Hạ Y, không ngờ lại gặp cô đây, đúng là oan gia. Anh ta nói gì thế? Hai người liên tiếp xuất hiện khiến tôi hối hận ra đường mà không xem lịch đây này. Cô mở miệng ra là bất mãn với tôi và Đóa Ân. Chắc không phải cô vẫn còn tình cảm với tôi nên mới bắt nạt cô gái ngây thơ là Đóa Ân đấy chứ. Hu hu. Cô phải biết, Đóa Ân là thiên kiêu của nhà họ Lam, không phải là người cô có thể đắc tội được đâu. Giờ cô mau xin lỗi cô ấy ngay đi. Xin lỗi? Xin lỗi thế nào đây? Ví dụ... Cô nhìn thấy tháp sâm banh kia chứ? Chỉ cần cô uống hết thì chúng tôi sẽ động đường mà tha thứ cho cô. Cố ý phải không nhỉ? Dù chỉ là sâm banh nhưng uống nhiều như thế thì chắc sẽ say khước. Ha ha, lần này được xem kịch hay rồi. Ha ha, giờ cô ta say bí tỉ. Mình sẽ gọi cho các anh em qua xử lý cô ta. Đóa Ân nhất định sẽ biết ơn mình vì đã ra tay xả giận cho cô ấy. Đến lúc đó thì mình tha hộ chọn tài nguyên. Ôi trời, bao năm không gặp anh vẫn chẳng thay đổi gì hết. Năm đó tôi đúng là ngu mới thích người như anh. Hết cách rồi. Chỉ đành dùng ly rượu này. Cúng tế thanh xuân không não ấy của tôi. Chị Hạ Y, con điên này. Suýt quên đấy, hai người tình cảm vậy cơ mà. Á, à, đương nhiên là phải có nạn cùng chịu chứ. Cảm ơn anh. Tiểu Huyên, chị Hạ Y thật quá đáng. Bảo vệ. Cô gái kia cố ý quấy rối tôi và Thiên Kim nhà họ Lam. Tôi nghi ngờ cô ta không có thiếp mời. Mau đuổi cô ta ra. Anh Tạ, cửa vào có người kiểm tra. Cô gái này chắc là có... Đừng để cô ta lừa. Loại con gái bị đuổi khỏi nhà vì không chồng mà chữa ấy. Vừa không tiền vừa không quyền. Không xứng xuất hiện ở đây. Dạ. Chính cái loại bám váy đàn bà như anh mới là không xứng được đứng ở đây. Ban đầu anh chọn Lam Đóa Ân vì nghĩ chỉ cần hậu hạ cô ta thật tốt. Cô ta sẽ đồng ý bỏ tiền nâng anh lên làm người mẫu hàng đầu đúng không? Im mồm! Sếp Ngôn! Cậu đang làm gì vậy? Sếp Ngôn! Tôi chỉ đang dạy dỗ á đàn bà không có mắt này mà thôi. Tôi chỉ đang dạy dỗ ả đàn bà không có mắt này thôi. Không ngờ lại làm phiền đến sếp Ngôn, mong anh bớt giận. Cô gái không có mắt mà cậu nói là bạn đồng hành của tôi hôm nay đấy. Người của tôi mà cậu cũng dám bắt nạt à? Bạn đồng hành, không ngờ hàng second hand như Trì Hạ Y mà cũng bám được lên người tổng giám đốc tập đoàn Atlantis lớn nhất toàn cầu. Cô giỏi lắm, Trì Hạ Y, vừa rồi cô còn dám mở miệng sỉ nhục Tiếu Huyên nhà tôi. Bà cô ơi, đừng gây chuyện nữa. Cô cũng nhờ bám vào sếp Ngôn nên mới có tư cách xuất hiện ở đây còn gì. Em chưa giới thiệu thân phận mình à. Quý cô đây là thợ làm bánh fondant mà ban tổ chức mời đến hôm nay. Cô ấy có tư cách đứng ở đây hơn bất cứ ai. Ngay cả tôi cũng rất khó khăn mới mời được cô ấy làm bạn đồng hành tối nay. Nên tốt nhất là cô Lam hãy rút lại những lời nói ban nãy đi, tránh dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết. Tôi... Thôi được rồi, khỏi cần giải thích. Ngay ngay không sợ chết đứng. Nói nhiều với hạng đó chỉ kéo IQ của mình xuống thôi. Chúng ta đi thôi, không cần phải phí thời gian ở đây. Được, nghe em cả. Trì Hạ Y. Đến đây là hết chuyện rồi đấy. Anh có thể đi được rồi. Chỉ gái hư mới có hành vi dùng xong vứt bỏ thế thôi. Gái hư? Vậy anh muốn sao? Dù thế nào, em cũng nên cảm ơn tôi mới đúng. Tiện đó thì làm nũng gọi một tiếng chồng ơi xem. Cảm ơn anh, hài lòng chưa? Hài lòng rồi. Không ngờ cô gái này lại bạo lực như vậy. Cảm ơn cũng cảm ơn rồi,
sợ anh có thể tự đi tham gia buổi đấu giá tiếp theo. Xin cáo lui. Vội vàng đuổi tôi đi thế, chẳng lẽ em vẫn phải xuống bếp làm bánh? Làm gì có chuyện, đồ triển lãm quan trọng như vậy mà, tôi đã chuẩn bị xong từ trước khi anh đến cơ. Em làm vị gì thế? Hay là tiết lộ cho người chồng bí mật này nghe với? Đường đường là một tổng giám đốc mà thèm bánh kem như trẻ con thế à? Em không nhận ra sao? Thứ tôi thèm đâu phải bánh kem. Mà là em kìa. Thứ tôi thèm không phải là bánh kem, mà là em kìa. Tôi thì có gì mà thèm, toàn là phấn son. Anh không sợ trúng độc? Á! Em nói dối, ngọt thế này cơ mà. Ngôn khoáng vũ! Anh là đồ lưu manh! Em chủ động quá, muốn nhảy một điệu với tôi sao? Nhảy cái đầu anh, mau thả tôi ra. Cô Trì! Anh nhìn nhầm rồi, tôi với anh ta không... Cô Trì không ổn rồi. Phòng bếp xảy ra chuyện rồi. Ban nãy tôi xuống bếp xác nhận trình tự các món được mang lên thì phát hiện bánh kem như thế này. Nhân viên các bộ phận chú ý, buổi đấu giá tại sảnh trước sắp bắt đầu. Sau khi kết thúc sẽ đến tiệc tối, tất cả các nhân viên chú ý thời gian. Bánh kem của em sẽ được mang ra sau khi buổi đấu giá kết thúc đúng không? Tôi có thể ký xét luôn, thông báo cho ban tổ chức hủy. Không cần hủy. Đây là lần đầu tôi xuất hiện sau khi về nước. Cũng là bước đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hoại. Anh giúp tôi làm hai việc đi, xong chuyện tôi sẽ báo đáp anh. Hừ. Sẵn sàng cống hiến vì em. 3 triệu lần 1, 3 triệu lần 2, 3 triệu lần 3. Sản phẩm đấu giá cuối cùng đã chốt giá. Cảm ơn quý vị đã đến ủng hộ cuộc đấu giá lần này. Vậy tôi xin tuyên bố. Chờ đã. Xin chiếm dụng chút thời gian quý báu của quý vị để bữa tiệc này thêm sôi động. Tôi sẽ chọn một trong các vị khách lần này để hợp tác quảng cáo khu vực châu Á. Trời đất, sếp Ngô chủ động mời hợp tác kìa. Cả khu vực châu Á đấy. Thế thì người được chọn phát tài rồi còn gì. Yên lặng nào, tôi không nghe thấy sếp Ngô nói gì luôn rồi. Wow, ba lợi hại thật đấy. Chỉ một câu mà đã khống chế được tình hình rồi. Có tiền đúng là nhàn. Mẹ ơi, ba lên sân khấu rồi, nhưng con nghĩ ba không kéo dài được lâu đâu. Có cần con giúp gì không mà? Về việc sẽ chọn ai làm người hợp tác khu vực châu Á của tập đoàn Atlantis. Ba ơi, nhìn con này. Mẹ ok rồi ạ? Tôi sẽ tuyên bố sau buổi tiệc. Tiếp theo cho phép tôi nhường sân khấu này lại cho cô Trì Hạ Y. Cô ấy là thợ làm bánh fondant mới nổi do ban tổ chức buổi tiệc. Hôm nay, Hiệp hội Bảo vệ Kiến trúc Văn vật mời tới đây. Tác phẩm cô ấy đem đến là Nhớ về cảnh xưa, Lam Viên Lạc Xuyên. Wow! Không thể nào! Hả? Sao cô Lam lại kinh ngạc thế? Chẳng lẽ cô đã nhìn thấy chứ không thể xuất hiện? Tôi... Đúng, rõ ràng tôi nghe nói chiếc bánh mà cô đã chuẩn bị đã bị ai đó làm đổ không ra hình dạng. Sao giờ nó vẫn hoàn hảo như vậy? Chà, thông tin của cô Lam nhanh nhạy thật đấy. Cứ như chính mắt nhìn thấy vậy. Ý cô là gì? Chẳng lẽ cô định đổ tội cho tôi? Sao lại nói là đổ tội được? Rõ ràng chính là cô làm mà. Sao có thể? Rõ ràng mình đã xử lý đoạn camera đó rồi mà. Bất ngờ chứ, cô tưởng bị tiêu hủy rồi thì không phục hồi lại được à? Chính xác, cục cưng đây rõ vậy đó. Cô Lam còn gì muốn giải thích không? Trời đất, thì ra sao cánh gà đã xảy ra chuyện như vậy? Cô họ Lam đó ác thật, mục đích buổi tiệc tối nay là gom vốn tu sửa di tích Lam Viên. Cô ta làm vậy khác nào đám tội phạm phóng hỏa năm xưa. Sao nhà họ Lam lại có loại con gái như vậy nhỉ? Dù là tôi làm thì sao? Cô tưởng cô thoát được tội chắc?
Thời gian từ lúc tôi phá hỏng chiếc bánh kem đến lúc cô lên sân khấu hoàn toàn không đủ để làm một chiếc bánh mới. Tốt nhất là cô thành thật khai ra mình đã mua chiếc bánh đó đâu, để đối phó với ban tổ chức. Trì Hạ Y, tôi chết, cô cũng đừng mong sống, tôi muốn cô cũng phải mất mặt cùng tôi. Làm chuyện xấu mà vẫn to mồm như vậy, đúng là trần đời có một. Ha, nhưng đáng tiếc chiếc bánh kem này đúng là tác phẩm của tôi. May có bạn bè giúp đỡ dùng trực thăng chuyển một chiếc bánh kem dự phòng từ nhà tôi đến đây. Tôi đã tranh thủ từng giây để sang. Tôi đã tranh thủ từng giây để mau chóng sửa sang lại mới có được hình dạng như bây giờ. Khó khăn nho nhỏ này làm lại chiếc bánh hợp với chủ đề buổi tiệc từ thiện hôm nay hơn. Muốn khôi phục vinh quang ngày xưa thì cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Tôi tin chỉ cần mọi người cố gắng, di tích Lâm Viên xưa kia nhất định sẽ được tái hiện một cách huy hoàng. Nói hay lắm, đây mới là ý nghĩa của hoạt động từ thiện lần này. Giám đốc, vâng. Hành vi phá hoại buổi từ thiện của hai người đã chạm đến giới hạn. Kể từ nay, hai vị đã bị liệt vào danh sách đen. Trời sáng rồi ạ. Cắm ra vào các hội sở của tập đoàn Cực Quang. Tiểu Huyên, làm sao bây giờ? Im đi, cô là đồ sao chổi, tôi là người mẫu. Sau này không thể vào hội sở cao cấp thế này thì sao làm quen với các đàn anh đàn chị được? Tiểu Huyên, cô tránh xa tôi ra. Chật chật, đây là tình yêu đấy. Có thấy cô chị không? Muốn nói chuyện với cô ấy đấy quá. Đúng vậy, kỹ thuật làm bánh của cô ấy thật tuyệt vời. Tha cho tôi đi, tôi không muốn nói chuyện với mấy ông chú kỳ lạ ấy đâu. Thật khâm phục, Ngôn Hoán Vũ có thể bàn chuyện làm ăn với mấy người đó. Tên Ngôn Hoán Vũ này đúng là da như đĩa. Anh Thiên ra đây làm gì vậy? Là anh đây. Hạ Y, lâu rồi không gặp. Hạ Y, lâu rồi không gặp. Không ngờ lại gặp được em ở khách sạn mà công ty quản lý tạm thời sắp xếp. Ngô Cẩn Hạc, anh phải rõ hơn ai hết là tôi không muốn gặp anh chứ. Đương nhiên, anh biết, vậy nên 6 năm qua anh vẫn luôn ép bản thân không được đi tìm em. Nhưng lần này khó khăn lắm mới gặp được em, thì dù có làm em không vui, anh cũng không muốn bỏ qua. Tour lưu diễn thế giới của Ngô Cẩn Hạc, trạm đầu tiên vé VIP, cấm bán. Thời gian ngày ít tháng ít năm 2020, địa điểm sân vận động, XXX, chỗ ngồi ghế ít hàng ít. Cuối tuần này anh có concert ở thành phố mà chúng ta cùng lớn lên. Đến lúc đó anh sẽ chuẩn bị một bất ngờ dành cho em. Em có thể... Tôi không đi đâu, anh từ bỏ ý định đó đi. Hạ Y. Tối này làm sao vậy? Cả buổi tối mà gặp toàn những người không muốn gặp. Số độc đắc thế này thì nên mua vé số. Mà Ngôn Hoán Vũ đâu rồi? Ban nãy còn xá giáo đây cơ mà. Cảm ơn sếp Ngôn đã chọn công ty chúng tôi làm đối tác khu vực châu Á. Nhưng anh ấy đâu rồi? À, sếp Ngôn không khỏe nên đã đến phòng nghỉ rồi. Cụ thể việc hợp tác thì hai chúng ta bàn là được. Trợ lý. Phòng nghỉ, chẳng lẽ anh ta đi tìm cục cưng, đi xem thử. Phòng nghỉ. Cục cưng, có phải Ngôn Hoán Vũ? Hả? Thằng bé ngủ rồi à? Ừ. Cảm ơn. Cảm ơn tôi vì gì? Vì chuyện chiếc bánh hay dỗ cục cưng ngủ. Cả hai. Vậy em định cảm ơn thế nào? Thế anh muốn sao? Thế này đi, anh tùy chọn hai kiểu quà tặng đi. Ví tiền hay cà vạt đều được. Vậy sao được? Á? À? Chí ít cũng phải trả bằng một nụ hôn chứ. Nghĩ hay lắm, bỏ tôi ra. Yên nào, cẩn thận là cục cưng tỉnh dậy. Anh nhân lúc người ta... Ừ. Hừ, tôi đã nhận thù lao vì vụ bánh kem rồi. Còn thù lao dỗ cục cưng ngủ. Em dọn đến ở cùng tôi đi. Em dọn đến sống cùng tôi đi. Mơ đi. Tôi và cục cưng sống tự do không tích chắc. Tại sao phải nghỉ quẩn sống cùng anh? 24/24 gọi đến là đến. Em từ chối à? Chẳng
chẳng lẽ ngoài kia còn kẻ nào mà em không nỡ xa? Nếu sếp Ngôn nghĩ tôi là hạng dễ thay lòng, thì sao lại kết hôn với tôi? Tôi không có ý nghi ngờ em, chỉ là vợ tôi quá quyến rũ nên tôi không yên tâm thôi. Không phải chứ. Tổng giám đốc Ngôn, hôn mưa gọi gió của tập đoàn Atlantis mà là bên khuyết, thiếu cảm giác an toàn trong hôn nhân sao? Hì hì. Yên tâm, không chừng anh còn ong bướm hơn tôi, anh mới là người cần chú ý an toàn đấy. Tôi nghĩ em đã quên, ngoài em ra thì tôi không còn cô gái nào khác. Tôi sẽ tuân thủ lời nguyện kim cương máu, nếu không sẽ chết rất thảm. Đừng nói mấy câu suối quẩy đó. Hừ. Em bắt đầu để ý đến tôi rồi à? Linh tinh, còn lâu nhé. Được, tôi tin em, tạm thời em có thể ở ngoài. Nhưng nếu tôi phát hiện bất cứ nguy hiểm gì, thì sẽ đón mẹ con em về nhà họ Ngôn ngay. Tùy anh, giờ bỏ tay tôi ra được rồi chứ. Chỉ cần có nguy hiểm là ba mẹ sẽ ở chung với nhau à. Nhưng thế nào thì gọi là nguy hiểm? Không ngờ anh ta lại không bám theo, xem ra Ngôn Hoán Vũ thật sự tôn trọng sự tự do mà mình muốn. Bà ngốc, mình giả vờ ngủ, đến là khổ. Mẹ nó không cần bế mình lên là ba không bế lên thật à? Mẹ, chúng ta về nhà rồi à? Cuối cùng cũng không cần giả vờ ngủ nữa rồi. Xin chào, cô là cô Trì Hạ Y phải không? Đây là bưu kiện hỏa tốc gửi cô. Gửi tôi à? Tôi lưu diễn thế giới của Ngô Cẩn Hào, trạm đầu tiên vé VIP. Vé concert à? Không ngờ Ngô Cẩn Hào đã tìm ra địa chỉ nhà mình rồi. Gửi bao nhiêu lần cũng thế thôi, mình sẽ không đến concert của anh ta. Hì hì, thì ra Hào Hào cũng ở đây, nếu bà gặp được chú ấy. Hợp, đúng là cơ hội trời ban. Kế hoạch tác chiến, yes. Sao hôm nay cục cưng lại muốn ra ngoài ăn thế? Mẹ không biết là ở đây có quán cực ngon đấy. Con nghe nói gần đây mới mở một quán bánh kem cực ngon, con muốn đi ăn thử với mẹ. Nếu bảo mẹ đi xem concert của Hào Hào được tổ chức ở gần đây thì chắc chắn mẹ sẽ từ chối ngay. Tiếp theo đành phải xem biểu hiện của mình vậy. Tiệm bánh à? Được, mẹ con mình sẽ thử tất cả các vị nhé, được không nào? Cục cưng. Tour lưu diễn của Ngô Cẩn Hào, trạm đầu tiên. Cơn gió mùa hè vẫn quẩn quanh trong trái tim anh, khiến anh càng hối hận vì không giữ em bên cạnh. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để đến gặp tôi. Sau đây, tôi sẽ mời một bạn khán giả may mắn lên cùng đàn với tôi. Cậu bé đáng yêu đó đi. Cháu à, Hào Hào cố ý đó à? Nhưng cũng đúng ý mình. Không biết ba đã đến chưa? Lối ra an toàn, sếp Ngô. Đến rồi ạ. Đó là... Sao cục cưng lại ở trên sân khấu? Thằng nhóc gọi mình tới là để bàn chuyện với mình cơ mà. Hào Hào, xin lỗi chú trước nhé. Hôm nay cháu đến vì mục đích khác. Nếu thấy có lỗi thì cháu gọi chú là ba đi. Hào Hào lại thế rồi. Đáng lẽ cháu phải gọi chú là... Đừng nói thế. Nếu chú là có một đứa con đáng yêu như cháu thì chắc chắn sẽ rất vui. Trời ơi, ánh mắt cưng chịu hết mực của Cẩn Hào kìa. Đúng đấy, nếu cậu bé đó gọi anh ấy là ba thì chắc chắn mình sẽ chết luôn và ngay. Mà cậu bé đó trông hơi giống Cẩn Hào nhỉ, không chừng là con riêng đấy. Không ngờ các cậu đã phát hiện chuyện tôi và Cẩn Hào bí mật kết hôn. Tỉnh lại đi. Sếp Ngôn. Sếp Ngôn. Ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế? Lập tức đưa đứa trẻ trên sân khấu xuống cho tôi. Nếu không thì cả ngành giải trí này sẽ không còn ai tin Cẩn Hào nữa. Sếp Ngôn, đứa trẻ trên sân khấu làm sao vậy? Sao đột nhiên ngài lại tức giận thế? Ông chỉ việc làm thôi. Tôi... Bài hát này... Ba ơi, chúng ta đi đâu thế?
có ba bên cạnh con chẳng sợ đất trời. Con ơi, ba là cây đại thụ của con, cùng con ngắm mặt trời mọc cả đời. Sếp Ngô, con cần đưa đứa trẻ xuống không? Nghe thằng bé hát xong đã. Ba nghe thấy rồi chứ, đây là bài hát con hát cho ba đấy. À, đáng yêu quá, Cẩn Hào em muốn sinh con cho anh, công khai dụ tôi đẻ con. Encore. Công Cẩn Như Ngọc, tiếng lành trời ban. Phòng điện. Hả, sao tối ôm vậy, có màn biểu diễn đặc biệt nào nữa à? Mẹ. Hả Y. Còn cố ý phải không? Chiếc vé còn lại nằm sẵn trong túi mẹ luôn. À, bị mẹ phát hiện rồi. Con còn dám nói à? Rốt cuộc tối nay con định làm gì? Sao đột nhiên con lại đến concert của Ngô Cẩn Hào? Khoan đã, con đang làm gì vậy? Con gửi định vị cho ai vậy? Đương nhiên là ba rồi. Xem ra chỉ còn ba giây nữa thôi là ba sẽ đến chiến trường. Vậy thì... Mẹ à, con nghĩ mẹ nên nói rõ với ba quan hệ giữa mẹ và Hào Hào thì hơn. Không thể giấu ba chuyện lớn như vậy đâu. Quan hệ gì? Trì Hạ Y, em còn chuyện gì giấu tôi nữa? Tôi đã nói rồi phải không? Nếu phát hiện em có quan hệ với người đàn ông khác, tôi sẽ đưa hai mẹ con về nhà họ Ngôn ngay. Giờ em hãy giải thích rõ ràng quan hệ giữa em và Ngô Cẩn Hào cho tôi nghe. Ba bỏ tay ra, ba làm thế mẹ sẽ khó chịu đấy. Con gọi ba tới không phải để ba bắt nạt mẹ đâu. Ba xin lỗi, tại ba kích động quá. Nhưng ban nãy không tính là bắt nạt. Bắt nạt chỉ có một lần duy nhất trước khi con được sinh ra thôi. Anh nói gì với thằng bé vậy hả? Tôi cảnh cáo anh, cấm không được nói bậy bạ trước mặt con tôi, nếu không tôi đấm đấy. Vậy quay lại chuyện vừa rồi. Tốt nhất em hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý về quan hệ giữa em và Ngô Cẩn Hào đi. Chẳng có gì để giải thích cả, tôi với anh ta không có quan hệ gì hết. Tôi cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, nên tôi cũng không cần về nhà họ Ngôn với anh. Á, à, trông bà đáng sợ quá. Em tưởng nói vậy là tôi sẽ bỏ qua cho em à? Trì Hạ Y, tôi đã nói với em là tôi rất ghét người ta làm trái ý tôi chưa? Nếu em đã không định giải thích thì tôi đành cưỡng chế đưa em về thôi. Hạ Y, cục cưng, mau lên xe. Hào Hào. Tuy cả hai bên đều không dễ đối phó, nhưng hình như bên Ngô Cẩn Hào đối phó dễ hơn chút. Kệ vậy, chạy đã tính sao? Chạy mau. Khá lắm, cô ấy dám lên xe của người đàn ông khác. Lập tức theo dõi một người cho tôi. Trì Hạ Y, em tưởng như vậy là thoát được chắc. Cẩn Hào ban nãy nguy hiểm lắm đấy, lỡ bị fan chụp được cảnh mẹ con cô Trì lên xe, rồi tưởng cậu lén kết hôn thì sao? Tôi không sợ bị hiểu lầm. Anh không sợ nhưng tôi sợ, tôi vẫn chưa quên vụ hiểu lầm 6 năm trước khiến mẹ con tôi suýt mất mạng đâu. Quản lý Vương, vì anh đưa chúng tôi về nhà. Được, được, được. Đúng là toàn người không thể đắc tội, nếu không phải cô và Cẩn Hào là... Cẩn Hào, cô Trì, đến nhà rồi. Đây là... Ngô Cẩn Hào, anh cố để ý đấy à? Y Hạ, em đợi nhà 6 năm rồi, chị ấy lúc nào cũng lo lắng cho em. Nếu đã đến đây rồi thì vào thăm dì ấy đi được không? Dì ấy? Thì ra bà ấy cũng biết lo cho mình sao? Mong là được như những gì anh nói. Rốt cuộc là định gặp ai? Chia sẻ. Từ nãy đã thấy mẹ không ổn rồi, hay là mình... Dì Diệp, con về rồi, chị xem con đưa ai về này. Ồ, chẳng phải là cô con gái cưng của tôi đó sao? Diệp Văn, mẹ ruột của Trì Hạ Y. Sao, cuối cùng cũng biết mò về nhà nhận lỗi đấy. Đây là quan tâm mà anh bảo đấy à? Không phải đâu, Hạ Y đừng tức giận. Dì, đã 6 năm rồi dì và Hạ Y không gặp nhau, hai mẹ con nói chuyện với nhau không được sao? Được,
Đúng lúc có sếp Cao ở đây, người làm mẹ như tôi cũng nên lo lắng cho nó vậy. Sếp Cao, đây là cô con gái kém cỏi mà ngày trước tôi kể với anh đấy. Anh thấy nó... có hợp làm vợ kế của anh không? Dì Diệp, dì nói linh tinh gì vậy? Khó khăn lắm con mới đưa được Hạ Y về, sao dì có thể... Cẩn Hào, con nói gì vậy? Dì có ý tốt nên mới tìm mối cho nó mà. Tuy sếp Cao đã từng kết hôn, nhưng đàn ông có kinh nghiệm thì mới biết yêu thương phụ nữ. Hi hi hi. Đủ rồi. Muốn lấy thì bà tự đi mà lấy, tôi không cần bà quan tâm. Đúng là không cần biết đã bao nhiêu năm, con vẫn không biết tốt xấu y như trước. Mà thôi. Hôm nay đã để sếp Cao chê cười rồi, hay anh về trước đi, để tôi khuyên con bé rồi nhắn anh sau. Vậy tôi chờ tin tốt của bà Diệp. Muốn cưới mẹ, mơ đi. Đúng là đồ vô ơn, khó có lần tôi lo lắng cho cô mà cô chẳng biết nể mặt. Kẻ muốn gả con gái mình cho loại người ấy đang nói tôi vô ơn đấy à? Loại người ấy, chị Hạ Y, cô tưởng cô vẫn có giá lắm hả? Nhìn lại bản thân mình đi. Sinh thằng con hoang này ra cho một kẻ chính bản thân mình còn không biết mặt. Thậm chí còn bay ra nước ngoài học làm mấy cái bánh kem rẻ rách vì ước mơ vớ vẩn gì đấy. Đúng là ngu y như người đàn ông đó. Nhìn là thấy ghét. Bà... Sao? Con muốn nghe à? Vậy cô nói xem, loại đàn ông nào sẽ chấp nhận thứ hạng cũ như cô chứ? Leo. Tôi. Sao anh lại? Ba đến rồi. Tôi muốn họ. Bà có ý kiến gì không? Sếp Ngôn, cậu... Con ranh này leo lên được con thuyền lớn như Ngôn Hoán Vũ từ bao giờ vậy? Thứ lỗi cho tôi không mời mà đến, nhưng tôi chỉ muốn đưa người của tôi về nhà thôi. Ông chủ, tình nhân. Không ngờ nó và Ngôn Hoán Vũ lại có quan hệ như vậy. Chúng ta đi thôi. Vâng. À phải, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy mấy lời hôm nay, nhưng tôi mong sau này không phải nghe lại chúng lần nữa. Còn nữa, tôi ghét cảm giác người khác nhòm ngó đồ của mình. Không hổ là con của người đó, đường ngay thì không đi, cứ muốn làm vợ bé của người khác. Nhưng như vậy thì mình có thể. Sao anh đến được đây nhanh vậy? Sao? Nghi ngờ năng lực của tôi à? Đừng có giả vờ. Cục cưng, con đừng giả vờ nữa. Mẹ nhìn con là biết chính con làm rồi. Sao con lại giúp anh ta? Hì hì. Hạ Y, chờ đã. Hình như tôi đã nói rồi thì phải. Tôi không thích người đàn ông khác tiếp cận người phụ nữ của mình. Hạ Y, thật sự xin lỗi em. Anh không biết là dì ấy sẽ có ý đó. Không liên quan đến tôi. Từ 6 năm trước tôi đã chẳng còn quan hệ gì với nhà này nữa rồi. Chúng ta đi thôi. Được. Hạ Y. Nhà họ Ngôn. Giàu có, giàu có. Wow. Tôi bảo là đưa chúng tôi về nhà cơ mà. Đây là đâu? Đá đi làm tốt lắm. Đây không phải nhà chúng ta sao? Anh đùa đấy à? Cục cưng, chúng ta đi thôi. Dạ. Ngôn Hoán Vũ, anh định làm gì? Thả tôi xuống. Cục cưng ngoan, có đây một lát nhé. Bố có chuyện gấp cần bàn với mẹ con. Con hiểu mà, bố đi nhé, đừng ồn ào quá là được. Cục cưng, con lại bán đứng mẹ. Chúc bố mẹ ngủ ngon. Á? À? Có gì từ từ nói, anh cởi đồ làm gì? Em không định... Cho tôi một lời giải thích hợp lý cho chuyện tối nay sao? Ngoan ngoãn nói thật đi. Rốt cuộc thì em có quan hệ gì với tên Ngô Cẩn Hào ấy? Đó là chuyện của tôi. Không cần nói với anh chứ nhỉ? Ha, không muốn nói à? Em có tin là tôi có cả trăm cách khiến em mở miệng không? Anh định làm gì? Em nghĩ sao? Em sẽ ngoan ngoãn nói thật hay là trói tôi bằng cà vạt?
đừng qua đây, tôi nói mà. Thẳng thắn là chuyện nhỏ, thất thân là chuyện lớn. Nghe lời ngay từ đầu thì có phải tốt không? Bớt nói đi, cất thứ này đi, ngồi hẳn hoi vào. Ừ. Anh cũng thấy chuyện tối nay rồi đấy, người phụ nữ muốn tính toán với tôi thật bất hạnh là mẹ ruột của tôi. Nhưng bà ấy đã ly hôn với cha tôi và tái giá với người khác từ lâu, Ngô Cẩn Hào là con trai của dượng tôi. Vì cha tôi đã làm sai vài chuyện, nên từ nhỏ mẹ đã rất ghét tôi. Sau này vì vài lý do nên tôi đã cắt đứt quan hệ với họ. Sau này tôi cũng không muốn có bất cứ liên quan gì với họ nữa. Vậy nên tôi mới không muốn nhắc tới mấy chuyện đó. Anh cũng đừng hỏi, được không? Nếu đã không muốn liên quan đến họ. Vậy thì tại sao em lại lên xe của hắn? Còn không phải là do anh cứ ép tôi. Nếu anh không hung dữ như vậy thì làm sao tôi có thể vội vàng nhảy lên xe anh ta? Nói tóm lại, tôi đã nói rõ những gì nên nói rồi. Tôi đưa cục cưng về. Đứng lại. À? Ngôn Hoán Vũ, anh... Dù nói thế nào thì em cũng đã vứt bỏ người chồng là tôi để lên xe của người đàn ông khác. Nên phạt thì vẫn phải phạt. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng. Hôm sau, Trì Hạ Y, tạm biệt. Không muốn sống cùng tôi đến vậy sao? Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Mẹ à, tại sao chúng ta phải lén lút chuồn đi từ sáng sớm vậy? Ở nhà to thế này mà bị áp lực. Với lại nếu không đi thì chắc sẽ bị ăn hết, không nhả xương luôn. Đáp đi thật là, cả buổi tối cũng không thu phục được mẹ. Chà, xem ra vẫn cần đến mình ra tay. Vậy tối qua bố với mẹ ngủ chung có làm gì không? Làm gì là làm gì, mẹ với hắn không có làm gì hết. Chuyện này là chuyện người lớn, trẻ con đừng hỏi lung tung. Xem phản ứng của mẹ thì có vẻ đắt đi cũng dùng được đấy chứ. Ôi, vẫn là nhà mình thoải mái hơn. Cục cưng, mẹ nghỉ chút nhé, con ngoan đi đó. Vâng, mẹ ngủ đi ạ. Cục cưng, mẹ con đâu? Mẹ con đang nghỉ ạ. Vào đi, là như tôi bảo. Cục cưng, ai đến thế? Tường bên trong đập đi. Ở đây là quầy bar. Ngôn Hoán Vũ, anh đang làm gì thế? Nếu em đã không muốn qua nhà tôi thì tôi đành dọn đến đây sống cùng hai mẹ con thôi. Căn nhà này nhỏ quá, tôi gọi người đến sửa sang lại. Đây là nhà tôi, anh dẫn người xong vào nhà tôi còn muốn đập nhà. Anh Ngôn không thấy mình quá bất lịch sự sao? Em xem xong đi đã rồi nói với tôi xem tôi có thể làm gì với căn nhà này không nhé. Đây là hợp đồng mua bán nhà cửa. Bên B, Ngôn Hoán Vũ. Cái gì? Anh mua luôn hai căn nhà bên cạnh rồi á? Làm điền ba căn nhà với nhau thì cũng đủ cho gia đình ba người chúng ta sống. Cũng đủ, thể tích của anh lớn đến mức nào mà cần không gian rộng vậy chứ? Nhà này nhanh nhất phải một tuần mới vào ở được. Hai mẹ con thu dọn đồ đạc qua ở khách sạn với ba đi. Vâng, con đi ngay đây, rõ. Hay da, hay da, hay da. Cục cưng, con kích động thấy rõ luôn đó. Không được, quyết không thể bị tên này dắt mũi được. Mấy anh từ từ đã, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh ta. Vào đây với tôi. Ừ. Ngôn Hoán Vũ, tôi nói cho anh biết. Anh lại... Giờ em còn gì muốn nói nữa không? Ngôn Hoán Vũ, anh cầm tên con, phút đồ đó à? Không nói không rằng mà cứ hôn. Việc này đâu thể trách tôi được. Ai bảo vợ tôi quyến rũ quá làm gì? Dẻo miệng lắm, anh đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ... Chỉ cần em đồng ý dọn đi với tôi. Tôi sẽ tặng em một bộ dụng cụ làm bếp mới nhất của FL, thế nào? Thật
Thật à, vậy... Nami ơi, mẹ với Daddy nói chuyện xong chưa ạ? Các chú hỏi bao giờ thì làm được này. Khoan đã, suýt nữa thì bị dụ rồi. Con đến đúng lúc lắm, cục cưng. Bố muốn sống cùng hai mẹ con, nhưng mẹ con đang không đồng ý. Con mau giúp bố đi. Mẹ, con muốn cả nhà mình sống cùng nhau cơ. Mẹ đồng ý với Daddy đi. Được không ạ? Được, được rồi. Yeah! Muôn năm, Daddy, chúng ta cùng thu dọn đồ đạc đến khách sạn thôi. Được. Hai cha con thật sự quá gian xảo. Khách sạn trích. Wow! Wow, không hổ là khách sạn cao cấp. Quá tuyệt vời. Có rồi. Mẹ ơi, con đói quá. Để Daddy gọi người mang cơm lên. Nhưng con muốn ăn đồ mẹ nấu cơ. Mẹ nấu cơm ngon lắm hả? Vậy để tôi nấu đi. Dụng cụ bếp tốt thế này không dùng thì phí. Đúng rồi. Đúng lúc ở đây không có đồ ăn gì. Bố mẹ có thể nhân lúc đi mua đồ ăn để hẹn hò. Con chịu đói được. Hai người cứ từ từ nhé. Chắc không phải cục cưng nhà mình cố ý đấy chứ. Tôi sẽ lái xe. Chúng ta đến siêu thị sinh hoạt ở gần đây đi mua đồ đi. Không. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết sếp Ngôn đây là người không biết mấy chuyện này rồi. Mua đồ ăn thì phải đến chỗ này mới chuẩn. Xem đi, rau cải tươi đây. Cá tươi mua con nào thịt con đấy đây. Đi qua đừng bỏ qua nhé. Chính là chỗ này. Hà, cho anh tính toán mua ở cùng tôi đấy. Thấy người này xin hãy báo cảnh sát. Làm công chứng. Để tôi xem sếp tổng Ngôn đây chịu đựng chỗ này thế nào. Chúng ta đi thôi, muốn mua gì? Hả? Gì cũng được. Sao anh ta bình tĩnh thế? Phiền bác cho tôi nửa cân khoai tây, 3 quả cà chua với vài quả trứng nữa nhé. Cậu đẹp trai đi chợ với vợ à? Vâng, vợ kìa, em còn muốn ăn gì nữa? Ôi trời, nể tình cậu vừa đẹp trai vừa chiều vợ nên tôi giảm giá 21,6 tệ, trả 19 thôi là lượt. Cậu mua thịt không, giảm 20% cho cậu, qua xem đồ nhà tôi đi. Cảm ơn. Tên tiểu nhân Ngô Hoán Vũ này thật nham hiểm, còn xá vợ làm người tốt để tạo thiện cảm nữa. Không ngờ chở đây cũng không trị được anh ta. Tên này không có nhược điểm gì sao? Đứng lại. Một cút đi cho ông. Tránh ra. Chị Hạ Y. Xin đừng túm tụm lại đứng xem. Tránh hết ra. Đừng qua đây, nếu không tôi sẽ giết cô ta. Đây là kẻ bị truy nã. Đừng kích động quá, có gì từ từ nói, anh bỏ dao xuống đã. Bớt nói đi, nếu các ngựa tiến lên một bước nữa tôi sẽ ra tay thật đấy. Trì Hạ Y, bình tĩnh, đừng hoảng loạn. Giờ cần ai đó có thể giúp mình phân tán sự chú ý của tên này, mình mới tiện nghĩa cách tự cứu. Sếp tổng vạn năng, mọi người cách đi. Đã rõ. Cảm ơn sếp tổng. Anh này, xin anh bình tĩnh chút đã. Tôi nghĩ anh cũng không muốn làm tổn thương người khác. Anh là ai? Đừng qua đây. Cứ bình tĩnh, trên tay tôi không có vũ khí gì hết. Anh bắt con tin cũng là vì muốn thoát khỏi đây một cách an toàn. Nếu tôi nói tôi có cách giúp anh thoát khỏi đây thì sao? Cái gì? Phải mau trốn qua chỗ cảnh sát. Con ranh, muốn chết hả? À, chính lúc này. Ép. Hạ Y, mày làm được mà, cố lên. Ha, phụ nữ mấy cô cũng chỉ có vài chiêu đó, tưởng tôi không đoán được hay sao? Vậy anh cũng đoán được sẽ thế này phải không? Nguy hiểm. Ngô Hoán Vũ. Không sao chứ. Ừ. Bắt lấy hắn. Cánh tay anh. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Gì mà vết thương nhỏ? Vết thương nhỏ mà chảy nhiều máu vậy à? Không được, đi bệnh viện ngay thôi. Được rồi, nghe em hết. Khách sạn. Cục cưng ngủ rồi à?
Ừ, trước khi ngủ còn không quên dặn tôi phải chăm sóc anh thật tốt. Mới tí tuổi mà lanh vậy. Sao lại nói con trai tôi thế? Sửa lại là con trai chúng ta mới đúng. Đúng là thế thật. Có tiến bộ, cô ấy còn phản bác lại. À thì hôm nay cảm ơn anh đã bảo vệ tôi. Suy cho cùng thì do tôi sốc nổi quá nên liên lụy đến anh bị thương. Có gì cần tôi giúp thì anh cứ nói. Tôi không muốn nợ nần gì anh. Làm gì cũng được à? Đương nhiên, anh cứ nói. Lại gần đây rồi tôi nói cho. Sao anh phiền thế nhỉ? Em tắm giúp tôi đi. Bảo tôi tắm cho anh. Anh định thừa cơ giở trò lưu manh chứ gì? À, chết, tôi quên mất. Để tôi xem vết thương xem nào. Vết thương không sao, nhưng tôi tới này mà tắm thì không tiện thật, nên em có thể giúp tôi không? Tôi... Em cứ nói không xử lời thế này, cục cưng bắt chước theo thì không hay đâu. Được rồi, nhưng không tắm đâu, nhiều nhất là gọi đầu cho anh thôi, còn đâu thì anh đừng mơ. Được. Nằm vào đi. Thôi, để tôi cởi đồ ra đã. Được rồi. Không ngờ có ngày mình lại mặc đồ nằm trong bồn tắm. Vậy thì nên tìm hiểu lẫn nhau hơn nhỉ? Em thấy sao? Chúng ta thân thiết hơn thì cục cưng cũng sẽ vui hơn. Chúng ta thân thiết hơn thì cục cưng cũng sẽ vui hơn. Anh muốn làm thế nào? Tôi hỏi em đáp nhé. Ví dụ như em thích hoa gì? Hoa oải hương. Em thích ăn gì? Tôi không đặc biệt thích ăn gì, ngon là được. Bình thường em thích làm gì để giết thời gian? Ngoài chơi cùng cục cưng thì đọc sách, chơi điện thoại thôi. Lý tưởng lớn nhất là gì? Trở thành người làm bánh fondant nổi tiếng thế giới. Hỏi đáp đơn giản kiểu này thật sự khiến mình có cảm giác như đang yêu đương. Đúng là càng sống càng thụt lùi. Vì sao đột nhiên em về nước thế? Trước đây tôi có điều tra sơ sơ, cũng biết mấy năm nay em không ngừng đi tìm ba em. Em về nước là vì không tìm được gì ở nước ngoài à? Nếu em muốn thì tôi có thể tra tung tích của ba em cho em. Còn cửa hàng của ba em nữa, tôi cũng có thể lấy về giúp em. Anh Ngôn, tôi xin nhận tấm lòng của anh. Ha, nhưng tôi không thích người khác điều tra mình, nhất là những chuyện đằng sau mình. Còn lại thì anh tự xử đi, bà đây không hầu. Hình như mình làm hỏng chuyện rồi. Đồ khốn cứ tự cho mình là đúng. Tưởng có tiền có quyền thì có thể tùy ý xâm phạm đời tư cá nhân của người khác à? Tôi sẽ tự tìm ba tôi. Chẳng cần anh ta... Đây là... Mình nhớ sáng nay vẫn bình thường mà, sao mới đi một ngày mà đã thành ra thế này rồi? Thằng nhóc Trì Thiên Duệ này, con thật là trợ thủ chăm chỉ. Lãng mạn thật, em thấy có phải không? Anh thích như vậy thì tự ngủ đi, tôi ra sofa. Không được, sao chúng ta có thể phụ lòng tốt của cục cưng được? Ngôn Hoán Vũ, thả tôi ra, vết thương sắp nứt ra rồi. Động một tí là lại kêu cánh tay đau, tình gian thương này. Người nào đó vẫn đầu hàng trò ấy. Xin lỗi em. Vì chưa hỏi ý em đã tự ý điều tra em rồi. Tôi hứa sau này nếu chưa nhận được sự đồng ý của em, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của em đâu. Tha thứ cho tôi lần này nhé, được không? Đây là lần đầu tiên tôi yêu ai đó, nên không có nhiều kinh nghiệm. Ngôn phu nhân lượng thứ nhé. Lần đầu tiên? Ừ, tôi đã kể em nghe về chuyện của mình trên máy bay rồi đấy. Vì ba mình nên tôi đã thề rằng phải đối xử thật tốt với vợ tương lai của mình. Nhưng tôi vẫn khiến em giận rồi thì phải. Người đàn ông này. Đừng lo. Anh sẽ làm thật tốt thôi. Ban nãy tôi cũng nóng quá, xin lỗi nhé. Khoan đã, mình vừa làm gì vậy? Mình vừa hôn anh ấy đấy à? Nói chung thì chuyện này cứ thế đi, hôm nay anh cũng mệt rồi, mau ngủ đi.
Ha ha. Ừ, ngủ ngon. Mẹ à, sao mẹ lại dắt con chuồn ra ngoài từ sớm vậy? Chắc không phải tối qua ba mẹ lại làm gì đấy chứ? Cái kiểu cứ xấu hổ là chạy này là bệnh gì vậy? Không, làm gì có gì đâu. Mẹ chỉ muốn đưa con đến một nơi rất tuyệt thôi, cứ đi với mẹ là được. Mẹ nói gió rõ ràng lắm đấy. À, con xem chúng ta đến nơi rồi này. Đóng cửa. Chỗ này là... Mẹ, chẳng lẽ chỗ này là... Ừ, chỗ này là tiệm của ông ngoại con đó. Nhưng cảm giác chỗ này đóng cửa lâu lắm rồi, ông ngoại không mở tiệm mà. Đúng vậy. Tại sao vậy à? Ông ngoại không thích cửa tiệm này sao? Để mẹ kể cho con nghe câu chuyện về cửa tiệm này nhé. Ngày xưa, chủ cửa tiệm này và một thiên kim tiểu thư hay đến mua bánh gặp gỡ rồi phải lòng nhau. Hai người chìm vào bế tình, muốn đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại. Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản. Vì chênh lệch thân phận và địa vị nên chủ tiệm chuyển giao hết tài sản của mình và cửa tiệm này cho vị tiểu thư kia làm sính rễ. Cô ấy cảm động vì tấm lòng của chủ tiệm nên bất chấp gia đình đói mà đến với chủ tiệm. Sau khi kết hôn, tiểu thư kia kế thừa sự nghiệp của gia đình, bắt đầu chuỗi ngày bận rộn bất tận. Cô ấy mong chủ tiệm có thể giúp mình chia sẻ đôi phần, nhưng chủ tiệm chỉ một lòng quan tâm cửa tiệm này, vốn không để ý đến chuyện khác. Để ép chủ tiệm giúp đỡ, tiểu thư kia uy hiếp chủ tiệm rằng sẽ bán cửa tiệm bánh kem, nhưng chẳng ngờ lại hỏng chuyện, rốt cuộc là khiến chủ tiệm bỏ đi. Sau đó tính tình của tiểu thư đổi hẳn, không còn dịu dàng như thời thanh xuân nữa. Tiểu thư và ông chủ tiệm mà mẹ nói là ông bà ngoại phải không ạ? Đúng rồi. Nghe vậy thì đó này là lỗi của ông, tại sao bà lại đối xử với mẹ như vậy? Chắc bà đã chuyển nỗi hận thù với ông lên mẹ đấy. Vốn có thể tiếp tục chịu đựng, nhưng mà giờ con còn nhỏ, có vài chuyện phải chờ con lớn rồi mẹ nói cho con. Dù trước đây ai sai ai đúng thì bây giờ mẹ chỉ muốn lấy lại cửa tiệm này rồi khai trương nó lần nữa. Vì ông nên mẹ mới muốn lấy lại nó sao? Làm gì có chuyện đó, đương nhiên là vì cửa tiệm này vừa đẻ, vị trí là đắc địa rồi, nếu có được nó thì tiết kiệm được một khoản lớn đấy. Vậy nên cục cưng phải cổ vũ cho mẹ nhé. Vâng vâng, mẹ cố lên. Lấy lại cửa tiệm này vì bố sao? Bố ơi, đây là bánh con làm đấy. Làm gì có chuyện như vậy, mình không làm việc này vì kẻ không ra gì, bỏ vợ bỏ con đó đâu. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Vâng. Thế tại sao chúng ta phải tới đây vậy? Mẹ không tò mò là nhà mình được trang hoàng thế nào sao? Tò mò thì tò mò đấy. Sao mẹ lại ở đây? Đương nhiên là để tìm cô con gái ngoan của tôi rồi, sao mà kinh ngạc thế? Nhưng theo tôi, kẻ không thể ra ngoài gặp người ta ở đây phải là thằng nhóc bên cạnh cô mới đúng. Mà thôi, tôi tới không phải để nói mấy chuyện này. Chúng ta đổi chỗ khác đi, tôi có chuyện muốn bàn với cô. Không biết bà ngoại định nói gì với mẹ, nhưng mẹ có vẻ rất tức giận. Phải để bà xin lỗi mẹ ngay mới được. Khoan đã. Thằng nhóc, mày trả thù đấy à? À, hình như mình làm hỏng chuyện rồi. Cháu xin lỗi bà, ban nãy không phải cháu cố ý ngán chân bà đâu, bà tha thứ cho cháu đi. Thôi, không chấp con nít, có việc khác gấp hơn. Vậy rốt cuộc mẹ định nói gì với con? Cô muốn lấy lại tiệm của bố cô phải không? Cái... Bà ta tốt bụng vậy sao? Mẹ định làm gì? Bọn tôi cũng muốn tham gia vào dự án hợp tác khu vực châu Á với tập đoàn Atlantis. Chuyện ở hội đấu giá tôi cũng nghe sơ sơ rồi. Sếp Ngôn đưa ra lời mời hợp tác là để kéo dài thời gian cho cô phải không? Có thể thấy cô cũng có chỗ đứng trong lòng của cậu ta. Đàn ông mà, chỉ cần người phụ nữ mình thích thổi gió bên gối là cái gì cũng gật hết. Giúp tôi chuyện này rồi tôi sẽ giao cửa tiệm đó cho cô. Ha, lằng nhằng cả nửa ngày trời, hóa ra mẹ định nói chuyện này sao? Đừng phí công vô ích nữa, cô không giúp mẹ đâu. Con sẽ lấy lại cửa tiệm bằng chính sức mình, còn mẹ đừng hòng có được lợi lộc gì từ con. Cô...
tốt nhất là cô đừng có hối hận. Thằng Tranh, còn nói mày không cố ý không? Lần trước thì không, nhưng lần này thì cố ý đó. Bà à, đừng có dùng chuyện ngày xưa làm cái cớ bắt nạt mẹ nữa. Bà phải biết là trên đời này sẽ có người muốn bảo vệ mẹ. Con trai ngầu quá. Hừ, ngây thơ hệt mẹ mày. Mẹ ơi, hay là chúng ta bảo bố giúp chuyện cửa tiệm đi. Ban nãy con thể hiện rõ là ngầu, mẹ còn tưởng con sẽ bảo vệ mẹ đến cùng chứ. Kết quả vẫn sang, chạy nhờ bố con. Con cũng sẽ bảo vệ mẹ mà, chỉ là con vẫn còn bé, không đủ sức. Không được, không được, nói cho bố con, biết chưa? Chạy sao ạ? Vì mẹ muốn lấy lại trước thuộc về mình, bằng thực lực của chính mình, con biết chưa? Dạ. Được rồi, chúng ta cũng về thôi, mẹ sẽ cố gắng hết sức. Dạ, mẹ cố lên. Không biết sao hôm nay bà ấy sẽ bán cửa tiệm đó cho ai nữa. Đang nghĩ gì thế? Á, Ngô Hoán Vũ, anh muốn chết hả? Anh có biết đang thái đồ ăn mà làm vậy là nguy hiểm lắm không? Em có chuyện gì giấu tôi à? Sao anh lại hỏi thế? Bình thường em sắp đồ ăn đều rất dứt khoát, hôm nay cầm dao mà cứ ngơ ra, vậy chưa đủ rõ ràng hay sao? Khả năng quan sát của anh ấy đáng sợ thật. À thì... Được rồi, cứ bình tĩnh, tôi không bắt ép em phải nói ra đâu. Chỉ cần em nhớ là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì tôi luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của em. Hậu thuẫn sao? Ngôn Hoán Vũ, cảm ơn anh. Nhưng em muốn tự mình giải quyết chuyện này. Được, tôi tôn trọng quyết định của em. Bố làm sao vậy? Bố không hỏi thật sao? Cơ hội tốt như vậy mà. Quả nhiên vẫn phải dựa vào mình thôi. Phải dùng cách gì để bố biết đây nhỉ? Hôm sau. Mẹ ra ngoài làm việc đây, cục cưng ở nhà phải ngoan đấy nhé. Vâng, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố ạ. Mẹ ơi, Thơm Thơm. Được, được. Đây cũng muốn ạ? Biết. Không ngờ mình lại bị cục cưng dẫn dắt như thế. Vậy gì nhỉ? Em đi đây. Khoan đã. Được rồi, đi sớm về sớm nhé. Tạm biệt. Tạm biệt mẹ, cậu lừa ngon quá, sáng nay đã được ăn no rồi. Em biết rồi, tạm biệt. Bố này, có chuyện liên quan đến mẹ, con phải nói cho bố biết. Bố cũng đang có chuyện muốn hỏi con đây. Nào, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Không nhúng tay vào chuyện của cô ấy sao? Làm gì có chuyện? Hoa, wow, đẹp quá đi mất. Cứ như thật ấy, cứ như tác phẩm nghệ thuật vậy. Thế này thì ai nỡ ăn? Quá tuyệt vời. Tuy mình vui vì có rất nhiều người yêu thích tay nghề của mình, nhưng so với việc giúp người khác thì mình vẫn muốn sở hữu cửa tiệm của bản thân hơn. Cũng không biết cuối cùng cửa tiệm đó sẽ bị xử lý thế nào. Nếu bà ấy chịu bán thì mình có thể tìm người cọc trước nhỉ? Sao mình lại đến đây nữa vậy? Bất kể thế nào, mình nhất định sẽ lấy lại cửa tiệm này. Ngày mai phải tìm luật sư tư vấn mới được. Quả nhiên là em ở đây. Anh là... Ngô Cẩn Hào. Người anh em, không ngờ anh lại có đam mê thế này. Coi như không nhìn thấy đi. Quan đã hạ y. Anh đến là có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết. Dì Diệp đã bán cửa tiệm của bố em đi rồi. Gì cơ? Quán cà phê, rốt cuộc chuyện là thế nào? Không biết hôm qua dì ấy bị kích thích thế nào, vừa về đã bán sang tay mặt bằng cửa tiệm đi. Về phần bán cho ai thì anh cũng không rõ. Vậy sao? Xem ra hôm qua mình với cục cưng làm bà ấy rất giận. Nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng tìm ra người mua là ai giúp em. Không cần đâu. Cảm ơn anh đã nói cho tôi tin đó, nhưng đây là chuyện của tôi, anh đừng nhúng tay vào. Hạ Y, chúng ta nhất định phải tính toán rạch ròi đến vậy sao? Phòng của cục cưng. Cục cưng vào đây với mẹ.
Cô cưng, giúp mẹ việc này nhé. Bà con bán cửa tiệm đi rồi, mẹ phải đến nhà họ Ngô để điều tra xem bà ấy đã bán cho ai. Mẹ không muốn để bố con biết chuyện này, con có thể giúp mẹ không? Mẹ yên tâm, cứ để con. 20 phút sau, vậy mẹ đi đây. Vâng, mẹ cẩn thận nhé. Rất tốt, đến được mình ra tay rồi. Không ổn rồi, bố ơi, mẹ đi gây chuyện rồi. May mà bà ấy thích để hợp đồng trong phòng dưới tầng hầm. Nếu không thì mình cũng chẳng biết phải tìm từ đâu nữa. Chắc là phòng này. Xịt. Đừng lên tiếng, bảo vệ tuần tra đang đến. Ngô Cẩn Hào, sao anh ta lại ở đây? Có vẻ như bảo vệ đã đi rồi. À phải, anh tìm thấy hợp đồng rồi đây. Anh định gửi qua cho em nhưng không ngờ em cũng đến. Hợp đồng mua bán cửa tiệm. À cảm ơn anh. Hạ Y, anh nếu đã tìm thấy rồi thì chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Hả? Cửa khóa rồi sao? Xem ra tên bảo vệ ban nãy đã khóa từ bên ngoài rồi, chỉ có thể gọi người đến mở cửa thôi. Chẳng lẽ là phải liên lạc với Ngô Hoán Vũ? Sao? Điện thoại của tôi hết pin rồi, còn anh thì sao? Anh xin lỗi, anh không mang điện thoại xuống đây. Năm 2020 rồi mà vẫn có người không mang điện thoại khi ra ngoài sao? Xin lỗi nhé. Thôi, là nghĩ cách khác vậy. Sao thấy càng lúc càng lạnh vậy nhỉ? Em lạnh à? Trước đây hình như anh nghe nói công tắc điều hòa của phòng này bị hỏng, không tắt đi được. Để anh ôm em sẽ thấy dễ chịu hơn. Không cần, anh nghĩ cách làm thế nào mở cửa đi. Bảo vệ tuần tra đã quay về rồi, phòng ở tầng hầm cách âm cực kỳ tốt. Muốn ra ngoài thì chắc phải đợi sáng mai có bảo vệ tuần tra đến kiểm tra mới được. Hạ Y, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, em đừng từ chối anh được không? Em cũng không muốn bị cảm và khiến cục cưng lo đúng không? Tùy anh. Hạ Y, anh xin lỗi về chuyện năm đó. Giờ nói mấy chuyện này cũng có ý nghĩa gì đâu, may mà cục cưng không bị làm sao hết. Đúng vậy. Lúc đó thai nhi vẫn chưa ổn định, dì Diệp bảo anh mang canh bồi bổ sức khỏe sang cho em. Nhưng chẳng ngờ bát canh đó suýt nữa cướp đi hai người quan trọng nhất của anh. Không ngờ trong bát canh đó lại có thuốc phá thai. Tuy lúc đó anh đã đưa em đến bệnh viện, nhưng mà cũng chẳng phải lần đâu. Khi tôi cầu xin anh hãy cứu tôi, anh rõ ràng đã do dự. Anh có biết tôi đã bàng hoàng đến mức nào không? Tôi cứ tưởng trong gia đình này chỉ ít là có anh đối xử tốt với tôi. Nhưng không ngờ, tại sao lúc đó anh lại chần chừ vậy? Là bởi vì... Vì anh thích em, nhưng anh có thể nói chuyện đó với em sao? Mà thôi, nghĩ kỹ lại thì lần nào tranh chấp với anh về vấn đề này cũng mệt cả. Thật ra tôi nên thấy may mắn thì ngửa bên tôi lúc đó là anh. Nếu là mẹ tôi thì e là cục cưng đã. Vậy nên cứ để chuyện này qua đi. Cảm ơn em, Hạ Y. Thật ra trước nay anh luôn thấy áy náy với em và Thiên Duệ vì chuyện này, nhất là khi Thiên Duệ đáng yêu đến thế. Hào. Giờ cuối cùng em cũng tha thứ cho anh rồi. Anh... Hạ Y. Có lẽ em chưa bao giờ chú ý đến tình cảm anh dành cho em. Nhưng chỉ cần được ở bên em là anh đã mãn nguyện rồi. Nếu thời gian có thể dừng lại giây phút này mãi mãi thì tốt quá. Anh là... Anh vừa định làm gì? Là anh. Chẳng hay ngày đây nửa đêm xông vào nhà người khác để làm gì? Tôi đến đón cô ấy. Đừng đụng vào cô ấy. Kẻ không có tư cách động vào cô ấy là anh mới đúng. Anh nói cái... Anh đến rồi à? Em lấy được hợp đồng rồi, đừng làm mất đấy. Được. Hợp đồng mua bán cửa tiệm.
Vậy chúng ta về nhà thôi. Vâng. Đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh, đừng để tôi thấy anh tiếp cận cô ấy lần nữa. Nếu không thì sau này anh không cần bước lên sân khấu nữa đâu. Vậy rồi à? Sao em lại nằm trên giường? Anh đưa em về à? Không thì sao? À thì em quay lại đó để tìm hợp đồng thôi. Anh đã hứa là sẽ để tự xử lý chuyện này. Nên là tôi biết. Tôi bảo người mua lại cửa tiệm ấy rồi. Hả? Tôi bảo người mua lại cửa tiệm ấy rồi. Gì cơ? Nhưng em đã lấy được hợp đồng rồi, không cần anh, không cần tôi giúp em. Thì em có thể đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm mà. Nhà họ Ngô có phải đầm rồng hang hổ gì đâu. Nào có nguy hiểm gì chứ. Ở cùng phòng với người đàn ông khác thì không nguy hiểm. Suýt làm bản thân bị cảm lạnh mà không nguy hiểm. Anh cứ làm quá. Ê, vốn chuyện này có thể dùng tiền tài và quyền lực để giải quyết. Tại sao em cứ nhất quyết phải chọn cách khó khăn như thế? Chỉ cần một câu nói của em thôi, tôi chấp nhận giải quyết mọi vấn đề vì em. Em biết là anh đối tốt với em, nhưng em không muốn làm loại phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông như vậy. Dựa vào người đàn ông của mình thì có gì mà không? Không được. Em biết là câu này có hơi làm màu, nhưng em thật sự mong có thể có được vị trí đủ cao bằng chính sức mình, rồi sau đó thoải mái thừa nhận em là vợ của Ngô Hoán Vũ. Em bằng lòng thừa nhận quan hệ của chúng ta sao? Tiền đời là em phải có vị trí. Tôi vui lắm. Cố lên nhé, bà Ngô. Vâng. Xin chào, cửa tiệm mới khai trương đây, mời quý khách vào xem thử. Đây là tờ rơi của chúng tôi. Không cần đâu. Lạ thật, sao mấy ngày đầu khai trương mà quán vắng như chùa Bà Đanh thế này? Cứ tiếp tục như vậy thì không được. Hả? Đó là... À, Hào Hào kìa! Hào Hào ơi, em yêu anh! Sao Hào Hào lại xuất hiện ở đây? Thật sự là anh ấy sao? Tôi không nằm mơ đấy chứ. À, ảnh hậu Cương Dĩnh kìa! Còn cả ảnh đế Lục Xuyên nữa, chồng em ơi! Hả? Đó đều là các nhân vật lớn nắm giữ giới giải trí trong tay kia mà. Bao nhiêu ngôi sao lớn đến đây làm gì vậy? Chuyện gì đó này? Tiệm mới khai trương. Sao anh lại ở đây? Tôi không nhớ là đã mời anh tới. Thế sếp Ngôn lấy tư cách gì để nói câu đó vậy? Hai người đang làm gì vậy? Định đánh nhau trước cửa tiệm của tôi đấy hả? Anh ở đây công tiện nói chuyện, vào tiệm với tôi đi. Tôi cần hai người cho tôi một lý do hợp lý. Vâng. Nói đi, hai làm rùm beng lên như thế để làm gì? Hạ Y, em khai trương cửa tiệm, anh chỉ muốn quảng cáo giúp em thôi mà. Chuyện này không cần anh phải lo, người tôi dẫn theo đã đủ rồi. Sếp Ngôn nói vậy thì không đúng, tôi giúp Hạ Y với tư cách là người nhà, còn anh thì là vị gì? Đương nhiên tôi cũng là... Stop! Đưa người của các anh đi cả đi, tiệm bánh của em đi theo hướng chất lượng chứ không phải làm tiệm hot trên mạng, không cần ngôi sao nổi tiếng quảng cáo cho. Được rồi, anh biết rồi, vậy để anh ra mời họ đi. Xin lỗi để mọi người tốn công đến chuyến này rồi, bữa nay tôi mời. Hạ Y, rốt cuộc thì em với sếp Ngô có quan hệ gì vậy? Bọn tôi đang hẹn hò. Em thích anh ta ư? Vâng. Đột nhiên anh nhớ ra là chuyện này có việc. Anh đi trước đây. Tạm biệt. Anh ấy sao thế nhỉ? Cứ thấy lạ lạ. Đây là... Mẹ ơi, mẹ mau nhìn này. Con vừa thấy thông báo về cuộc thi bánh fondant trên mạng. Thật hả? Để mẹ xem nào. Có vẻ là cuộc thi quy mô lớn. Hơn nữa còn mời thợ làm bánh fondant nước ngoài làm giám khảo. Chỉ cần đạt giải thì tiệm chúng ta sẽ có danh tiếng rồi. Lợi hại quá vậy. Mẹ nhất định phải tham gia nhé. Tất nhiên. Đăng ký thành công. Cùng lúc đó, Trì Hạ Y, cuối cùng cô cũng mắc câu rồi. Đơn đăng ký, Ngọc Cảnh Trạch, Trình Hạ Y. Sang sang. Ngày thi đấu. Cuộc thi làm bánh fondant lần thứ nhất.
chào mừng các thí sinh đã đến tham dự. Mời các bạn tìm vị trí của mình theo thứ tự, cuộc thi sắp sửa bắt đầu rồi ạ. Không ngờ ngành làm bánh fondant trong nước lại phát triển mạnh cỡ này, ngài nói có đúng không ngài? Clement. Đúng thế. Thẻ nhân viên. Khoan đã, đó là... Sao cô ấy lại ở đây? Vòng loại bắt đầu, chủ đề cuộc thi lần này là làm bánh cho cha mẹ. Mời các thí sinh tham gia vẽ bản thiết kế ngay tại hội trường. Sao lại ra đề này chứ? Nghĩ đến cặp cha mẹ chỉ biết đến bản thân ấy, mình có thể thiết kế ra gì chứ? Nhưng hồi nhỏ mình cũng từng nghĩ sẽ có ngày tự tay làm bánh cho họ. Coi như hoàn thành ước mơ ấy đi. Không ngờ cô ta lại có khăn khiếu như thế, biết phải làm gì rồi chứ. Cô Lam yên tâm, đã sắp xếp người cô cần rồi. Rất tốt. Cũng tại Trì Hạ Y khiến mình bẻ mặt ở hội đấu giá, hại mình bị Tiếu Huy chia tay. Vì mình đắc tội với Ngôn Hoán Vũ nên trong nhà cũng cấm túc mình luôn. Bạn bè tốt xưa kia cũng tranh nhau dậu đổ bìm leo. Trì Hạ Y, cô hại tôi mất tất cả, tôi cũng phải cho cô nếm thử mùi vị mất hết danh dự. Cục cưng, cực vui. Cục cưng ơi, mẹ qua vòng loại rồi này. Vỗ tay vì mẹ, mẹ giỏi quá đi. Buồn lòng, nhưng đấu vòng loại xong là đấu bán kết luôn nên không thể về nhà. Nếu cục cưng ngủ thấy cô đơn quá thì gọi cho mẹ nhé. Mẹ yên tâm, chắc chắn sẽ có người cô đơn hơn con. Phòng nghĩ, người cô đơn hơn cục cưng là ai cơ? Ngôn Hoán Vũ. Alo, Vũ thì thế nào rồi? Mới qua vòng loại, nghỉ một lát rồi đấu bán kết. Sao anh lại nhớ ra mà gọi cho em thế? Nhớ em đấy. Đây là sếp Ngôn lạnh lùng công màn nữ sắc của chúng ta đó à? Có gì đâu mà nhớ, sáng vừa mới gặp xong mà. Thi đấu cũng đừng áp lực quá, với năng lực của em thì chỉ cần phát huy bình thường thì có thể giành hạng cao thôi. Được, em nhất định sẽ cố gắng. À phải, cục cưng nhờ anh chuyển lời, cố lên, em là tuyệt nhất. Mua. Chị Thuyên Dệ, con đã dạy bố con làm gì vậy hả? Vậy anh cúp đây, tối gặp nhé. Vâng. Không được, mình không thể trở nên ngu ngốc vì mấy lời đường mật ấy được, phải mau khôi phục lại bình thường để thi đấu. Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mời các thí sinh vượt qua vòng loại dựa theo thẻ đánh số được phát để tìm đến phòng làm việc của mình. Đây là số báo danh của tôi. Đã xác nhận, mời cô vào. Vòng bán kết được chia nhóm 2 người, không được tách ra trong quá trình thi đấu. Sau khi hoàn thành tác phẩm và nộp lại cho nhân viên công tác, thí sinh có thể rời khỏi phòng thi. Chào chị, rất hân hạnh được hợp tác cùng chị, giúp đỡ em nhiều hơn nhé. Chào em. Được rồi, bắt đầu thôi. Trứng gà. Trò hay bắt đầu rồi. Chào ngài, ngài đến xem camera à? Vâng, tôi muốn xem có hạt giống tốt nào không. Tại sao phòng số 5 không có camera? À, chắc là hỏng rồi, ban nãy còn xem được mà nhỉ. Chẳng lẽ... Xong, có thể nộp được rồi. Cô cứ để bánh trong phòng rồi đi là được. Không cần ra ngoài đăng ký sao? Không cần, nhân viên phụ trách phòng thi sẽ làm công tác đăng ký sau cùng. Vậy phiền anh rồi. Bắt đầu đi. Mấy ngày sau. Mẹ ơi, hôm nay là ngày công bố kết quả cuộc thi đấy. Ừ, ông trời phù hộ nhất định phải được xếp hạng tốt. Con mở mạng đây. Wow. Cuộc thi thiết kế bánh fondant cúp thiên sứ danh sách đoạt giải. Hạng nhất, Trì Hạ Y. Mẹ giỏi quá, hạng nhất luôn. Như vậy thì việc làm ăn trong tiệm sẽ tốt lên rồi. Đến lúc đó con sẽ giúp mẹ. Ngôn Hoán Vũ. Em đang định gọi cho anh mà anh... Là cô Trì Hạ Y phải không? Tôi là trợ lý của sếp Ngôn. Tối qua sếp Ngôn đi kiểm tra công viên giải trí thì xảy ra sự cố. Mong cô đến đây một chuyến. Cái gì? Muốn sao vậy? Ngôn Hoán Vũ giờ đéo đâu? Ở trong đó. Ngôn Hoán Vũ, anh đừng có chuyện gì... Hả? Em đến rồi à? Thì ra là thế.
Anh... Mẹ, mẹ mau đi với bố đi, con không làm phiền thế giới hai người của bố mẹ nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Đi theo anh. Anh giả vờ bị thương lừa em tới chỉ để ngồi đu quay khổng lồ sao? Đương nhiên không chỉ có vậy rồi. Sao đu quay đã dừng lại? Cô Trì Hạ Y, em có đồng ý với anh không? Trì Hạ Y, em có đồng ý với anh không? Vì lần cầu hôn trước quá vội vàng nên anh muốn cầu hôn em lần nữa. Lấy anh đi, hãy để anh được bảo vệ và yêu thương em suốt phần đời còn lại, nhé. Vâng. Lần này em thuộc về anh rồi, bà Ngôn cũng phải nhớ là sớm cho anh một danh phận đấy. Vâng, chờ công việc trong tiệm đi vào quỹ đạo, em sẽ giới thiệu anh với mọi người. Quyết định vậy nhé. Mới sáng sớm mà sao lắm tin nhắn thế? Đây là... Ngủ ngon, Hạ Chí chưa tới. Là tổ tông nhà bạn đồ copy chót hả? Không biết tên là gì đã thấy nhiều ca đạo nhái. Nhưng lần đầu thấy nhái cả bánh kem, đúng là sỉ nhục của sớm làm bánh fondant trong nước. Lần này còn mời giám khảo nước ngoài nữa, đúng là mất mặt đến nước ngoài luôn. Ai, hai người một phòng cùng làm mà không sợ bị bắt luôn. Lên lên xuống xuống, xuống có thể thấy người nào đó bất chấp để hot, mở hành quấy tôm. Ban tổ chức hủy danh hiệu quán quân của con mụ này đi, nếu không tác giả gốc mà thấy thì buồn lắm. Chuyện gì thế này, sao đột nhiên nhiều người vào Weibo của mình nói mình đạo nhái thế? Ớp xô. Bánh nếp khoai dẻo ăn không béo. Ôi chà, tình hình ghê gớm quá nhỉ. Mọi người cũng từ tài khoản official. Mọi người cũng từ tài khoản official. Official. Mọi người cũng từ tài khoản official qua sống tôi hả? Hạt Ngô, mọi người đều từ tài khoản official qua thôi, chứ ai mà biết chị Hạ Y là con nào. Cốt cuộc bên official đã nói gì mà mình bị mắng chửi thế này? Hạng nhất chị Hạ Y. Chị Hạ Y dành hạng nhất kia ăn cắp bản thiết kế của tôi. Có tình hot. Mình ăn cắp bản thiết kế của cô ta. Để mình xem là ai nói lung tung nào. Sao lại là cô ta? LZY bị sao chép. Thông tin cá nhân giới tính nữ. Tuổi 24. Nghề nghiệp chủ tiệm bánh ngọt vui vẻ hơn. Lịch sử đăng bài. Bóc phốt. Trì Hạ Y dành hạng nhất kia ăn cắp bản thiết kế của tôi. Đây chẳng phải là Lý Tử Yên luôn thua mình ở cuộc thi trước sao? Cô ta bảo mình đạo nhái à? Xin ban tổ chức lấy lại công bằng cho tôi. Trì Hạ Y sao chép bản thảo của tôi, nhưng cô ta không biết trong tác phẩm của tôi luôn có ký hiệu ngôi sao độc hữu. Mong ban tổ chức cuộc thi phân tích lại bánh kem để trả công bằng lại cho tôi. Đính kèm hình ảnh so sánh. Đây là bản thiết kế mà tôi nộp trước cuộc thi. Đây là thành phẩm của Trì Hạ Y. Ban tổ chức cúp thiên sứ, xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra. Sao thiết kế của mình và Lý Tử Yên lại giống nhau đến thế? Không phải là... Ban tổ chức đã gọi mình qua đó rồi. Ban tổ chức cuộc thi thông báo gấp. Mời cô Trì Hạ Y mau đến chỗ ban tổ chức sau khi nhận thông báo. Tòa nhà ban tổ chức. Cảm ơn bác tài. Cô Trì Hạ Y, cô thấy sao về việc dân mạng đen tố cô sao chép? Vụ gì thế này? Chưa từng thấy run rẩy. Tại sao cô lại phải sao chép? Cô không tin vào năng lực của bản thân sao? Nghe nói đối tượng bị sao chép là người từng thất bại trước cô, rốt cuộc là tài năng đã hết hay vốn chưa từng có thực? Hay thành tích trước đó của cô đều là do sao chép mà có? Nếu các người đã muốn biết thì tôi nói luôn cho mà biết. Thứ nhất, tôi không có sao chép hay không? Thứ nhất, tôi có sao chép hay không? Ban tổ chức điều tra rõ rồi sẽ cho mọi người kết luận. Thứ hai, cuộc thi trước đây tôi đều dựa vào thực lực của mình. Giờ mỗi câu hỏi của các người đều là nghi ngờ tính công bằng của các cuộc thi trước đây. Thứ ba, các người là phóng viên chứ không phải lũ săn tin, nghĩ trước rồi nói gì cũng phải có bằng chứng. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, phiền các anh chị tránh ra cho. Khoan đã, cô Trì Hạ Y. Cẩn thận. Phóng viên bây giờ đến cạm công cụ cũng không vững nữa à. Phóng viên bây giờ đến cầm công cụ cũng không vững nữa à. Sếp Ngôn. Tại sao sếp Ngôn lại ở đây? Chẳng lẽ anh có quan hệ không thể tiết lộ cho người ngoài với cô Trì đây? Người anh em đừng cố đâm đầu vào chỗ chết nữa. Cậu mới làm phóng viên sao?
cha cho rõ đây là địa bàn của ai rồi nói sau nhé. Về nói với tổng biên tập của cậu, đừng để loại phóng viên không biết ở đâu là địa bàn của tôi ra ngoài là mất mặt nữa. Đi thôi, anh đưa em vào. Cậu bị ngu à, sếp Ngôn thường xuyên đến thị sát địa bàn của mình, chỗ này cũng thế. Sợ, tôi biết có chuyện trùng hợp đấy chứ. Trùng hợp gì chứ, chắc chắn anh ấy biết tin mới chạy đến đây. Ban nãy em có bị thương không? Để anh xem nào. Không, anh đến rất đúng lúc. Cục cưng báo cho anh biết à, nhưng anh đến chỗ bài tổ chức cũng làm gì được đâu. Sao lại không làm gì được? Cũng phải khiến kẻ hãm hại em biết đằng sau em là anh chứ. Chuyện này đúng là có người hãm hại sao? Anh biết là ai chứ? Ừ, một người em rất quen thuộc đấy. Bảo người phụ trách cấp cao nhất của các người ra đây gặp tôi. Sếp, sếp Ngôn. Vâng, vâng ạ. Sếp Ngôn lâu rồi không gặp. Rốt cuộc chị Hạ Y đã bỏ mùi gì cho anh vậy? Có đáng để anh bảo vệ cô ta thế không? Giám đốc. Làm đoá ưng, cô đúng là da như đĩa. Làm đoá ưng, cô đúng là da như đĩa. Nếu cô đã là người của ban tổ chức thì xem ra chuyện lần này nhằm vào tôi. Chắc rằng tác phẩm của tôi đã bị động tay động chân vào rồi, kiểm tra chỉ là để khẳng định việc sao chép phải không? Cô chị nói gì tôi không hiểu. Ha ha, chúng tôi gọi cô đến là để làm việc công mà thôi. Đương nhiên nếu cô chị thừa nhận việc sao chép đồng thời quỳ xuống cầu xin tôi thì chắc tôi có thể... Bảo cô ấy cầu xin cô, đừng mơ. Á! Được rồi, bỏ tay ra đi, anh không sợ bẩn tay à? Nghe em vậy. Cô có ý gì hả? Mới không gặp một thời gian mà cô Lam đã không hiểu tiếng người rồi sao? Trì Hạ Y, cô cũng chỉ đắc ý được lúc này thôi. Ha ha ha, chúng tôi đã kiểm tra bánh kem, trên đó đúng là có ký hiệu ngôi sao. Một khi chúng tôi công khai chuyện này thì dù cô có xếp Ngôn đây, chống lưng cũng vô ích. Lam đoá ưng, cô làm những việc này đã suy xét đến hậu quả chưa? Sếp Ngôn nói gì thế, chúng tôi cũng chỉ muốn đòi lại công bằng cho người bị ăn cắp chất xám thôi, chẳng lẽ chuyện này có vấn đề gì sao? Cô không cần nhiều lời với cô ta, mong kế hoạch của cô sẽ hoàn hảo đúng như những gì cô nghĩ. Chúng ta đi thôi. Em định giải quyết chuyện này thế nào? Đương nhiên là tìm chuyên gia ra trận trước rồi. Hả? Alo, mẹ đây, mẹ cần video ghi hình hôm thi đấu. Bé cưng, giữ cá vào con đấy. Rõ. Cục cưng, giờ con hách vào hệ thống của ban tổ chức để lấy video ghi hình hôm thi đấu đi. Không thành vấn đề. Mẹ đoán họ sẽ hủy video ấy đi, con khôi phục lại đi nhé. Bao giờ làm xong con liên lạc với mẹ sau nhé. Được. Trước tiên xử lý chuyện đã xảy ra, em bình tĩnh hơn anh tưởng nhiều đấy. Trải qua nhiều chuyện quá nên không thể không quen việc được. Hồi còn du học ở nước ngoài, cứ cách về hôm là em lại gặp chuyện như thế này. So với việc cuốn cuồng tức giận thì thà nghĩ cách giải quyết còn hơn. Tuy nói thì nói thế nhưng cũng nhờ cục cưng thông minh, luôn có thể giúp được em. Thằng bé đúng là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời tặng em. Mẹ ơi! Không chỉ cục cưng thôi đâu. Còn anh nữa, sau này anh và con sẽ là chỗ dựa cho em. Em chỉ chờ câu này của anh thôi đấy. Hì hì. Em cần lịch sử liên lạc giữa Lam Đoá Ân và hai người khác. Một là cô gái cùng phòng em hôm thi đấu, hai là người đăng bài trên trang chủ nói em sao chép. Chỉ cần có dấu vết giao dịch giữa họ thì chắc chắn có thể tra ra được. Anh từng nói bằng lòng để em lợi dụng, nói phải giữ lời đấy nhé. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Được rồi, chúng ta đến nơi rồi, tránh ra đã. Cụ thể thì chúng ta về nhà rồi. Quả nhiên dáng vẻ tỏa sáng của bà Ngôn là đẹp nhất. Người đàn ông này đúng là lưu manh. Quả nhiên dáng vẻ tỏa sáng của bà Ngôn là đẹp nhất. Nói lung tung gì thế, muốn khen em thì về rồi, khen, đi thôi. Là tình yêu, đều là tình yêu từ vợ. Tự tin mạnh mẽ, đầu óc thông minh. Mau lên, cục cưng đáng nhà đợi chúng ta đấy. Bà xã, em còn có thể khiến anh bất ngờ thế nào đây? Khách sạn Trích. Bố mẹ về rồi đây.
Cục cưng. Cục cưng, con sao thế? Mẹ ơi, camera trong hộp thi con hỏng rồi, không bay được gì hết. Nếu bị xóa đi sau đó thì còn phục hồi được, nhưng vốn còn không quay lại được. Xem ra làm đó ơn đã chuẩn bị sẵn, phá hỏng camera ngay từ đầu tránh để lại bất cứ bằng chứng nào. Xin lỗi mẹ, con không giúp được cho mẹ rồi. Không sao, cục cưng đã rất cố gắng rồi, mẹ rất cảm ơn con. Không có video ghi hình thì rất bất lợi cho em. Chuyện đó em sẽ nghĩ cách, anh giúp em tìm liên hệ của Đam Đoá Ân và hai người kia đi. Cục cưng, video từ camera khác không thì con lấy được chứ. Bật lên cho mẹ xem đi. Vâng. Em đã xem cả ngày rồi mà không mệt sao? Chi bằng em xem anh đây này. Khoan đã, để em xác nhận lại đã. Bỏ tay anh ra đi. Có rồi. Tìm thấy rồi. Anh nhìn này. Người này là giám khảo Viman. Ông ấy từng đến phòng theo dõi camera trong lúc cuộc thi diễn ra. Hả? Lạ là sau khi đi ra từ phòng camera, ông ấy lập tức đi tới phòng thi của em. Theo hướng ông ấy đi thì chắc sẽ vòng ra đằng sau phòng thi của em. Thời gian này cũng gần với lúc em nộp bánh. Đằng sau phòng em là sân, có thể nhìn vào trong phòng thi qua kính cửa sổ. Vậy em nghĩ ngài Kliman có thể đã thấy được tình hình trong phòng. Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng giờ chỉ có manh mối duy nhất đó. Hả? Anh đang mặc kiểu gì thế? Lâu vậy rồi mà em mới phát hiện ra sao? Rít chứ. Cũng được. Nếu em thấy được. Vậy chi bằng vào phòng rồi từ từ ngắm. Khoan đã, còn ngài Kliman. Yên tâm, anh đảm bảo sẽ liên hệ với ông ấy giúp em. Giờ em chỉ cần nhìn anh thôi là đủ. London, anh. Thưa ngài Kliman, chiều nay ngài có một hội nghị giao lưu quốc tế. Ngoài ra, ngài Kliman. Thưa ngài, thứ cho tôi đừng đột đến tìm. Tôi là Trì Hạ Y, tôi có chuyện muốn... Không cần nói nhiều đâu, tôi chờ cô đã lâu rồi. Hả? Thưa ngài, tôi có thể hỏi ngài một câu không? Sao ngài biết tôi sẽ đến tìm ngài thế? Cô xem cái này rồi sẽ biết. Đây là... Lúc đến phòng quan sát camera để kiểm tra, tôi phát hiện camera ở phòng cô bị hỏng. Tôi nghĩ có người vô ý phá hoại nên qua đó thám thính xem sao. Không ngờ lại gặp may mà quay được thứ này. Có phải cô muốn hỏi tôi là một giám khảo nếu đã tận mắt chứng kiến thì sao không công khai sự thật ngay tại đó à? Mỗi ngành nghề đều có góc tối tàn nhẫn của nó, dù là ngành nghề của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Với tôi, có thể lật mình bằng bản lĩnh của bản thân mới có tư cách tồn tại trong giới này. Cô có thể lấy đoạn video này đi, coi như phần thưởng cho việc cô đến tìm tôi. Cô có thể dùng nó để lật ngược tình thế, lấy lại vinh dự thuộc về mình. Cảm ơn video của ngài, nhưng tôi không dám đồng tình với việc ngài đã biết đằng sau cuộc thi có gian trá nhưng không tố giác. Không phải ai cũng có năng lực đối mặt với bóng tối. Nếu người có quyền lực như ngài không thể kịp thời đứng ra bảo vệ trật tự và môi trường thi đấu, thì công bằng sẽ chỉ là một từ trong từ điển với những người mới không có ô dù. Nên dù là vì tương lai của ngành này, tôi cũng mong lần sau ngài có thể kịp thời đứng ra ngăn chặn chuyện như thế này. Ha 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 ha. Không hổ là con gái của chị, ngay cả suy nghĩ cũng hệt dầu máy. Chị mà ngài nói chẳng lẽ là... Đúng vậy, người tôi đang nói đến là cha cô, Trì Đoan. Không ngờ ngài Kliman đã quen biết bố mình. Cô gái, cô muốn biết tình hình gần đây của bố mình không? Không cần đâu, tôi còn phải mang bằng chứng về nước nữa. Chờ xong việc, tôi sẽ đến cảm ơn ngài chính thức. Trì, tôi gặp Hạ Y rồi. Sân bay. Cục cưng, mẹ xuống máy bay rồi, con. Mẹ ơi, Lam Đoá Ân đang triệu tập cuộc họp báo gán cho mẹ tội ăn cắp chất xám kìa. Cục cưng bình tĩnh đi, giờ mẹ sẽ đến tặng cho cô ta một món quà bất ngờ cực lớn. Vậy con sẽ giúp mẹ cầm chân cô ta. Đúng lúc bố vừa đưa những thứ mới tra ra được cho mình, lần này mình nhất định phải giúp được mẹ. Cảm ơn bạn bè phóng viên đã đến đây hôm nay. Ban tổ chức cuộc thi chúng tôi đã có câu trả lời cho vụ việc sao chép tác phẩm bánh kem fondant.
qua điều tra và xác nhận thí sinh là Trì Hạ Y, đúng là đã sao chép tác phẩm của người khác. Chúng tôi sẽ hủy giải nhất của cô Trì Hạ Y, đồng thời trợ giúp nạn nhân kiện cáo của Trì Hạ Y. Trì Hạ Y, ngày tàn của cô tới rồi. Tôi có điều muốn hỏi. Các cô đã nói, xác minh, vậy có chứng cứ trực tiếp không? Chỉ dựa vào hai bản thiết kế có nét tương đồng thì không thể nói rõ là ai đạo của ai được. Ơ, thằng nhóc này lén vào đây kiểu gì thế? Nhóc có đâu ra đến đây làm loạn, bảo vệ còn không mau bắt nó lại. Chẳng phải là con trai của Trì Hạ Y sao? Đúng là mở chân miệng mèo. Chỉ hỏi một câu mà đã định bắt tôi, quả nhiên các người có điều gian trá. Nói vớ vẩn, mau bắt nó lại. Dừng tay lại. Các người đã hỏi tôi chưa mà dám động vào con trai tôi? Đau quá. Cô Trì Hạ Y, tại sao cô lại có mặt ở buổi họp báo này? Cô biết kết quả kiểm tra rồi sao? Là đương sự của vụ sao chép này, cô có gì muốn giải thích không? Trì Hạ Y, cô gan đấy, còn dám xuất hiện ở đây nữa. Cũng có phải sự thật đâu, tại sao chúng tôi không dám đến chứ? Đấy, đạo lý mà ngay cả con trai tôi cũng hiểu. Sao một người lớn như cô có thể hỏi con ngu như vậy nhỉ? Ha ha. Ai bảo tôi không có bằng chứng, còn không mau bật video lên. Vâng, vâng. Cô muốn bằng chứng trực tiếp đúng không? Mở to mắt ra mà xem đi. Mau, thêm ký hiệu này vào đi. Các anh có chắc là không để lại chứng cứ gì không? Nếu bị điều tra ra thì tôi chết chắc đấy. Yên tâm đi, phòng này không có camera. Cô chỉ cần làm theo sắp xếp của cô chủ là được. Chờ cô sửa xong, Trì Hạ Y kia có muốn lật mình cũng chẳng được. Đây là gì? Tại sao chứng cứ tôi thu thập được lại thành ra thế này? Hừ, đừng tưởng làm giả chứng cứ là có thể hại mẹ nhé. Hách vào hệ thống đổi chứng cứ chỉ là chuyện nhỏ với bé cưng này thôi. Các vị, video này được chính giám khảo cuộc thi là ngài Kliman ra cho tôi. Khi đi kiểm tra các phòng thi, ngài ấy vừa hay quay được cảnh này. Mọi người cũng thấy rồi đó, bánh kem mà tôi nộp lên xong mới bị kẻ mua mô sửa lại cho giống bản sao chép. Mà kẻ sắp đặt mọi thứ để hại tôi không phải ai khác. Chính là người tổ chức ra cuộc thi lần này, Lam Đoá Ưng. Mà kẻ sắp đặt mọi thứ để hại tôi không phải ai khác. Chính là người tổ chức ra cuộc thi lần này, Lam Đoá Ưng. Dựa vào đâu mà cô nói tất cả là do tôi dựng lên, chỉ dựa vào một đoạn video? Đương nhiên không chỉ có thế, cục cưng. Rõ. Hừ hừ. Mời các vị xem, đây là lịch sử chuyển tiền giữa Lam Đoá Ưng và nhân viên liên quan đến vụ việc sao chép trước và sau cuộc thi. Ví dụ như người tốt, tôi sao chép là Lý Tử Yên, trước và sau cuộc thi đã nhận hai khoản tiền lên đến hàng trăm nghìn tệ từ Lam Đoá Ưng. Cô Lam đúng là hào phóng vì một nhân vật bé nhỏ như tôi. Chỉ đáng tiếc, dù cô bày mưu cỡ nào cũng vô dụng. Ai bảo tôi số may, ô dù lớn chứ. Nếu cô còn dám hại tôi lần nữa thì không chỉ ở mức thân bại danh liệt thế này thôi đâu. Cô Lam, tất cả mọi chuyện đều là thật sao? Cô Lam Đoá Ưng, tại sao cô lại sắp đặt mọi chuyện? Rốt cuộc cô và cô Trì Hạ Y có mối hận thù gì? Hành vi hãm hại của cô Lam lần này là suy nghĩ của mình cô hay là ý của cả nhà họ Lam? Chúng ta đi thôi. Vâng. Coi như giải quyết xong, mẹ sắp mệt chết rồi. Mẹ vất vả rồi, chúng ta mau về nhà nghỉ thôi. Cứ từ từ, lần này đều nhờ có con và Ngô Hoán Vũ, chúng ta tìm chỗ nào mời. Cục cưng! Khoan đã các người! Cục cưng, cứu mẹ! Bố à, bố lại chơi, bất ngờ gì thế? Còn không đưa con theo? Bất ngờ gì, hệ thống công ty vừa bị tấn công bởi lực lượng không rõ. Bố đang sắp xếp người đi điều tra, đát bố về đón hai mẹ con. Cái gì? Vậy chẳng lẽ mẹ bị bắt cóc thật? Mời đi bên này. Chúng ta đến rồi, mời cô Trì vào. Boss, cô ấy tới rồi. Ngôn Hoán Vũ, anh lại giở trò gì thế? Lần nào cũng chơi trò này, anh có thể đổi trò khác. Chào em. Anh là ai?
Đừng căng thẳng thế, tôi sẽ không làm hại em đâu. Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi, thiên sứ của tôi. Anh này, anh nhận nhầm người phải không? Sao có thể chứ? Nhận nhầm ai chứ tôi sẽ không nhận nhầm. Bỏ tay anh ra khỏi người cô ấy. Đúng, kẻ xấu xa, mau thả mẹ tôi ra. Oh no, Ngôn Hoán Vũ, siêu nhân của em. Vậy không được đâu. Có càng lắm tôi mới gặp được vị hôn thê của mình. Anh có tư cách gì yêu cầu tôi thả cô ấy ra chứ? What? Anh nhầm mà. Mẹ à? Không, không phải. Mẹ không biết gì hết. Đúng là ban nãy em mới biết chuyện. Tôi vẫn chưa kịp giới thiệu bản thân. Tôi là Arthur, là người thừa kế dòng họ quý tộc Anh Quốc, Greenman, quyết định hôn ước với em dưới sự cho phép của cha em là Trì Đoan. Lần này tôi tới là để đón em về anh. Mù mắt rồi. Nói nhăng nói cuội. Bắt cóc vợ tôi, còn định dụ dỗ cô ấy. Ai cho anh lá gan đó hả? Chồng, tuyệt lắm. Vợ anh nè, không thể nói lung tung đâu đấy. Bố không nói lung tung. Bố và mẹ đã đến với nhau lâu rồi, chú xem cháu lớn thế này nè. Vậy cũng không sao, chú sẽ đưa cả hai mẹ con đi, được tặng miễn phí một đứa con trai nữa, hời mà. Chưa từng thấy cái mặt dạy vô liêm sỉ nào như này. Đừng mơ. Bố ơi, bình tĩnh. Cứ thương lượng đã, cùng lắm thì tôi cho anh tiền. Cậu chủ. Mẹ ơi, mau ngăn bố lại đi. Có điện thoại từ nhà Charlotte. Charlotte. Chào ông, Trì. Ông tìm tôi sao? Trì, bố mình gọi. Đừng lo, có anh đây rồi. Còn con nữa. Vâng. Gì cơ, bảo tôi về sao? Tôi mong ông có thể cho tôi một lý do thuyết phục. Được rồi, tôi sẽ cố về nhanh. Hạ Y, Trì có chuyện muốn nói với em. Không biết ông ngoại định nói gì, tuyệt đối đừng để mẹ buồn đấy. Hạ, chuyển lời của tôi đến Trì đây. Từ ngày ông ấy rời nhà 20 năm trước, ông ấy đã chẳng còn quan hệ gì với tôi nữa. Ông ấy không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Chúng ta đi thôi. Bố ơi, chuyện mẹ công ty bố bị tấn công giải quyết sao rồi? Hơi phiền, vẫn đang xử lý. Vậy con giới thiệu một người cho bố nhé. Ai? Đương nhiên là cục cưng nhà bố rồi. Con dùng máy tính hơi bị siêu đấy. Đúng là thế thật. Nếu anh không có manh mối thì chi bàn để Thiên Duệ thử đi. Cũng được, chuẩn bị về công ty. Vâng. Em không đi đâu, nay em hơi mệt, chỉ muốn về nghỉ thôi. Vậy quan đã. Bố ơi, đây là cơ hội khiến người ta biết bố là Hoa đã có chủ đấy. Bố có chắc muốn từ bỏ không? Mẹ ơi, cùng đi đi mà. Mẹ còn chưa đến công ty bố lần nào ấy. Nhưng mẹ đi cũng giúp được gì đâu. Em có thể ở bên anh là đủ rồi. Được không, Hạ Y? Mẹ ơi, đi nhé. Lại là chiêu này, đúng là phạm quy. Rồi rồi, đi thì đi, lại bị cha con này nhà này đánh bại rồi. Yeah! Tập đoàn Atlantis. Em ở đây nghỉ ngơi chút đi, có việc gì cứ bảo cậu ấy làm. Anh đi đi, em lớn thế này rồi, có gì đáng lo đâu chứ. Anh với con sẽ về nhanh thôi. Vâng. Sếp Ngôn, anh đang đùa tôi đấy à? Phòng kỹ thuật. Đây là chi viện kỹ thuật mà anh nói trong điện thoại sao? Đúng vậy, làm sao? Chào chú ạ. Tôi khuyên anh đừng đùa kiểu này nữa, thằng nhóc này thì biết gì.
Nếu nó xử được vụ này, hôm nay lão Vương đây sẽ quỳ bò ra khỏi cửa phòng kỹ thuật. Mẹ đã từng nói, làm người thì nói lời phải giữ lấy lời. Lát nữa chú không được chơi xấu đâu nhé. Nó biết thật à? Rát mặt không? Cùng lắm chỉ thấy là thằng bé gá giỏi thôi. Nhưng tôi không nghĩ nó có thể tìm thấy kẻ tấn công chúng ta. Tên nó rất ranh ma, chúng tôi đã bắt hắn mười mấy lần mà không bắt được. Một đứa trẻ như nó không thể tìm thấy rồi. Đây là ID của người đó, ngoài ra cháu đã cấy virus vào máy tính của người kia, lúc nào cũng có thể tra ngược vị trí. À phải, cháu còn tiện tay thăng cấp tược lửa của các chú đó. Như giờ thì quá yếu. Hỏng rồi, lại mắc cái tật hồi trước đấu với người ta rồi. Dù gì chú ấy cũng là nhân viên của bố. Vẫn nên cho chú ấy chút. Quả là thiên tài, nếu phòng kỹ thuật bọn chú có thần đồng như cháu thì bớt rụng tóc rồi. Sếp Ngôn, xin hỏi cậu thần đồng này là ai? Là con trai tôi. Cậu chủ, bên kia vừa báo tin rằng cuộc tấn công thất bại, xác nhận là đứa trẻ nọ xử lý. Tôi biết rồi. Quả nhiên Trì Thiên Duệ rất giỏi nhỉ, Matthew. Dù gì cũng là người được cậu Arthur để mắt tới, hai mẹ con ấy tất nhiên không phải người tầm thường. Nói đúng lắm, tôi đang gấp gáp muốn có được họ đây. Thấy gì chưa, sếp Ngôn nhà mình có con trai rồi đấy. Thấy rồi, tôi còn nghe nói ban nãy cậu chủ còn dạy cho đám bên phòng kỹ thuật một bài học cơ. Úi chà, giỏi thế, không hổ là con của sếp Ngôn. Hâm mộ mẹ của cậu chủ quá, thành người thắng lớn nhất trong đời còn gì. Đã chuẩn bị xong không khí, lát nữa bố có thể kéo mẹ lên sàn là xong. Được, nghe con hết. Mẹ ơi, con về. Cô đừng học, Ngôn Hoán Vũ là của tôi. Loại đàn bà như cô. Ô kìa, Hoán Vũ về rồi đó à. Sao tự dưng văn phòng của Hoán Vũ lại có người lạ? Cô ta còn bắt nạt người ta kìa. Hu hu hu. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Em đừng hiểu lầm, thật ra định nói gì hả? Dám nói cũng có quan hệ gì với người ta đi. Sao Hoán Vũ có thể đối xử với người ta như thế? Bố dám cắm sừng mẹ con ư? Ngôn Hoán Vũ, tốt nhất anh hãy giải thích rõ ràng cho em biết rốt cuộc chuyện này là sao đi. Hoán Vũ, cô ta hung dữ quá. Được rồi. Mẹ tính làm gì vậy? Mẹ, bà nội. Ôi, sao con làm lộ chuyện của mẹ nhanh thế? Chào mấy đứa, giới thiệu lại lần nữa nhé. Tôi là An Huệ, mẹ của Ngôn Hoán Vũ. An Huệ, mẹ Ngôn Hoán Vũ. Wow! Đây là mẹ của Ngôn Hoán Vũ, người phụ nữ nguyền rủa con trai mình chết thảm. Bà ấy tới rồi, bà ấy đi về phía mình. Hạ Y, xin lỗi con vì chuyện ban nãy nhé. Mẹ chỉ định đùa chút thôi, không là con sợ đấy chứ. Không ạ, nhưng con hành xử tệ quá. Không, sao là tốt. Mẹ chỉ lo con dọa con chạy mất. Con trai mẹ không có vợ thôi. Đây là cháu trai ngoan Thiên Duệ của bà. Bà ơi! Lúc Ngôn Hoán Vũ kể về chuyện viên đá, mình cứ tưởng mẹ anh ấy đáng sợ lắm cơ. Nhưng bà trẻ trung xinh đẹp quá. Đương nhiên, vậy nên ông của cháu mới thích chứ. Mẹ về nước bao giờ mà không báo với con? Làm như mẹ nói thì con bỏ công ty đi với mẹ ấy. Vậy mẹ đến công ty làm gì? Mẹ đến chuyển lời thôi, ông nội con muốn gặp con đó. Đi hay không tùy con. Con không đi. Cũng phải, sang anh cũng xa xôi. Có thời gian đó thì chi bằng ở nhà với vợ con còn hơn, đúng không cục cưng? Vâng, bà xinh đẹp thế này đó thì cũng đúng hết. Không ngờ bà ấy vẫn còn quay lại với nhà nội, Ngôn Hoán Vũ. À phải, mẹ luôn muốn làm một chuyện này, mong hai đứa có thể đi cùng mẹ.
Sao sếp Ngô vẫn chưa đưa phu nhân ra vậy? Không biết, phu nhân sếp lớn trông như thế nào, cậu chủ xinh xắn như vậy, phu nhân ắt cũng là một người đẹp. Ha, sao thế nhỉ, còn căng thẳng hơn cả lúc đi xem mắt nữa. Ra rồi, ra rồi. Được rồi, các cưng, chúng ta đi thôi. Dạ. Còn Hoán Vũ, con thích làm việc như vậy thì ở nhà trong nhà nhé. Đó là Thái Hậu phải không? Sếp Ngô của chúng ta bị mẹ đẻ cướp người à? Mẹ tôi cướp vợ tôi đi, tôi có thể nói gì nữa. Trung tâm thương mại. Tèn tèn, mẹ đã muốn đưa con dâu và cháu đi mua sắm từ lâu rồi. Chúng ta hoàn thành ước mơ thôi. Mua. 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 Có cái cục cưng đi dạo phố cùng mẹ cũng là một kiểu hưởng thụ ha. Tụi con không hưởng thụ. Lúc Hoán Vũ kể là tìm được con, mẹ đã muốn đi gặp con rồi. Nếu con đã thành vợ của Hoán Vũ thì có vài việc mẹ nên nói cho con biết. Vâng, cô nói đi. Đến rồi, chuyện mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết. Mẹ căng thẳng quá đó. Thật ra Hoán Vũ là hậu duệ hoàng tộc Anh đó. Gì ạ? Anh gì cơ ạ? Thả lỏng đi, mẹ đùa thôi, đừng coi là thật. Ha ha ha. Cô nghịch ngợm vậy, con Hoán Vũ biết không? Quen là được. Giờ không căng thẳng nữa chứ, con sợ mẹ như thế chắc là do nghe chuyện năm đó rồi, nhỉ? Năm đó mẹ còn quá trẻ và ngây thơ, tưởng rằng hôn nhân do cha mẹ sắp đặt là tốt nhất. Vì người đó mà mẹ đã từ bỏ mọi sở thích của mình. Một lòng một dạ lo lắng nhà cửa, sinh con đẻ cái cho người đó. Vậy nên khi bị phản bội, mẹ mới không thể nào chịu nổi. Nhưng sau đó mẹ ra nước ngoài, thường xuyên, thấy nhiều nên cũng nghĩ thoáng hơn. Mẹ chỉ thấy có lỗi với Hoán Vũ, bao năm qua mẹ đã để nó chịu nhiều thiệt thòi quá. Tuy con không thể thay mặt anh ấy nói gì, nhưng con phải cảm ơn cô, vì có cô thì con và Hoán Vũ mới đến được với nhau. Tuy vụ nguyền rủa đó nghe giả trân, chắc chỉ có Hoán Vũ tin thôi. Ai bảo vụ nguyền rủa là lừa nhau nào? Dạ. Nước Anh. Cậu Arthur tới rồi. Ông chủ đang chờ cậu ở bếp. Thầy. Con về rồi. Trì Đoan. Ban nãy thầy lại làm bánh à? Ừ, ta cũng chỉ có thú vui đó thôi. Cảm ơn thầy đã nói chuyện nhà Charlotte cho con. Với quan hệ thù địch giữa hai nhà chúng con, người thừa kế nhà Charlotte gặp chuyện chắc chắn là chuyện tốt. Đừng lơ là cảnh sát, nghe nói nhà Charlotte còn người thừa kế khác đang ở nước Hoa. Đủ rồi, cảm ơn. Vâng, con sẽ cử người đi điều tra chuyện này. Con gặp Hạ Y xong thấy sao? Chỉ có thể nói là cô ấy chẳng thay đổi gì hết, nhưng hình như cô ấy không nhận ra con. Nhưng cô ấy có thái độ khá gay gắt với hôn ước của chúng con, còn bảo con chuyển lời đến thầy là giữa chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì, ông không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Thầy cũng bất ngờ khi con bé phản ứng như thế, con bé ấy từ nhỏ đã bướng bỉnh rồi. Thầy ơi, hãy để con giải thích cho cô ấy. Không cần đâu. Thầy sẽ tự về nước gặp con bé. Nghĩ gì mà tập trung thế? Hôm nay cô nói với em nhiều việc khiến em hơi loạn óc. Đã kết hôn với anh rồi còn gọi là cô nữa. Nhớ lần sau gọi mẹ nhé. Nếu suy nghĩ em đang loạn quá thì chi bằng anh thanh lọc nó luôn nhé. Anh có thể khiến em không nghĩ được gì khác ngoài anh. Anh muốn làm gì? Đương nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi. Đây là phòng khách đấy. Anh không sợ cục cưng. Yên tâm, con trai đi ngủ rồi sẽ không... Mẹ ơi, con muốn uống nước. Muốn uống nước đúng không? Để mẹ rót cho con. Cục cưng uống xong rồi à, mẹ cũ cùng con nhé. Ha, Ngô Hoán Vũ bây giờ nguy hiểm quá, mình không muốn ở riêng với anh ấy đâu. Không cần đâu mẹ với bố tiếp tục đi. Bố phải tiếp tục cố gắng nhé, con muốn có em gái. Đã rõ.
Nếu cục cưng đã nói thế, chỉ bằng chúng ta tiếp tục. Tiếp tục cái đầu anh. Ngô Hoán Vũ, hôm nay anh ra sofa ngủ cho em. Ngô Hoán Vũ chết tiệt, tối qua còn dám nén bò lên giường, tối nay mình phải nhớ khóa cửa. Chào mừng quý khách. Lâu rồi không gặp. Không mời bố vào ngồi sau, Hạ Y. Bố về đường đột quá, không kịp nói cho con biết, con... Lần sau lại ghé nhé. Bye. Ai đây? Trông đáng thương thế. Người này bị làm sao vậy? Tiệm này kỳ cục quá, chúng ta sang chỗ khác thôi. Hả? Hạ Y, bố chỉ muốn nói với con vài câu thôi. Được rồi, đừng phá công việc kinh doanh của tôi. Giờ tôi không muốn nghe ông nói, tối nay đóng tiệm xong tôi sẽ cho ông một cơ hội để giải thích. Được, con làm việc đi, bố ở trong tiệm chờ con. Cho hỏi cô muốn dùng gì? Bao giờ con lớn con cũng sẽ giúp bố. Hạ Y đã lớn thật rồi. Chào mừng quý. Bà tới đây để làm gì? Cô mở tiệm sao tôi có thể không tới? Sao ông bà lại ở đây? Đây đúng là tu la tràng nhân gian đó. Ha, chị Hạ Y, tôi còn tưởng cô thế nào, không ngờ cô cũng là hạng giả vờ thanh cao thôi. Không ngờ cô vẫn còn liên hệ với kẻ đã vứt bỏ mình đấy. Diệp Văn, đừng nói thế với Hạ Y, dù thế nào thì con bé cũng là con gái của chúng ta. Sao cơ, giờ ông mới thừa nhận nó là con gái không à? Ban đầu ai là kẻ không nói không rằng bỏ đi hả? Chê cười rồi. Ông là đồ vong ân phụ nghĩa, hoặc là đồ gây sự vô lý. Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác. Đây là tiệm của tôi, mời hai người đi cho. Xin lỗi Hạ Y, bố không muốn gây rắc rối cho con. Hạ Y không biết chuyện, tôi đến đây. Nếu bà tiệm con bé có việc thì chi bằng để hôm khác. Hừ, nếu tôi cứ muốn nói trong hôm nay thì sao? Bà thật là chẳng thay đổi gì hết. Nếu bà đã cố chấp như thế thì tôi chỉ đành xin lỗi trước. Trì Đoan, ông muốn làm gì? Thả tôi ra. Hộ tống bà đây về nhà an toàn. Hôm nay đừng để bà ấy xuất hiện ở chỗ này. Rõ. Trì Đoan, tôi thề không đổi trời chung với ông. Mình đã sớm phát hiện ra gì đó không đúng rồi. Có quan hệ thân thiết với quý tộc nước Anh, lại còn đem theo nhiều vệ sĩ như thế. Một người cha chỉ biết là bánh ngọt không thể có quyền lực như thế được. Rốt cuộc thì ông là ai? Đây là câu chuyện dài. Nếu còn muốn biết thì bố sẽ nói với con. Vậy giờ con đã có hứng thú nói chuyện với bố chưa? Chủ tiệm đi cứu thế giới rồi, sẽ quay trở lại ngay. Nói đi, mong là ông không bịa chuyện quá lố. Bố cũng không định bịa, như vậy mới làm con tha thứ cho bố được. Bố sẽ nói từ đầu. Năm đó đột nhiên rời khỏi đây, ngoài lý do tình cảm với mẹ con xảy ra vấn đề. Còn vì bố nhận được một lá thư. Chủ nhân lá thư đó lấy tính mạng của con và mẹ con ra uy hiếp bố, ép bố về Anh một mình. Vì an toàn của hai mẹ con, bố không thể không đồng ý với họ. Không ngờ khi vừa tới Anh, bố đã bị lôi đến một căn biệt thự. Ở đó bố đã gặp được một ông cụ. Ông ấy nói ông nội con vốn không phải trẻ mồ côi, mà là người thừa kế của một trong ba gia tộc lớn nước Anh. Gia tộc Prescott. Vì lúc đó ông bà của con đã qua đời vì bệnh tật nên họ đành tìm bố. Mà cuộc đời của bố cũng thay đổi hoàn toàn sau khi bị họ nhắm vào. Câu chuyện của ông còn hấp dẫn hơn cả tiểu thuyết nữa. Nếu công tử mình trải qua thì bố cũng không tin đâu.
nhưng trên thực tế con không thể tưởng tượng được thế lực và quyền lực của ba gia tộc ấy ở anh đâu. Sau khi bị đưa đến căn biệt thự đó, bố phát hiện ra rằng mình đã mất hoàn toàn liên hệ với thế giới bên ngoài. Còn bị ép phải học tất cả những tri thức và lễ nghĩa sau này dùng tới công việc trong gia tộc Khiêu Vũ. Lúc đó ông cụ tự xưng là ông nội của bố dạy bố cách đứng vững ở anh. Mãi đến khi bố cướp được gia tộc về tay mới thoát khỏi sự khống chế của ông ấy. Sau khi có được sự tự do, việc đầu tiên bố làm là cử người dò la tin tức về hai mẹ con, nhưng lại được tin mẹ con đã tái giá theo chồng mới. Lúc đó bố mới biết mọi chuyện đã muộn rồi. Thì ra ông đã từng tìm mẹ và tôi. Hạ Y, không có chuyện bố vứt bỏ con vậy nên không cần nói nữa. Những lời giải thích đó không liên quan gì đến tôi đâu. Câu nói trước đây tôi nhờ người chuyển lại cho ông là lời thật lòng của tôi. Nếu giờ ông đã là quý tộc, vậy thì đừng tùy tiện lôi kéo quan hệ với một nhân vật nhỏ như tôi nữa. Mời ông đi cho. Hạ Y, giờ chúng ta chỉ là hiểu lầm, không cần thiết... Hiểu lầm. Năm năm trước, vì chuyện có con mà tôi bị ép về đến anh. Nếu ông từng để ý đến tin tức của tôi, vậy thì... Ông ở đâu lúc tôi cần giúp đỡ nhất? Bố đã luôn ở bên con. Hạ Y, dù con có tin hay không? Trước nay bố chưa từng vứt bỏ con. Ở anh, ba gia tộc lớn không ngừng mâu thuẫn với nhau. Vì sợ liên lụy đến con nên bố không dám tiếp cận con. Điều bố có thể làm là sắp xếp người của mình thành hàng xóm giúp đỡ cho con. Hai, cô chú Anna là người của ông sao? Đúng vậy, khi mới làm mẹ con luống cuống không biết làm sao. Anna đã có ba đứa con, có thể giúp đỡ con rất nhiều. Để tránh có ai đó tra đa, bố không thể giúp con quá nhiều. May là con rất cố gắng nên Alot mới chấp nhận con làm học trò. Vì cô Alot dạy tôi cũng liên quan đến ông sao? Bố chỉ kể chuyện về con cho cô ấy. Còn việc cô ấy nhận con là học trò hoàn toàn là vì coi trọng tài năng của con. Mình cứ tưởng sống thuận lợi ở anh là do may mắn cơ, không ngờ ông ấy luôn giúp đỡ mình. Nhưng mình sẽ vì thế mà tha thứ cho ông ấy sao? Con không cần khó xử thế đâu. Lần này bố tới cũng không phải để hàn gắn quan hệ cho con ngay. Bố chỉ mong con biết không phải là không có ai yêu thương con. Có người thương yêu sao? Trước nay tôi chưa từng nghi ngờ về điều đó. Khoan đã, tôi có thể hỏi ông một chuyện không? Với khả năng của ông, chắc ông phải biết giờ tôi đã kết hôn và đang sống rất hạnh phúc. Ông nói ông quan tâm tôi, vậy tại sao lại được hứa hôn cho tôi với người đàn ông khác? Chuyện hứa hôn là từ Arthur Lee đề nghị với bố. Bố đã kể chuyện của con cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cố chấp đòi kết hôn với con. Tại sao? Bởi vì con từng cứu mạng cậu ấy. Vì con từng cứu mạng Arthur nên cậu ấy quyết định lấy thân báo đáp. Cái gì? Không phải, không hề, đừng nói lung tung. Tôi cứu anh ta lúc nào, anh ta không nhận nhầm người đó chứ. Tình hình cụ thể thế nào bố sẽ không nói nhiều, vì dù sao đây cũng là chuyện giữa con và Arthur. Bố cũng sẽ không ngăn cản cậu ấy, vì theo bố thấy việc kết hôn của Arthur chỉ có lợi mà không có hại gì với con. Tôi đã kết hôn rồi, chồng tôi chỉ có thể là Ngôn Hoán Vũ thôi. Nếu con đã chắc chắn đó là Ngôn Hoán Vũ thì về nói với cậu ta, Arthur không phải một đối thủ đơn giản đâu. Là sao? Đó là điều mà cậu ta nên suy ngẫm. Là chồng mà không thể bảo vệ được vợ mình thì cậu ta không xứng có được con gái bố. Con cứ coi đây là bài kiểm tra của bố vợ cho con rể đi. Ngôn Hoán Vũ rất tốt, không cần mấy bài kiểm tra của ông đâu.
Từ khi cậu ta bắt đầu quan hệ với con, đây là cửa ải mà cậu ta bắt buộc phải vượt qua được. Thời gian này, bố sẽ ở lại đây, có chuyện gì thì cứ đến khách sạn ít ít tìm bố. Sao chuyện lại trở nên phức tạp thế này? Ba gia tộc lớn lại còn Arthur. Cảm giác cuộc sống sau này của gia đình mình sẽ khó mà yên ổn được. Thầy đã nói chuyện với Hạ Y rồi sao? Đúng vậy, theo người quan sát báo lại thì hai người nói chuyện rất bình thường. Đặt vé máy bay đến Trung Quốc cho tôi đi, kiến gần nhất. Vâng. Hạ Y, tôi nhất định sẽ khiến em bằng lòng kết hôn với tôi. Khách sạn. Giám đốc kỹ thuật. Nói đi. Sếp Ngô, hôm nay cậu chủ rảnh không ạ? Có thể mời cậu ấy đến phòng kỹ thuật một lát không? Sao thế? Cái cậu vô dụng đến nỗi phải dựa vào con trai tôi để giải quyết vấn đề à? Chuyện này dù sao chúng tôi chỉ là người trần mắt thịt thôi, còn cậu chủ là thần tiên. Cậu muốn đi không? Đi ạ, đúng lúc con không muốn ở nhà. Vậy chúng ta đi thôi. Cục cưng, bố mẹ bàn với nhau chuẩn bị mấy hôm nữa sẽ cho con vào học cấp 1. Được à, đúng lúc quá, bố mẹ toàn bận thôi, con sắp chán chết rồi đây. Mình muốn đến trường, tạo nên chiến trường thuộc về mình. Nhưng các bạn ở trường ngốc quá, con có thể cần thể hiện tầm thường một chút để họ đỡ áp lực không? Không cần che giấu thực lực, không bị người ta đố kỵ ghen ghét mới là người tầm thường. Con cứ thể hiện đúng năng lực của mình là được. Vâng, vậy bố mẹ chờ tin tốt nhảy cấp của con nhé. Rốt cuộc bố con nhà này có biết nói chuyện như thế sẽ khiến người ta ghét không? Học giỏi hay ho lắm đó. Tập đoàn Atlantis. Ôi, cậu chủ đến rồi. Vậy sếp Ngôn, tôi muộn cậu chủ xíu nhé. Lát nữa tôi sẽ đích thân đưa cậu bé về chỗ anh. Hẹn gặp lại bố. Ừ. Sếp Ngôn. Sao ông ta lại đến đây? Ông ấy ở đây chờ tôi à? Vâng. Đến rồi đó à? Bảo cậu chuyển lời thôi mà cậu lâu vậy. Hai chân cậu đeo chì hay sao? Người đến này mà cháu cũng dám dùng. Ông nói phải hả? Mình cứ im lặng xem ông diễn. Bảo cậu ta ra ngoài đi, nhìn thôi là thấy phiền rồi. Cậu ra ngoài trước đi. Vâng, sếp Ngôn. Hừ. Đi rồi à? Vâng, ông không cần giả vờ nữa đâu. Hừ. Ôi, cháu ngoan của ông, cháu lại gầy đi rồi. Đã bảo cháu là về anh với ông rồi mà. Ông ác sẽ nuôi cháu béo trục béo tròn. Cháu xin nhận ý tốt của ông, giờ cháu đang rất ổn, ông tìm cháu có chuyện gì vậy à? Cho cháu cái này. Cháu nghĩ trước đó mình đã nói rất rõ ràng rồi. Cháu sẽ không về đâu. Hoán Vũ à, cháu không thể vì ông bố xui xẻo của cháu mà vứt bỏ gia tộc này được. Ông nghĩ nhiều rồi, bố cháu không quan trọng đến thế đâu. Cháu chỉ muốn yên ổn ở bên vợ con, không muốn dính vào thị phi. Vớ vẩn, sao cháu trai của ông có thể không có chí tiến thủ thế được? Nếu cháu đã không đồng ý thì đừng trách ông không từ thủ đoạn. Lần này cháu không có quyền quyết định đâu. Ha ha ha. Lần này cháu không có quyền quyết định đâu. À, thế hả? Đổ chiếc máy bay trực thăng ngoài công ty đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc. Rõ. Bye. Gì cơ? Nó vậy. Ông đã bảo những người đó phải nghe lệnh cháu từ năm cháu 20 tuổi rồi. Quan trọng là ưu tiên lệnh của cháu nữa.
Ông mà, ông quên rồi sao? Hình như có chuyện đó thật. Ông yên tâm đi, sớm muộn gì cháu cũng về giúp ông, chỉ là không phải bây giờ thôi. Hừ. Hôm nay cứ thế đã, cháu gọi quản gia đến đó ông nhé. Không cần gọi, tự ông đi. Ông tôi xuống rồi, viện chú Tôn nhất định phải đưa ông về nhà an toàn. Đến nơi, nhớ báo cho tôi một tiếng. Vâng, cậu chủ yên tâm. Thằng ranh, có vợ là quên ông luôn, sao tôi lại khổ thế cơ chứ? Hả? Chú ơi, chú không cần mua cho cháu nhiều đồ ăn vặt thế đâu. Cần mà, cậu chủ đừng khách sáo. Thái tử giúp được việc lớn thì ắt phải thưởng rồi. Nếu tôi nhớ công làm thì đó là chắc của tôi nhỉ? Vâng, thưa công tước. Đưa thằng bé qua đây, mang đi luôn. Vâng. Người đâu? Cái... Mình nhớ biển số xe đó là... Mình bị người ta bắt cóc rồi à? Nhưng kẻ bắt cóc có vẻ dịu dàng, có phải hiểu lầm gì không? Không làm cháu sợ đấy chứ. Cục cực ăn kẹo không? Chào mừng quý... Sao lại là anh? Chào Hạ Y. Mấy ngày không gặp, em lại xinh đẹp hơn rồi. Tránh xa tôi ra, chúng ta không quen nhau, đừng giở trò lưu manh. Hạ Y, em hung dữ quá đó. Chưa đoạn tử tuyệt tôn của anh đã là nhân từ lắm rồi. Tôi nói lại lần nữa, tôi đã kết hôn rồi, mong anh đừng tới làm phiền tôi nữa. Nhưng cuộc hôn ước của hai ta... Tôi, ai bảo anh chỉ muốn báo ơn tôi thôi, tôi không nhớ mình có ơn với anh nên anh không cần. Muốn cái gì thì phải tự giành lấy. Đây là điều mà em đã dạy tôi. Em nghe câu đó xong có nghĩ ra gì không? Anh là... 4 năm trước, nước Anh. Không ngờ tập luyện xong lại muộn thế này. Tuy đến nhờ Anna chăm cục cưng, nhưng mình vẫn phải về mau thôi. Lạnh quá. Trong hẻm có người sao? Trời vừa lạnh lại có tuyết rơi, cứ để anh ta một mình thế này thì chết mất. Không muốn bị chết cống thì mau đi với tôi. Đây là căn bếp nơi tôi làm việc, tuy không có đồ đạc gì nhưng có thể tránh gió tuyết. Anh cứ ở đây một đêm rồi sáng mai lại đi. Còn cái này nữa, đây là bánh mì tôi làm cho con trai tôi. Anh đó thì có thể ăn luôn, đừng động vào đồ khác. Cô cứu tôi mà không sợ tôi cướp sạch cửa hàng này sao? Sợ chứ, nhưng dù thế nào cũng là một mạng người mà. Anh là một người đàn ông có tay có chân đàng hoàng, so với đi ăn cướp thì chẳng thà mai đến đây tìm một công việc hẳn hoi tử tế. Muốn cái gì thì phải tự giành lấy. Đừng sống còn kém hơn cả một người phụ nữ nơi đất khách quê người như tôi chứ. Thôi rồi, cục cưng. Hạ Y, còn bao lâu nữa cô về đến nhà? Cục cưng cứ khóc mãi, chắc là nhớ cô đó. Tôi về nhà ngay đây. Tóm lại là tối nay anh cứ ở lại đây đi. Ngày mai rời đi trước khi có người tới là được. Tôi có việc phải đi trước đây. Tạm biệt. Sống thật tốt nhé. Chúc anh may mắn. Hương vị chiếc bánh mì ấy vẫn còn hằn in trong ký ức của tôi. Chắc em đã nhớ ra rồi nhỉ, người lúc đó em cứu là tôi đây. Ừ, tôi chẳng nhớ ra gì hết. Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Sao có thể chứ?
trải nghiệm độc đáo như vậy em không thể nói quên là quên được. Lắm rồi, chỉ riêng việc anh có ý đồ với tôi thôi là tôi cũng không thể nói mình nhớ được. Tôi biết rồi, em cố ý giả vờ là không nhớ đúng không? Nhưng em không biết mình quan trọng với tôi thế nào đâu. Lúc đó tôi bị bạn thân phản bội, còn bị người thân hãm hại, mất đi tất cả. Những cú sốc không ngừng kéo tới khiến tôi dần có ý định muốn quyên sinh. Nếu không có em thì e là tôi đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi. Vậy sau đó anh... Sau đó tôi nhờ người thu thập tin tức về những kẻ đã hại tôi từ khắp nơi, cũng gặp vài lần truy sát. Cũng chính lúc đó tôi đã gặp thầy, cũng là cha em, Trì Đoan. Thầy nói sau khi em giúp tôi, thầy mới chú ý đến tôi. Sau đó nhờ thầy giúp đỡ nên tôi mới lấy lại được những thứ thuộc về mình. Vậy nên, mọi thứ mà tôi có đều liên quan đến em, tôi cũng bằng lòng chia sẻ cùng em mọi thứ của tôi. Chỉ cần tôi lấy anh. Tất nhiên, em không biết đâu, khi thầy nói em là mẹ đơn thân, tôi chỉ muốn cầu hôn em ngay lập tức thôi. Nếu không phải do chuyện trong gia tộc vướng chân vướng tay thì em đã là của tôi từ lâu rồi. Nhưng cũng không sao, chỉ cần em ly hôn với anh ta, tôi sẽ cho em mọi thứ tốt nhất trên đời. Và em sẽ không cần làm việc cực khổ như thế này nữa, vườn hồng rộng lớn của tôi hợp với em hơn là cửa hàng nho nhỏ này. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không ly hôn đâu. Tôi không phải bông hoa yếu ớt, cũng không phải dựa vào ai để sống cả. Muốn có cái gì thì tự giành lấy, sự kiên trì của tôi chưa từng thay đổi. Nói hay lắm, tôi thích nhất điều đó hả em? Hà Y, tôi sẽ không ép uổng em, tôi sẽ khiến em tự nguyện ở bên tôi. Mơ hảo cũng phải có mức độ thôi. Anh tưởng tôi sẽ để chuyện đó xảy ra sao? Ngôn Hoán Vũ! Sao anh lại tới? Cục cưng đâu? Anh sao không đi cùng anh? Đưa vợ cho tới đây, nếu không thì đừng hòng được gặp con trai hai đứa lần nữa. Cục cưng bị ông nội anh đưa đi rồi, ông bảo anh đưa em tới đó đón con. Thấy quen quá đi, quả nhiên người cùng một nhà có khác, cũng có tổ rồi mà sao lại lắm trò thế? Xem ra hai người có việc quan trọng cần làm, vậy tôi không làm phiền nữa. Tôi tạm thời sẽ để Hạ Y ở chỗ anh, tôi chờ cô ấy đổi ý. Đừng có mơ. Có là mơ hay không thì sau này sẽ tự biết. Tôi đi đây, lần sau gặp. Anh ta có làm gì em không? Không, anh bình tĩnh đã. Không làm gì cả, chỉ tặng em một bó hoa khá là đẹp thôi. Kể ra thì anh ta cũng đẹp trai, có quyền có thế nữa, không giống như vài người. Tình ẻo rã đó. Ha ha ha. Em đùa thôi, sao anh dễ ghen thế chứ? Ha ha. Em đùa thôi, sao anh dễ ghen thế chứ? Yên tâm đi, em chỉ cần hoa của anh thôi, người khác thì miễn. Đương nhiên là người cũng thế. Được rồi, chúng ta đi đón con thôi. Anh dọn dẹp giúp em. Hạ Y, anh sẽ không để bất cứ ai chia rẽ chúng ta. Ừ, em tin anh. Bé Cư ở đây à? Ừ, địa chỉ mà ông nội gửi anh là chỗ này. Chúng ta tìm xung quanh đi. Được. À! Ngô Hoán Vũ! Dưới đó có bảy luôn. Xem ra ông nội cố ý muốn tách hai chúng mình ra. Cụ, nghe thấy ông nói chứ? Nếu cháu đã đến đây thì chắc biết ông là ai rồi. Âm thanh phát ra từ loa trên tường. Yêu cầu của ông rất rõ ràng, ông muốn cháu ly hôn với Hoán Vũ. Gì cơ?
cướp bé Cương đi, tách mình với Ngôn Hoán Vũ ra, mục đích của ông cụ không đơn giản chút nào. Nếu cháu không muốn ly hôn thì có thể chọn làm bài kiểm tra của ông. Tất nhiên nếu cháu không vượt qua bài kiểm tra thì ông sẽ bắt hai đứa tách ra. Tôi không biết mục đích của ông cụ, nhưng mình nhất định phải nói rõ thái độ của mình mới được. Cháu... Cụ, sao cụ có thể nói thế với mẹ cháu? Rõ ràng là cụ bảo cháu chỉ mời mẹ đến chơi thôi mà, cụ lừa cháu. Không phải, không phải, cụ không lừa cháu, cụ Cưng đừng giận. Cụ Cưng, cụ thực sự chỉ muốn đùa với mẹ cháu thôi, không chia cắt gia đình cháu đâu. Cụ hứa nhé. Cụ hứa, cháu đi tìm chỗ nào đó chơi đi nhé. Sao mình thấy cụ chỉ đang dỗ mình thôi nhỉ? Mà thôi, dù sao mình cũng có cách. Cụ cụ, tôi ban nãy bị ngắt lời, nhưng chúng ta tiếp tục thôi. Vẻ mặt cháu như vậy là sao hả? Đừng thấy ta như vậy, ta có uy lắm đấy. Sao ông nói vậy, ông nghĩ cháu tin à? Tóm lại thì phải tiếp tục bài thi, cháu đến cánh cửa bên kia xem đi. Vâng, vâng. Nể tình là ông nội của Ngôn Hoán Vũ nên mình chơi cùng chút vậy. Đây là... Chào mừng. Trời đất, ông cụ vác hết mấy anh đẹp trai ở thành phố điện ảnh về đây đó à. Chắc không phải ông muốn kiểm tra độ chịu đựng của mình trước trai đẹp đó chứ. Chính xác. Nhưng mình đã biết đây là kiểm tra rồi, làm sao ông cụ phân biệt được có phải mình đang giả vờ là không hứng thú với trai đẹp không? Chị đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ sức hút của em chưa đủ thu hút ánh nhìn của chị hay sao? Chuyện đó, tất nhiên. So với anh đây thì cậu chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cậu tử quán sẽ ưng cậu chắc. Ấy, cậu xin hai người tránh xa tôi ra chút. Nhà tôi có anh chồng hay ghen. Cậu tử cô ấy sẽ ưng cậu chắc. Ấy, nói tào tháo tới liền. Ngôn Hoán Vũ. Chắc, sao cô gái này khỏe thế? Không thể nào, sao cháu lại xuất hiện ở đây? Không phải cháu bị đưa tới phòng khác rồi sao? Tất nhiên là vì cháu có chi viện rồi. Sao có thể? Ông chủ, không ổn rồi. Hệ thống do ngài cài đặt bị hack mất rồi. Sao có thể? Tôi đã mời hacker giỏi nhất nước Anh thiết kế cơ mà. Ai có thể phá nó trong thời gian ngắn vậy chứ? Hình như là cậu chủ Thiên Duệ. Ngại quá. Mau dỗ dành đi. Giờ con là cục cưng mới của ông cụ đó. Đã rõ. Sao cụ lại bực bội thế ạ? Còn vì sao nữa, cháu nói xem, tại sao cháu lại hack hệ thống của cụ hả? Cháu muốn giúp thôi mà, cụ cũng đâu bảo cháu không được giúp bố mẹ đâu. Huống hồ hệ thống đóng mở cửa đơn giản như thế, cháu chỉ cần 2 phút là xử xong rồi. 2 phút, cụ mời hẳn hacker cực giỏi về làm đấy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng phải là cháu mình rất giỏi đó sao? Chỉ tiếc là bà kiểm tra đó công cốc rồi. Vẫn chưa biết con bé ấy thế nào. Cậu không được nhìn vợ cháu như thế. Hừ. Lớn lớn bé bé đều không nghe lời chút nào. Chỉ biết bảo vệ con bé đó thôi. Hừ. Gì nhỉ? Hình như ông cụ đang bực. Hay là chúng ta nịnh ông đi. Ông thích gì? Cái đó à? Ông thích... Ừ. Ông nói xem. Kế hoạch tôi đặt ra đều bị phá hỏng rồi. Không được, tôi phải nghĩ cách tiếp. Ồ, mùi thơm này là... Cụ cụ, gì nhỉ? Tôi quên đổ bếp, tôi đi xem đây. Ngại quên được gì ở bếp chứ? Tôi thấy là ngài bị hấp dẫn với mùi thơm kia đấy. Ngửi mùi này thôi là biết thứ mình thích rồi. Nhất định là cháu ngoại mình lấy chuẩn bị đồ báo hiếu để mình đây. Ông đến đúng lúc quá. Bánh su kem vừa mới ra lò, ông mau nếm thử đi ạ. Sao lại là cháu? Chiếc bánh su kem hạnh nhân này sử dụng hạnh nhân nướng được đập dập bằng máy nấu ăn. Phần kem được làm ra thơm mùi nồng hạnh nhân.
Mỗi miếng nhỏ chỉ chứa 2 gram đường và 138 calo. Ít đường, ít calo. Khoan đã, con bé này đang mua chuộc mình. Không được, không thể trúng chiêu. Cháu vốn làm chiếc bánh này cho ông, nhưng nếu ông không có hứng thú thì cháu định mang cho Tiên Duệ. Khoan đã. Cụ, nếu cháu đã có lòng thì ông miễn cưỡng thử vậy. Ngon quá. Lâu lắm rồi mới được nếm hương vị hạnh phúc. Ông cụ dễ dỗ dành thật. Cảm giác mềm mại này, còn cả cách thêm mứt quả chua nhẹ để dậy vị ngọt. Cháu học cách này từ Alot à? Ông nhận ra à? Tất nhiên, ai bảo ông sành thế chứ? Nếu không phải quản gia quản... Đương nhiên, ông có hiểu biết chút ít về cháu mà. Nói sao nhỉ? Nên nói cháu không hổ là con gái của Trì Đoan nhỉ? Ông biết bố cháu à? Đương nhiên, năm đó tay nghề của Trì cũng khiến biết bao người kinh ngạc mà. Nhưng nếu cháu đã là con gái của Trì... Chẳng lẽ cháu không biết sự ông và cha cháu có mối thù không đội trời chung? Dạ. Tuy trước đó cô đã kể về chuyện trong nhà cho mình, nhưng không ngờ đã có liên quan đến người đó. Nguồn cơn tội ác. Sao không nói gì? Nếu ông và cha cháu đối đầu với nhau thì cháu tính làm thế nào? Còn làm sao nữa, đương nhiên là không giúp ai cả. Con nhóc này bị làm sao đấy hả? Cháu phải đứng về phía cháu trai ông vô điều kiện chứ. Cháu bảo đối đầu với bố được mình thì ông sẽ tin chắc. Hừ, ông yên tâm đi, tuy cháu không giúp được cho Hoán Vũ, nhưng mà cháu cũng sẽ không để mình trở thành điểm yếu của anh ấy. Mong là cháu nhớ những gì hôm nay đã nói. Được rồi, sáng mai mấy đứa về đi, nhìn mấy đứa mà ông lại tức. Vâng, vậy lần sau chúng cháu lại đến thăm ông. Hai hôm nay cứ hết chuyện này đến chuyện khác, mẹ mệt quá đi mất. Mẹ vất vả rồi, để con xoa bóp cho. À, nhận được năng lượng, từ cục cưng nhà mình nên mẹ đã sống lại rồi. Ghê gớm vậy sao, cho bố với... Thưa anh, có một vị khách nhờ quầy lễ tân gửi thiệp mời đến cho vợ anh. Gửi Hạ Y, chẳng lẽ là mời cô ấy làm bánh? Arthur, lại cái tên da như đĩa này. Chuyện gì thế? Tên Arthur kia gửi một tấm thiệp mời cho em. Thiệp mời? Tiểu thư Trì Hạ Y xinh đẹp, tôi chân thành mời em đến tham gia bữa tiệc được tổ chức trên chiếc thuyền công chúa Corolla vào ngày 31 tháng này. Mong em có thể đến để thưởng thức bữa tiệc vào hôm đó. Kỵ sĩ sẽ mãi bảo vệ em, Arthur. Sao tên này vẫn còn chưa từ bỏ vậy? Lại còn kỵ sĩ bảo vệ, sớm kiếp. Lại có chú nào theo đuổi mẹ à? Cục cơn phải nhớ, các cụ có câu, thả dở mùi ngôi miếu còn hơn hủy hoại một mối duyên. Con không được trở thành một người không có nguyên tắc đâu đấy. Cục cưng đã dùng bao nhiêu từ lại thế? Rốt cuộc mình có bao nhiêu tình địch? Dạ. Mẹ yên tâm, con sẽ không học cái xấu đâu. Ừ, ngoan. Chắc Arthur sẽ không từ bỏ Hạ Y dễ dàng. Mình phải bảo vệ hai mẹ con. Chào mừng quý khách. Chào cô, tôi muốn đặt một chiếc bánh dùng trong buổi tiệc. Vâng, mời cô ngồi để tôi lấy album cho cô chọn nhé. Cô có thể chọn mẫu hoa để phối hợp trong album. Nếu có yêu cầu đặc biệt nào thì xin cứ nói ạ. Mẫu này đi, tôi muốn cô mang nó đến tàu công chúa Corolla vào ngày 31. Tàu công chúa Corolla, chẳng lẽ cô ta là người của Arthur? Xin lỗi, hôm đó tiệm tôi không rảnh nên... Thật không hiểu nghe Arthur, thích gì á cô? Nghe cho rõ đây. Tôi không cần biết cô có muốn hay không. Tôi nhất định phải nhìn thấy cô xuất hiện trên tàu công chúa Corolla vào ngày 31. Nếu tôi không muốn thì sao? Không muốn? Vậy cô nên biết toàn bộ cửa hàng trên con phố này đều là của tôi. Nếu cô không đi thì tôi sẽ sai người đập hết con phố này đi xây lại.
đến lúc đó cửa hàng của cô cũng không giữ được đâu. Được, thế dở cả đi, chẳng sao cả. Được, cô dở cả đi. Hả? Hả? Cô chị không nghe rõ là tôi nói à? Tôi nói là sẽ dở cửa tiệm của cô đấy. Cô dở đi, nếu cô là người sở hữu con phố này thì tôi có quyền gì mà cản cô. Nhớ trả tiền đền bù cho tôi là được. Về lý thì cô dở cửa tiệm này thì tôi có thể đến chỗ khác mở tiệm mà. Nếu cô nghĩ mình có thể lấy cửa tiệm này đâu để uy hiếp tôi thì nhầm rồi. Cô, nếu cô đã không đồng ý đổi người giao hàng thì tôi xin phép từ chối vụ mua bán này. Mời cô lui gót. Không tiễn. Được lắm, chị Hạ Y, chờ đó. Bảo sao người ta hay nói chẳng sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Mà người này do Arthur phái tới thật sao? Từ ngày Clement thất bại rồi à? Vâng ạ, cô ta vừa biết là phải đích thân giao bánh lên du thuyền thì từ chối ngay. Tôi uy hiếp và cô ta cũng không nghe, thực sự là không biết. Cô uy hiếp cô ấy? Chẳng phải ngày nói tôi tự nghĩ cách sao? Tôi bảo cô mời cô ấy tới chứ không phải là uy hiếp. Cô phải nhớ, cô ấy không phải là người mà cô có thể uy hiếp đâu. Dạ. Chuyện còn lại cô không cần lo nữa đâu. Nhớ đi xin lỗi Hạ Y. Phù, sợ chết kiếp. Xem ra ngài Freeman không phải chỉ thích chị Hạ Y ở mức bình thường thôi đâu. Vậy mới tốt, đây là cơ hội ngàn năm có một. Vì con thuyền lớn là sao độc Clement, tôi nhất định phải kéo được chị Hạ Y lên du thuyền. Dù có phải dùng thủ đoạn nào đi nữa. Mẹ về rồi đây. Mẹ ơi, hôm 30 tháng này, trường con có hội thao gia đình, mẹ rảnh không ạ? Hội thao gia đình à? Vâng, trường sẽ tổ chức hội thao gia đình vào ngày khai giảng, tiện cho phụ huynh đến tham quan trường luôn. Cũng là để bồi dưỡng cảm tình giữa các học sinh nữa. Vậy mẹ phải rảnh thôi, có chuyện gì quan trọng hơn cục cưng nhà mình đâu nhỉ? Mẹ là tuyệt nhất. À phải, hôm đó bố cũng phải đến nhé. Gì cơ? Sao vậy? Anh không có tư cách đến hội thao à? Anh chắc là hôm đó không có việc gì không? Tất nhiên anh đã để trống từ trước rồi. Vậy đi thôi. Hả? Anh tưởng em sẽ từ chối cơ. Tại sao? Em có biết hai chúng ta đến hội thao gia đình có nghĩa là gì không? Tất nhiên rồi, nghĩa là phụ huynh ở đó đều sẽ biết em là bà Ngô. Ban đầu cũng nói chúng ta sẽ công khai quan hệ sau cuộc thi. Anh không khua chi giống trống, bố cáo thì cả thế giới này biết là em đã mãn nguyện lắm rồi. Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu đến thế. Chúng ta cùng đến trường nhé, bố nó à. Ừ, chúng ta cùng đến. Bố mẹ lại tình cụm rồi. Khách sạn Trích. Thời tiết đẹp ghê. Sao bố còn chưa tới nhỉ? Chỉ lái xe thôi thì chắc không đâu thế chứ. Có lẽ là có việc gì đó thôi, chờ thêm chút nữa đi. Vâng. Có việc mới lạ. Mặc bộ nào đẹp nhỉ? Lái xe nào nhỉ? Được mua hoa không? Rõ ràng là bố căng thẳng đến nỗi không biết công khai với mẹ bằng cách nào, cứ lén lút suy đi tính lại mãi. Chỗ này mà có xe sang vậy, chứ không phải... Quả nhiên... Lên xe thôi. Anh có chắc là muốn tham gia hội thao mà không phải tiệc tối sang chảnh không? Sao nào, có gì không đúng mà, bộ này không đẹp à? Chỗ nào chẳng sai?
Hội thao chủ yếu là hoạt động vui chơi thể thao. Anh mặc như thế thì hoạt động kiểu gì? Ừ nhỉ? Anh đổi xe rồi thay bộ này đi. Hôm nay con trai mới là nhân vật chính. Anh là bố thì đừng cướp spotlight của nó. Đúng thế. Được, để anh đi đổi. Chào mừng tham gia hội thao gia đình. Cuối cùng cũng tới, hôm nay mẹ sẽ cố gắng giành giải nhất cho bé cưng. Dạ, mẹ cố lên. Ha, Trì Thiên Duệ, đây là xe nhà cậu à, chán đời quá đó. Bọn hỏi nhà tôi còn không lái lại xe đó đâu. Bố mẹ, chúng ta mau vào trường thôi, đừng tới muộn ạ. Được. Này, tôi nói mà cậu không nghe thấy hả? Trì Thiên Duệ đứng lại đó. Bé cưng, chuyện này là sao? Cậu bạn kia có vẻ không thích con lắm. Dạ, tất nhiên là không thích rồi. Dù sao thì con cũng cướp hạng nhất của cậu ta mà. Lúc làm bài kiểm tra vào lớp, con đã cướp mất vị trí hạng nhất của cậu ta. Bạn Trì Thiên Duệ giỏi quá, không ngờ mới nhập học đã giành hạng nhất rồi. Wow! Còn được các bạn nữ trong lớp bầu là hot boy của lớp nữa. Trì Thiên Duệ đẹp trai quá, là hot boy lớp mình luôn đi. Chuẩn chuẩn. Cho cậu ta đấy không phục nên làm có con mấy lần, nhưng con đều né được hết. Đúng là thiên tài thường bị người ta đố kỵ. Cục cưng, con có thể khiêm tốn chút không? Nhóc mập ấy nhìn là biết con nhà giàu có, nhưng nhà nào kinh doanh thì đều không tránh được bố. Sao cậu không nói thẳng với cậu ta rằng bố là bố của con? Không không không, mới đó mà đã cậy nhờ bố thì còn gì là mặt mũi. Với lại bố không thấy mô tiếp con trai sếp tổng sẵn nghèo và cái kết hay hơn nhiều ạ? À? Ừ, có lý. Nếu con đã muốn kiêm tốn. Chào anh, chào mừng tham gia hội thao gia đình, đây là mũ được tặng ạ. À? Vậy bố sẽ giúp con giấu thân phận tiếp. Yeah! Sao mình cảm giác hai bố con đang câu kết là vị xấu nhỉ? Cục cưng, lát nữa không cần cố đâu, an toàn là trên hết, thắng thua là phụ thôi, quý ở chỗ mình có tham gia mà. Dạ. Trị Thiên Duệ, cuối cùng cũng tóm được cậu. Chúng ta so tài đi, tôi phải chứng minh rằng tôi mạnh hơn cậu. Chúng ta PK đi. Cậu dài quá đấy, so tài một lần thôi, thua rồi thì hôm nay đừng xuất hiện nữa. Trị Thiên Duệ, cậu tính cược với tôi à? Cậu cứ coi là thế đi. Vậy được, hai chúng ta so tài, nếu cậu thua thì phải tự động thôi học. Cậu có chắc là muốn cược lớn chứ không? Tất nhiên. Nhóc kia con nhà ai mà vô lý thế, người ta cược một ngày không xuất hiện, nhóc ấy lại buộc người ta thôi học. Đúng đó, đã nói sai là còn nói to. Tất nhiên cá cược là phải đối lập, nếu tôi thua thì tôi cũng sẽ thôi học. Cậu chủ không thể... Im đi, tôi đã quyết định rồi, không ai khuyên được hết. Trì Thiên Duệ, cậu nói đi, cậu có dám cược với tôi không? Mình đã tập với quản gia rất lâu ở nhà, không thể thua được. Này nhóc, cháu phải biết là dù cháu vẫn còn trẻ con, nhưng không được ăn nói lung tung đâu. Một khi đã nói ra thì không rút lại được đâu. Nên chú hỏi lại lần nữa, cháu có chắc là muốn cược không? Cháu chắc. Không được là con của con. Cậu chủ à. Được, nếu đã vậy thì cứ thế đi. Chúng ta gặp trên sân đấu. Lát nữa thua cũng được góc nhà đấy. Môn chạy bộ gia đình sắp bắt đầu. Mời các thí sinh đã đăng ký tham gia di chuyển đến vạch xuất phát. Chuẩn bị. Chạy. Tăng tốc chứ, không cần đâu bố, chúng ta cứ chạy bình thường là được à. Hực, chỉ có thể đuổi sát sau lưng thì đã sao, vẫn thua thôi. Cố lên, cố lên. Lần này cuối cùng mình cũng thắng. Chúng ta phải mau lên, nhất định phải thắng thật đẹp. Vâng.
Cố lên, cố lên. Cậu chủ chạm thôi, đã bỏ xa bọn họ rồi. Chúng ta vẫn nên khôi phục lại tiết tấu ban nãy thì hơn. Không được, đích ở ngay phía trước rồi, phải mau hơn nữa. Nhưng cậu chủ nhanh nữa là loạn nhịp, dễ ngã lắm. Vớ vẩn, đâu ra mà dễ. Mau đứng dậy, nếu không... Á! À! Tôi tuyên bố cho con Trị Thiên Duệ thắng cuộc. À, thắng rồi, ông xã và bé cưng giỏi quá. Sao có thể như vậy được? Chúc mừng. Tại anh đấy, tại anh không tăng tốc cho tôi đó. Nếu đồ học thật thì bố tôi sẽ giận lắm. Cậu chủ, cậu đừng cuốn. Hay thế này đi, chúng ta đến tìm hiệu trưởng. Chắc chắn ông ấy sẽ nể mặt bố cậu mà giúp đỡ. Đúng rồi. Đi thôi, chúng ta đi tìm hiệu trưởng. Hẹn nhất, chúc mừng. Muốn buộc tôi thôi học hả? Ừ, không có cửa đâu. Khu tổng hợp. Văn phòng hiệu trưởng. Ý anh là bé tráng tráng cá cược với người khác bằng việc thôi học sao? Lại còn thua nữa. Sao có thể coi là cá cược được? Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện. Nói linh tinh thôi. Tôi sợ phụ huynh nhà kia coi là thật nên mới đánh tiếng với ông. Chuyện này... Năm nào nhà thằng nhóc này cũng viên rất nhiều tiền cho trường, không thể để nó thôi học được. Anh và bé cứ yên tâm, chỉ là đùa thôi mà. Chuyện này cứ để tôi ra mặt, tôi không tin có ai ép được bé tráng tráng thôi học. Cứ để tôi lo. Đi thôi, chúng ta đi xem là phụ huynh nhà nào. Thật là, làm người lớn mà sao lại chấp nhận với đứa trẻ con chứ. Vân vân, chẳng là làm sao cả. Mà thằng nhóc mập kia đâu rồi nhỉ? Chắc thấy thua, sợ chúng ta đến tính sổ nên chạy rồi. Không dám làm. Dám làm mà không dám nhận, chẳng thú vị gì cả. Ừ, đàn ông được như Thiên Duệ nhà mình mới hiếm mà. Đừng tức giận về những người không liên quan, đang sợ cơm trưa, chúng ta tìm đâu đó. Ăn cơm đi. Phải rồi, con biết chỗ vắng người đấy để con đưa mẹ đi. Chính là nó. Thầy mau nói với nó là không tính đi. Ôi, cậu chủ nhỏ chậm thôi. Trời đất, trùng hợp vậy? Sao em không nói với thầy là em cá cược với Trị Thiên Duệ? Không nói thì sao ạ? Em nói thì thầy mặc kệ sao? Tôi còn đang thắc mắc tại sao hiệu trưởng lại tới đây. Thì đã ầm ầm kéo đến là để tính sổ với tôi à? Sếp Ngô nói gì vậy? Tôi nào dám tính sổ với anh? Tiêu rồi, không ngờ thằng nhóc này lại cá cược với Trị Thiên Duệ. Mảnh đất xây dựng trường tư này là của sếp Ngô. Nếu sếp Ngô bực bội rồi thu hồi đất thì mình biết tìm chỗ nào mà khóc. Không được, phải mau cứu vãn tình hình. Em tráng tráng, tụi em còn nhỏ nhưng sao có thể tùy tiện cá cược với bạn khác như thế? Gì? Nhưng mà, nãy thầy đâu có nói. Hu hu hu. Sếp Ngô, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ban nãy chỉ là nói đùa thôi à. Anh xem. Đùa. Trước khi đấu tôi đã nói rõ với nhóc ấy rồi, nếu đã khăng khăng muốn cược thì phải chịu trách nhiệm. Còn nếu cháu không muốn thì chú sẽ liên lạc thẳng với cha cháu. Bố ơi, chuyện này để con xử lý được không? Cũng được, vậy con xử lý đi. Cảm ơn bố. Phiền bác hiệu trưởng buông bạn ấy ra để cháu nói chuyện với bạn ấy. Được. Cậu định nói gì? Nói cho cậu biết hiệu trưởng sợ cậu chứ tôi không... Á, à, cậu làm gì thế? Mẹ mình bảo làm sai là phải bị đánh. Ý vợ ra thế nhà mình mà bắt nạt bạn bè thì đâu được. Muốn thắng tôi thì cứ đường hoàng mà thắng. Tôi đợi cậu ở kỳ thi cuối cùng. Con trai ngầu quá. Ý em Thiên Duệ là... Vâng, coi như không có cụ cá cược đó. Chà, em Thiên Duệ tốt bụng quá. Giả tạo. Cậu tưởng tôi sẽ biết ơn cậu chắc. Cứ chờ mà xem. Hu hu hu. Á. Cha cha. Cậu bé, cậu không làm cháu đau chứ.
Ôi kìa, có nhiều thế này thì chắc chắn là ngã đau lắm rồi. Cô xin lỗi, đáng ra cô phải chú ý nhìn đường. Mau nín đi, cô nhìn cháu khóc mà đau lòng thế này. Không phải lỗi của cô đâu ạ. Thế ai đã làm cháu đau lòng vậy? Cháu ngoài như vậy mà xem họ làm gì cháu này, chắc chắn đấy là người xấu rồi. Cô ơi! Đi thôi, chúng ta qua kia ngồi, cháu thấy ức ức gì thì có thể nói với cô. Dạ. Chuyện là như thế à, đều là lỗi của chị Thiên Dễ đó chứ. Nó không chỉ cướp vị trí hạng nhất của cháu, mà hôm nay còn làm cháu xấu mặt trước mọi người nữa, cháu hận nó lắm. Ôi sao lại thế chứ? Nhóm chị Thiên Duệ đó thật xấu xa. Đúng rồi đấy ạ. Cháu có muốn dạy dỗ lại nó không? Hay cháu lừa nó đến chỗ vắng người rồi cô đánh mông nó cho cháu nhé. Cho nó còn dám bắt nạt cháu nữa luôn. Thật ạ? Cháu biết vườn hoa sau trường thường không có ai tới, vậy để cháu đi tìm nó. Cô phải dạy dỗ nó cho cháu đấy. Cô ơi, lát nữa chúng ta gặp lại nhé. Yên tâm, cô sẽ không làm cháu thất vọng đâu. Mẹ ơi, con vào khu nhà dạy học đi vệ sinh nhé. Để mẹ đi với con. Không sao, con sẽ về ngay thôi. Phải mau về thôi, con mẹ lại lo. Trì Thiên Duệ, đi ra đây với tôi có việc muốn tìm cậu đây. Hì, không đi. Hì, không đi. Được, vậy chúng ta đi. Hả? Cậu nói gì thế? Tôi bảo không đi, có vấn đề gì à? Thế nhé, tôi về đây, tạm biệt. Nó từ chối mình luôn, chẳng lẽ nó đã biết gì đó? Khoan đã. Tôi có chuyện này muốn nói riêng với cậu thật, đi theo tôi đi. Chẳng lẽ cậu ta có gì đó khó nói thật? Tôi đảm bảo là chỉ đi một lát thôi rồi sẽ về ngay. Thật chứ? Uy tín luôn. Được rồi, vậy tôi đi với cậu. Cảm ơn nhé. Chỉ một lát thôi, chắc mẹ sẽ không lo đâu. Hừ, để cậu đắc ý thêm chút nữa đi, lát nữa khóc nhè nhé. Cậu bảo là muốn nói gì với tôi cơ mà, chỗ này không có ai đâu, nói đi. Tôi... Cô đã đến rồi, sắp có trò hay xem rồi. Sao cậu ta cứ nhìn phía sau mình vậy? Bắt được rồi nhé. Cô, chẳng phải cô nói là đánh mông cậu ấy sao? Tại sao? Vì ngay từ đầu cô đã muốn bắt nó đi. Cảm ơn cháu đã dụ nó ra đây cho cô nhé. Sao lại thế? Ha 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 ha. Vậy cháu cũng là đồng phạm của cô đó. Bé Cương đi lâu vậy rồi chứ không phải có chuyện gì đâu nhỉ? Đi xem sao? Vâng. Thế nào rồi? Con mình không có trong đó. Vậy bình thường thằng bé không chạy lung tung, nó không ở toilet thì ở đâu chứ? Em bình tĩnh đã, chúng ta đi tìm người xử lý tình hình đã. Ở kia. Tráng Tráng, chị Thiên Duệ đâu? Hai đứa đi cùng nhau mà. Sao còn mình em ở đây? Chị Thiên Duệ bị cô xấu xa bắt đi rồi. Gì cơ? Cục Cương bị... Hảo Y, bình tĩnh đã, con mình sẽ không sao đâu. Alo? Số lạ, chẳng lẽ... Chào cô chị Hạ Y, tôi rất tiếc khi lần trước không đặt được bánh. Là cô? Cô chị nhớ tôi là tốt rồi, mong cô hãy đến buổi tiệc vào tối mai. Nếu không... Tôi không biết cậu con trai đáng yêu của cô sẽ thế nào đâu. Cô đừng làm bậy. Chính cô ta đã bắt chị Thiên Duệ. Cô ta lừa cháu, bảo là sẽ giúp cháu đánh mông chị Thiên Duệ. Cô ta là đồ lừa đảo. Im đi. Em bình tĩnh. Anh sẽ cứu được con mình về. Vâng. Mau cử người đến trường học. Tôi muốn tìm ra tung tích của một người.
chị Hạ Y nhất định sẽ đến buổi tiệc ngày mai vì con trai mình. Phu nhân thật thông minh, vậy thì nhiệm vụ mà ngài Kimen giao cho coi như hoàn thành rồi. Từ bỏ đi, bố tôi sẽ tìm tới đây sớm thôi, cô không uy hiếp được mẹ tôi đâu. Chỉ là một á thợ bánh thôi, lừa được một tên đàn ông tốt nào chứ. Ừ, vậy nhóc nói cho cô biết bố nhóc. Tên mù dở nào đó hả? Muốn bà đây thoát tim à? Ngài Kriman. Ngài Kriman, ngày đến thì cũng nên báo trước với tôi chứ. Tôi ăn mặc như giờ thì thất lễ quá. Nhiều chuyện. Ngài Kriman, tôi... Vậy là nội chiến à? Vậy mình có nên tìm cơ hội để chuồn không? Úi! Chị không biết người này có nể mặt mẹ mà. Xin lỗi, chú tới muộn quá, còn nhớ chú không? Vâng, chú là kẻ xấu muốn cướp mẹ từ bố. Cháu nghĩ chú vậy à? Nhưng người xấu sao? Nếu cháu đã nói vậy thì chú phải xấu xa đến cùng thôi. Tập đoàn Atlantis. Tìm thấy họ rồi, vậy chúng ta mau đi thôi. Là Arthur. Nghe đi, xem hắn muốn nói gì. Có việc gì không? Hạ Y đừng lo, bé cưng này ở chỗ tôi, thằng bé không sao. Bé cưng qua đây chào mẹ đi. Mẹ, con ổn lắm, mẹ đừng lo nhé. Bé cưng, con không sao thì tốt quá, mẹ còn tưởng. Arthur, cảm ơn chị hôm nay. Mẹ ơi, chúng này còn định thả con đâu. Bé cưng đáng yêu quá, tôi không nỡ để thằng bé về. Hạ Y, nếu em tới tiệc tối mai thì sẽ gặp được bé thôi. Chuyện của tôi không to lắm nên chỉ cần mình em tới thôi. Chuyện của tôi không to lắm nên chỉ cần mình em tới thôi. Cô ấy không đi. Tôi đi. Hạ Y. Ha. Tin em đi. Phiền anh bỏ tay khỏi mặt con tôi, da bé con non nớt nên dễ biến dạng. Hừ. Chăm sóc tốt cho con tôi không mong tối mai gặp nó bị bệnh hay bị đói đâu. Yên tâm đi Hạ Y, tôi sẽ chăm sóc thằng bé như con ruột mình. Ai thèm làm con chú, cục cưng đây có bố rồi nhé. Bố ruột thằng bé ở đây này. Phải mai gặp, à phải, tới lúc đó tôi sẽ gửi lễ phục tới, mong em... Cúp rồi. Chú phá hoại gia đình người khác, còn mong người ta nể mặt mình. Thăm mà. Hạ Y, thực ra em không cần xuống nước với hắn. Anh có thể đón con về mà. Ôi, mệt tâm. Nghe này, không phải em không tin năng lực của anh. Sở dĩ em đồng ý chỉ là muốn cắt đứt với anh ta thôi. Với cả em mong sau khi chuyện này kết thúc, chồng em sẽ đến đón mẹ con em về. Tuân lệnh bà ngôn. Hôm sau, tàu công chúa Corolla. Cậu chủ, cô trì tới rồi ạ. Đi thôi, chúng ta đã đón Hạ Y. Hạ Y, em tới rồi. Em... Hạ Y, em... Sao thế? Thấy tôi mà không vui à? Sao em không mặc bộ lễ phục tôi gửi? À, bất cẩn làm cháy rồi. Nhất định là gã đàn ông kia đã đốt lễ phục mình tặng, đồ nhỏ nha. Nhưng chỉ cần em đến tôi đã thấy vui rồi. Anh quên là anh đã lấy bé cường đã uy hiếp tôi thế nào hả? Nhưng dù em không đến thì tôi cũng thả thằng bé ra thôi, sao tôi nhẫn tâm làm tổn thương con em chứ? Vậy con tôi đâu? Tôi muốn gặp thằng bé. Bình tĩnh, bé cường là át chủ bài của tôi. Trước khi tiệc kết thúc thì không thể trả về cho em được. Anh vẫn nham hiểm như trước. Tôi sẽ coi như em đang khen tôi. Đi thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Mọi người đang chờ chúng ta đó. Bỏ ra, tôi tự đi được. Yên nào. Anh... Chói quá. Ừ, gì đây? Anh làm gì thế?
Lát nữa tôi sẽ tuyên bố trước đông đảo khách dự tiệc đàn em là vợ chưa cưới của tôi. Anh điên à, anh không thể làm thế được. Nếu em muốn đưa bé cưng về. Ngài Kriman, cô đây là... Mình không thể để anh ta toại nguyện được, phải mau nghĩ cách thôi. Như mọi người thấy đấy, quý cô đây là... Nghĩ cách. Một tiếng trước. Vào đi, nén nữa cháu sẽ nghỉ ở đây. Chú nghe cháu nói này, chú uy hiếp mẹ như thế sẽ chỉ đẩy mẹ ra xa hơn thôi. Chú không hiểu nổi. Rõ ràng chú muốn cho cô ấy những điều tốt nhất, nhưng tại sao bị cô ấy từ chối? Vì mẹ đã lấy bố cháu rồi. Chú ép uổng khiến vợ chồng người ta ly tán vui lắm chắc. Hả? Mẹ từng nói đây là hành động vô cùng sai trái. Cháu khuyên chú đừng nên làm vậy. Ồ, vậy sao? Ở nước ngoài thì vậy là bình thường mà. Chỉ cần có người tốt hơn thì ly hôn cũng có sao. Huống chi trên thế giới này chỉ có chú mới cho Hạ Y được những gì tốt nhất. Hỏng rồi, ông chú này hết thuốc cứu rồi. Mình và tam quan của mình cũng bỏ tay. Vậy chú cho cháu một chiếc máy tính chơi cho đỡ buồn đi. Cho ở đây một mình chán lắm. Tốn thời gian tranh luận với chú ấy thì đàn nghĩ cách chạy còn hơn. Không được, chú biết cháu là thiên tài máy tính nên sẽ không cho cháu cơ hội hành động đâu. Cháu nổi tiếng đến thế sao? Quả nhiên sau này vẫn nên kính tiếng chút thì hơn. Ngoan ngoãn ở đây, lát chú sẽ đưa mẹ cháu tới đón cháu. Vâng, chào chú. Chật, còn lâu mới tin chú nhé. Chăm sóc thằng bé cho tốt, tôi còn mong có sai sót gì trước khi buổi tiệc kết thúc. Vâng, thưa cậu. Cuối cùng cũng đi. Nên dùng cách gì để chạy trốn đây? Có rồi. Ồ, đến rồi à? Ừ, lệnh của cậu chủ. Chú ơi, cháu chán quá. Các chú vào chơi với cháu được không? Chuyện... Không được ạ. Đáng yêu quá. Được rồi, chú thấy cháu chán quá nên mới đồng ý đấy. Thằng bé vào một cái là anh đồng ý ngay nhỉ? Vâng. Vậy cháu là bác sĩ, hai chú là bệnh nhân của cháu nhé. À phải, bác sĩ thì cần có dụng cụ, có thể cho cháu dụng cụ của bác sĩ không? Cháu chờ chút để chú gọi người mua. Vâng. Này, anh chịu nhóc đó quá đấy. Cô chủ bảo chỉ cần không phải đồ điện tử thì phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của thằng bé mà. Chỉ là dụng cụ thôi, mua cho nó là được. Rồi rồi. Hí hí. 10 phút sau. Ờ, sao không có găng tay cao su thế ạ? Bác sẽ không thể tiếp xúc với bệnh nhân mà không đeo găng tay. Vậy là vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Cháu chỉ chơi đồ hàng thôi, cần sự quy tắc nghề nghiệp. Loại mà người quét dọn dùng được không? Tuy hơi rộng so với cháu. Dạ, cảm ơn chú. Tôi đã thấy được dáng vẻ ông bố chiều con của anh trong tương lai rồi. Bác sĩ thế nào rồi? Biết được tôi có bệnh gì không? Dạ, chúc mừng chú đã có thai, là của chú ấy. Gì cơ? Thằng nhóc này, nói linh tinh gì đấy? Để con đùa thôi mà, đừng để ý. Ha ha, ấy, cháu phải đi hái hoa đây ạ. À? À! Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thằng nhóc đó ngã đập vào đâu đó trong toilet? Mau đi xem sao. Nhóc, cháu có... Hả? Sao nhiều nước thế? À! Rốt cuộc chuyện gì đó? À! Hi hi. Cháu xin lỗi, nếu không phải hai chú canh chặt quá thì cháu cũng không dùng cách nguy hiểm thế đâu. Tạm biệt. Nhắc nhở thân thiện, các bạn nhỏ khác tuyệt đối không được học theo, vì nước dẫn đi nên chỉ cần không cẩn thận chút là sẽ chết người ngay. Vì đến đề phòng mình mà, phòng đó không có thiết bị máy tính nào, chỉ đành đến phòng cao cấp hơn tìm xem. À, phòng nó đang mở kìa, hoa ba của tôi rơi mất rồi,
chắc rơi gần đây thôi, bà tìm giúp tôi đi. Nhưng tôi còn đang dọn dẹp. Tôi mặc kệ, hoa tai của tôi đắt tiền lắm, mau tìm giúp tôi đi. Cơ hội tốt. Quả nhiên trong phòng cao cấp có máy tính. Rất tốt. Bắt đầu hành động, trộm tàu. Vào được rồi. Chắc mẹ cũng đến nơi rồi, mình xem đâu nào. À, chú xấu xa đã dám kéo mẹ sao, không thấy mẹ không muốn à? Chắc chắn là chú ấy đã lấy mình ra uy hiếp mẹ để ép mẹ nghe theo. Cháu sẽ không để chú toàn nguyện đâu. Con muốn ngắt điện đại sảnh không? Có. Mẹ, con đến giúp mẹ đây. Chuyện gì thế? Cậu chủ, cậu ở đâu? Đây. Sao thế? Chỉ đại sảnh mất điện hay các nơi khác cũng xảy ra sự cố? Chỉ có sảnh chính thôi ạ. Thuyền trưởng đang cho người đi kiểm tra. Chắc một lát nữa sẽ có điện lại. Thuyền mới được kiểm tra an toàn gần đây, sao đột nhiên lại... Lập tức cử người khống chế hiện trường, đề phòng có kẻ khả nghi trà trộn vào. Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ sai người đi làm ngay. Ngoài ra... Vâng. Tuy không biết tại sao lại mất điện, nhưng đây là cơ hội tốt để mình chuồn. Hạ Y, em muốn đi đâu? À... Buông tôi ra. Em biết điều đó là không thể. Đừng đi lung tung, tôi không cho phép em. Á! À! Đừng thấy tôi nhân nhượng mà được đằng chân lân đằng đầu nhé. Cậu chủ! Cậu chủ, cô chủ, không sao chứ? Tôi không có nhiều kiên nhẫn với anh thế đâu. Hạ Y! Mình đột nhiên đi ra thế này chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý. Chắc sẽ bị tên Arthur kia tìm ra nhanh thôi. Tốt nhất là thay một bộ đồ khác ít bắt mắt hơn. Đằng kia có kho, không biết bên trong có quần áo cho nhân viên không? Đang nhận diện khuôn mặt, xin hãy giữ im lặng. Lỗi, xin hãy quét lại. Vậy mà lại là nhận diện khuôn mặt, du truyền bây giờ đều hiện đại thế sao? Khoa học kỹ thuật không thể khuất phục trước sức người sao? Lúc này mà có bé cương thì tốt. Nhận diện thành công. Đây là... Ăn may dữ vậy, làm vậy vào cửa cũng mở được. Không đúng, chắc là có người đang âm thầm giúp mình. Đúng lúc quan trọng thì đèn ở sảnh tắt, còn cả cửa kho hàng được khởi động. Chẳng lẽ... Sao ở đây là có điện thoại reo chứ? Chẳng lẽ... Alo, cục cưng hả? Con biết là mẹ sẽ đoán ra mà. Đúng là cục cưng nhà mình. Cục cưng, con sao rồi? An toàn chứ? Con thấy khó chịu ở đâu không? Mẹ đừng lo, con không sao. Sợ các con tàu đã bị con kiểm soát rồi. Để con bảo mẹ cách tìm đến chỗ con nhé. Đến rồi. Cục cưng. Mẹ. Xin lỗi con, do mẹ làm liên lụy con không sao chứ, có sợ không? Con là đàn ông, con trai nên không sợ đâu. Mẹ đừng trách mình, điều tại mấy kẻ nó xấu xa quá chúng ta đề phòng cũng không lại họ. Con trai nhà mình đúng là thiên thần. À phải, hình như kỹ thuật của con là tiến bộ hơn rồi đó. Có thể kiểm soát cả chiếc du thuyền lớn như này, quá giỏi. Hi hi, thật ạ? À đúng rồi mẹ ơi, chú kia bắt đầu tìm chúng ta khắp nơi rồi đó. Không ngờ anh ta khôi phục nhanh quá, biết vậy mẹ đã ra tay nặng hơn. Không sao đâu mẹ, có con ở đây con sẽ không để ai bắt nạt mẹ đâu, cứ để con lo. Cậu chủ, chúng tôi đã lục soát khắp du thuyền nhưng không tìm thấy tung tích cô hả? Còn nữa. Thằng bé thì cũng chạy rồi. Hai người canh gác đâu? Lúc chúng tôi đến nơi thì họ đều ngất trên sàn phòng tắm. Nhìn có vẻ là bị điện giật. Tôi đã nhắc nhở họ phải cẩn thận với thằng nhóc đó. Không ngờ vẫn vật vã thế này. E là giờ quyền kiểm soát con tàu đã rơi vào tay Trì Thiên Vệ rồi. Phải nghĩ cách thôi.
Anh qua đây, tôi có chuyện cần anh đi làm. Anh đi... Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay. Alo. Là tôi đây, chúng ta nói chuyện đi. Hạ Y, cuối cùng em cũng đi lẹt với tôi rồi sao? Vừa nãy em thật nhẫn tâm, không chỉ bạo lực với tôi mà còn bỏ tôi lại để chạy. Arthur, nghe đây. Đây là lần cuối tôi nói điều này với anh. Tôi đã có chồng con rồi, tôi không thể bỏ mặc họ được. Tôi mong anh đừng quấn lấy tôi nữa, chúng ta không có kết quả đâu. Đúng vậy, mẹ có bố con cháu rồi. Vậy em muốn bỏ mặc tôi sao? Nếu tôi từ chối thì sao? Nếu anh không phối hợp thì lần sau gặp lại chúng ta sẽ chỉ đối địch nhau thôi. Đối địch? Em dựa vào gì để đối địch với tôi? Dựa vào việc con trai em kiểm soát con tàu này à? Vậy còn chưa đủ hay sao? Tiếc quá ban nãy hình... Tiếc quá ban nãy thì vẫn đủ đấy, nhưng giờ thì khó nói. Đã xong. Vì dù gì tôi cũng lấy lại quyền kiểm soát con tàu rồi. Mẹ ơi, chú ấy không nói dối đâu. Chúng ta bị hệ thống đá ra thật. Cướp lại được không? Con thử xem. Tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Bé Cương định cướp lại quyền chủ động mà. Em khuyên thằng bé dừng lại đi. Dù sao thì một máy tính ở phòng cho khách cũng khó có thể địch lại được máy tính chuyên nghiệp. Huống hồ tôi đã biết vị trí của hai người rồi. Đừng cố gắng giãy giụa nữa. Vậy sao? Sao tôi không tin nhỉ? 0228. Tôi nói đúng chứ. Tôi nghĩ chúng ta đừng nên chơi trò trốn tìm hài hước này thì hơn. Con đừng cố nữa. Mẹ! Em sẽ tự đến gặp tôi hay tôi đến mời hai mẹ con nào? Hạ Y của tôi. Cậu chủ, họ tới rồi. Hai mẹ con tới rồi. Arthur, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hạ Y, tại sao em cứ đề phòng tôi thế? Tôi có thể trả giá mọi thứ vì em, tại sao em không chọn tôi? Được, anh muốn biết đúng không? Thì tôi nói thẳng nhé. Tôi yêu Ngô Hoán Vũ rất yêu, còn với anh thì hoàn toàn vô cảm. Lý do đó đã đủ chưa? Đó là vì em vẫn chưa hiểu về tôi, chờ em biết. Anh nghĩ nhiều rồi, sau khi dần hiểu về anh, tôi có thể sẽ thương hại anh. Tán thưởng anh nhưng tuyệt đối sẽ không yêu anh. Nói chung thì tao qua chúng ta không hợp nhau. Ha 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 ha. Không ngờ người tôi thích lại cố chấp như thế. Xem ra tôi không thể dùng những cách dịu dàng với em nữa rồi. Ra tay đi. Bé cưng. Mẹ ơi, đồ khốn, buông tôi ra. Mẹ ơi, mẹ. Arthur, rốt cuộc anh muốn. Anh muốn làm gì? Bỏ tôi xuống, trả con trai tôi lại đây. Em yên đi. Á. Arthur, rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn làm gì? Tất nhiên là dùng cơ thể để khiến em biết được sự kiên trì của tôi. Anh muốn làm gì? Đừng qua đây! Mình phải nghĩ cách thoát ra. Sao anh ta khỏe vậy? Hạ Y, đừng giãy giụa nữa. Đêm nay em là của tôi chắc rồi. Anh đừng hòng. Trước khi đến đây tôi đã bảo Ngô Hoán Vũ chờ tôi trên bờ. Anh ấy nhất định sẽ đến cứu tôi. Cứu em? Vậy anh ta phải tìm được em đã. Hừ. Là sao? Hả? Tôi thừa biết là hắn sẽ không ngoan ngoãn chờ đâu. Nên đã sai thuộc hạ khống chế kẻ khả nghi trên tàu. Không chỉ vậy, tôi còn chặn mọi tín hiệu trên tàu này, trừ khi tôi tự quay lại, nếu không thì đến cục an ninh cũng không thể tìm ra chỗ này. Ngô Hoán Vũ chỉ là tổng giám đốc của một công ty bé nhỏ thôi, em tưởng hắn có thể tìm đến đây thật sao? Đừng nghĩ đến mấy chuyện vô dụng ấy nữa, cứ yên tâm để tôi lo đi. Hạ Y, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em. Đừng, Hoán Vũ, cứu em! Hoán Vũ, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người vợ tôi.
Nếu tôi từ chối thì sao? Tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm thế. Nếu không, viên đạn tiếp theo sẽ không ghim vào vai anh mà lại vào đầu anh đấy. Mình đã coi thường hắn rồi. Không ngờ người của hắn lại có súng. Ở nước Hoa, tàng trữ súng là phạm pháp. Hắn lấy đâu ra chứ? Hoán Vũ! Xin lỗi em, anh đến muộn quá. Hoán Vũ, em lo cho con mình quá. Con mình bị chúng đưa đi rồi. Đừng lo, người của anh đã lên thuyền. Chắc chắn sẽ cứu được con mình nhanh thôi. Hừ, người của tôi đã giấu thằng nhãi đó ở một nơi an toàn rồi. Anh tưởng người của anh có thể... Tìm được cậu chủ rồi. Bé cưng, thằng bé sao thế? Sao không có phản ứng gì hết? Cô đừng lo, cậu chủ chỉ đang hôn mê, sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Vậy thì tốt. Đừng khóc, chúng ta về thôi. Anh sẽ tìm bệnh viện tốt nhất, sẽ không để lại di chứng gì đâu. Vâng. Ngôn Hoán Vũ, trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc anh là ai? Ngôn Hoán Vũ, rốt cuộc anh là ai? Vậy chưa đủ rõ ràng sao? Tôi là chồng của chị Hạ Y, là bố của chị Thiên Duệ. Bớt giả ngu đi, anh có thể tìm được đến đây là và cứu chị Thiên Duệ thì chứng tỏ còn phải danh nhân bình thường. Nói cho tôi biết thân phận của anh đi, tôi muốn biết mình thua kẻ nào. Đoán đi. Nhưng tôi có câu này muốn khuyên anh. Đừng năm lần bấy lượt quấy rầy vợ tôi nữa. Nếu có lần sau, tôi bảo đảm sẽ khiến anh bốc hơi mà không ai hay biết. Chúng ta về nhà thôi. Vâng. Ngôn Hoán Vũ. Con mình không sao thật chứ? Ừ, bác sĩ khám rồi mà, sáng mai sẽ tỉnh thôi. Xin lỗi con, mẹ khiến con chịu khổ rồi. Chúng ta ra ngoài đi, đừng làm phiền con ngủ nữa. Vâng. À phải, sau này anh... Anh sao thế? Biểu cảm như vậy là sao? Hạ Y, em không nghĩ mình còn xin lỗi anh sao? Xin lỗi gì cơ? Trước khi lên tàu em đã hứa thế nào với anh? Chuyện đó... Giờ em nói xem mình đã làm được mấy điều. Chẳng phải là do kế hoạch không theo kịp thay đổi sao? Em tưởng nói vậy là anh bỏ qua hả? Ấy! Bắt đầu liệt kê tội của em đi. Hả? Phải liệt kê ra à? Tất nhiên. Sao mình lại ngửi thấy mùi âm mưu rõ là nồng nhỉ? Ha ha. Không nói là anh phạt em ngay tại đây đó. Em nói mà, có gì từ từ nói, đừng cù lét em. Một là không nên đến dự tiệc một mình, hai là sau khi gặp chuyện chỉ nghĩ tự giải quyết, ba là không nên đề cao bản thân, xem nhẹ người khác. Chắc là thế thôi. Ha ha ha, anh ấy sẽ gây khó dễ cho mình thế nào. Được rồi, em đi tắm đi. Thế thôi sao? Thế em đi tắm đây. Đi đi. Tôi cần vài thứ, mày đến khách sạn trong vòng 10 phút cho tôi. Vâng, sếp Ngôn muốn gì ạ? Tôi cần... Gì cơ? Sao, có vấn đề gì ạ? Hoàn toàn không, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ôi mẹ ơi, không ngờ ông chủ là biết chơi như thế. Sếp Ngôn, đây là đồ anh cần. Ừ, cảm ơn. Dì nhỉ, thưa sếp. Cậu đi được rồi. Tôi chỉ muốn nhắc anh cẩn thận với thận của mình thôi. Em tắm xong rồi. Hử? Gì thế này? Đồ anh chuẩn bị cho em đó, mở ra xem đi. Đồ gì mà bí mật thế? Cái này...
Thế nào, có phải số lượng bằng với tội lỗi em vừa kể không? Bạn nãy tha cho mình dễ gì như vậy là vì chờ cái này đây. Vậy thì tiện lắm, anh đổi cách khác đi, em chịu thôi. Ha ha. Sao chưa thử đã từ bỏ được? Nhưng... không nhân nhị gì hết. Yên tâm, đêm còn dài, anh sẽ khiến em làm được. Ừ, Ngô Hoán Vũ không ở đây đi làm rồi sao? Nào, ngoan ngoãn kêu đi. Meo gì mà meo, chị Hạ Y, đêm qua mày mất trí vì sắc đẹp đấy hả? Mẹ, mẹ không sao chứ, con trai vậy rồi à? Dạ, con ăn cơm rồi. Vậy con thấy sao, có thấy khó chịu ở đâu không? Mẹ yên tâm, con không sao hết. Con vậy mà sao không gọi mẹ chứ, vậy thì mẹ có thể ăn cơm với con. Nhưng sáng nay bố bảo con là đêm qua mẹ mệt rồi, không được làm phiền mẹ. À, Ngô Hoán Vũ, anh nói gì với trẻ con vậy hả? Xem tối nay về em xử lý anh thế nào. Ờ, hình như có khách đến. Ai nhỉ? Con đang phòng khách chờ mẹ, mẹ sửa sang lại rồi ra. Dạ, để con bảo người ngoài kia chờ lát. Mẹ ơi, chú ngoài cửa bảo là đến tìm mẹ. Chú, Thiên Duệ nói ai vậy nhỉ? Sao lại là ông? Giờ tôi không rảnh, mời ông về cho. Bỏ tay ra, tôi còn đóng cửa. Hạ Y. Mẹ ơi, chú này không phải khách nè, không cần mời chú ấy vào nhà sao? Thực sự không muốn để ông ấy vào, nhưng không thể dạy hư con trai được. Ôi. Thôi, ông vào đi. Coi như làm gương kính già yêu trẻ cho bé con vậy. Sao con lại ở khách sạn vậy? Nhà đang sửa. Vậy nay ông tới có chuyện gì? Có việc gì nói mau, nói xong thì lượng. Nghe nói Arthur gây khó dễ cho con. Cảm ơn ông đã quan tâm, chuyện cũng giải quyết xong rồi. Giải quyết mà con nói là do Ngôn Hóa Vũ ra tay à? Ý ông là sao? Sau này con cũng định gặp chuyện thì dựa dẫm vào người khác như vậy sao? Chú ý lời nói của ông, đó là chồng tôi chứ không phải người khác. Hạ Y, cầu người không bằng cầu mình. Lại sao nữa? Hạ Y, đi theo bố, là người thừa kế của bố đi. Hạ Y, con là đứa con duy nhất của bố, chỉ cần trở thành người thừa kế thì con sẽ có được tất cả những gì con muốn. Chẳng lẽ con không muốn môn đăng hộ đối với Ngôn Hoán Vũ à? Còng hứng, tại sao? Nãy ông cũng nói cầu người không bằng cầu mình. Hơn nữa tôi tin Hoán Vũ hơn ông. Được rồi. Con không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho cục cưng chứ. Bé cưng, ông là bố của mẹ cháu, ông ngoại cháu. Thì ra là ông ngoại. Đúng vậy, nhà ông ngoại có biệt thự to như lâu đài, có hồ bơi rộng rãi, còn nhiều đồ chơi cực hay nữa, cháu có muốn về nhà ông ngoại không? Không mà, mẹ cháu không hứng thì cháu cũng vậy. Nhưng đáng yêu. Nói hay lắm, con trai ngoan quá, do mẹ dạy tốt đó à. Thôi, bố cũng không ép hai đứa nữa. Nhưng Hạ Y, bố vẫn mong con có thể nghiêm túc suy nghĩ. Con mãi là người thừa kế số 1 của bố. Lạ nhỉ, tại sao ông ấy lại đích thân qua đây nói chuyện thừa kế với mình? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Mẹ đang lo à? Mẹ không cần hâm mộ biệt thự của ông ngoại đâu, sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ. Cục cưng của mẹ hiếu thảo quá. Ha ha, mẹ không tin à? Không, mẹ chỉ đang nghĩ. Cục cưng nhà mình là bé con tuyệt nhất thế giới. Tất nhiên. Tập đoàn Atlantis. Cháu nói đi, lớn bằng ngần này mà để người bên nhà Kriman bắt nạt à?
ông nghĩ thì cũng thấy mất mặt hộ cháu. Vân vân, ông mắng cháu nửa tiếng rồi đó. Ông ngủ trà nghỉ ngơi đi. Thế nào, giờ đã muốn về thừa kế gia tộc chưa? Không, cháu vẫn giữ thái độ cũ. Nông cạn, không có chí tiến thủ, cháu là đồ bất hiếu chỉ biết đến vợ con. Ôi, tim tôi, ông chủ. Người bạn già, tôi đáng tươi quá, tôi bay từ anh xa tôi tới đây, vậy mà cháu tôi nó không thèm đáng hoài gì. Hu hu hu. Ừ. Ông tiếp tục đi, cháu đi họp đây. Thằng ranh. À phải, có quà trong ngăn kéo đó ạ. Quà? Chẳng lẽ cháu Ngoan mua quà cho mình, là gì nhỉ? Ông Ngoan, ăn rồi về nhé. Cháu dỗ con nít đó à? Ông chủ, sao ông không nói chuyện bên anh sắp loạn cho cậu chủ biết? Ông ngồi nghĩ đi, nếu cậu ấy biết thì chắc chắn sẽ về với ông. Ôi, tôi biết chứ. Nhưng nếu nó đã thích tự do thì tôi để nó tự do thêm đi. Dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa. Anh về rồi đây. Vất vả rồi. Kết hôn với em thật tốt. Đừng thế, em đang bưng đồ ăn. Chật, bố mẹ lại bắt đầu rồi. À phải, anh có tin tốt này, em muốn nghe không? Chuyện gì làm anh vui thế? Căn hộ đã sửa xong rồi, mai chúng ta sẽ đến kiểm tra. Thật sao? Đúng thế, em có thể vui mừng. Mà ôm anh. Con yêu, căn hộ của chúng ta sửa xong rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng được về nhà. Sao cảm giác mình thừa thãi thế này? Khách sạn Sofitel Silver. Đã hẹn là nay đi xem nhà rồi, không ngờ lại có cuộc họp gấp. Không biết Hạ Y có giận không nữa. Mong quý khách lần sau lại ghé. Chúng ta về thôi. Vâng. Mong Hạ Y có thể nể mặt đóa hoa này mà tha thứ cho mình. Sao cảm giác có người đang nhìn mình? Khoan đã, đây là... Tăng tốc vào lên. Ôi, chuyện gì vậy nhỉ? Cứ có cảm giác có chuyện gì đó không ổn này xảy ra. Cái gì? Khu khám bệnh. Ông ơi, Hoán Vũ sao rồi ạ? Anh ấy... Bình tĩnh đi, nó không sao. Sao cháu tịnh bình tĩnh được? Anh ấy... Mẹ đừng khóc. Yên tâm. Xe tăng tốc kịp thời, Hán Vũ cũng nằm xuống nhanh lên nên không có chuyện gì nghiêm trọng. Vậy sao lại ở bệnh viện à? Thì vì nó bị cọc đầu vào lúc xe tăng tốc, kể ra ông cũng thấy nhục hộ nó. Vậy nên ông mới bảo thành niên mấy đứa bất cẩn quá, ngồi ghế sau mà không thắt dây an toàn. Thế... Vậy giờ cháu vào thăm được không? Vào đi, đúng lúc Hán Vũ có chuyện muốn nói với hai đứa. Có chuyện sao? Em vào đây. Rốt cuộc kẻ nào đã công khai làm chuyện này? Chẳng lẽ là Arthur? Hoán Vũ, anh có biết Hạ Y? Anh phải về anh rồi. Bất ngờ vậy, anh tính bao giờ đi? Trong một hai hôm tới thôi. Gấp vậy, có thể chờ em xử lý xong chuyện ở tiệm. Hạ Y, em đừng hiểu lầm. Anh định về đó một mình. Một mình? Hoán Vũ, để mẹ con em đi theo anh đi. Một mình anh đi vậy mẹ con em cũng lo lắm. Không được đâu, ở anh nguy hiểm lắm. Vậy nên anh định vứt bỏ mẹ con em à? Hạ Y, em biết là anh muốn bảo vệ em và con mà. Đấy là lý do anh tự quyết định mà không bàn với em à. Hạ Y, anh cũng muốn tốt cho em thôi. Hả? Cái cớ dùng tiện thật đấy. Tùy anh, em về trước. Cháu không đưa hai đứa nó theo sao? Với sức mạnh của dòng họ nhà ta thì bảo vệ hai đứa nó cũng được mà. Không, cháu quyết không để họ gặp nguy hiểm đâu. Mẹ đừng giận, chắc chắn bố lo cho mẹ con mình nên mới không để mẹ con mình đến anh. Mẹ biết chứ,
Thế tại sao mẹ lại giận? Mẹ giận vì bố con cứ thích tự quyết định, sau này con tuyệt đối không được học theo bố biết chưa? Dạ, con biết rồi. Vậy mẹ ơi, chúng ta sẽ đi Anh à? Tất nhiên rồi. Nếu anh chọn một mình đến Anh mà không bàn với em, thì đừng trách em cũng tự ý lựa chọn. Khách sạn King Row. Ông chủ, bao giờ thì ông về Anh thế? Bên hoàng gia cứ... Bảo với họ là cứ đợi đi, nếu đã muốn cả ba gia tộc đều tham gia chuyện đó thì lễ nghĩa là điều cơ bản chứ. Vâng, tôi sẽ trả lời họ theo ý ông. Ừ, có người tới rồi, tôi cúp nhé. Là con à? Hạ Y, cục cưng. Ra ngoài rồi sao? Thì ra là đen dỗi. Hạ Y, anh biết em vậy rồi. Anh biết chuyện anh bỏ em và con lại là sai, nhưng anh buộc phải làm thế vì an toàn của hai mẹ con. Anh hứa là xong việc anh sẽ về ngay. Nên chúng ta đừng giận nhau nữa nhé. Hạ Y. Em và con bỏ nhà ra đi, đừng tìm mẹ con em. Chuyện chỉ cả nhà một trận mà vợ mình bỏ chạy luôn à? London, Anh. Có tin gì của họ chưa? Đã tìm thấy phu nhân và cậu chủ rồi, chỉ là gì? Nói đi. Phu nhân bảo nếu tôi dám nói với anh tung tích của cô ấy thì sẽ ly dị luôn. Thế thôi đừng nói, cậu chỉ cần cho tôi biết là sợ họ có an toàn không thôi. An toàn, cực kỳ an toàn. Tôi biết rồi, chăm sóc họ cho tốt, có chuyện gì báo tôi. Vâng ông chủ, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu hai mẹ con nó an toàn rồi thì đừng băn khoăn gì nữa. Đi thôi, tập trung chuyện trước mắt, làm xong sớm về sớm. Vâng. Thầy đến muộn thì thôi, cho cả lão già nhà Charles cũng đến muộn nữa. Phòng họp ba gia tộc lớn. Chẳng lẽ là chết giữa đường? Chú ý lời ăn tiếng nói đi. Nếu không, tôi không ngại xử đẹp anh ngay tại đây đâu. Ngô Hoán Vũ, sao anh đã ở đây? Chẳng lẽ... Đúng như anh nghĩ đấy. Thế nào, bất ngờ không? Tôi đã bảo mà, làm sao một sếp tổng nhỏ nhỏ ở nước Hoa có thể phá vỡ kế hoạch của tôi được. Thì đã anh mới là người thừa kế nhà Charles mà tôi vẫn luôn tìm. Ơ kìa, bất ngờ đến thế sao? Cũng tại nhà, thằng cháu ngoan nhà tôi che giấu kỹ quá mà. Cảm ơn đã khen. Mà kể ra thì tôi nên cảm ơn cậu Arthur đây. Hình như cậu đã giúp tôi xử lý cho cá kẻ địch mà. Quả nhiên ngụy tạo tin tức về đối thủ thành thằng cháu ngoan của tôi là cậu ngoan ngoãn cắn câu ngay. Ông cha cha, thanh niên thì nên kiềm chế, riêng chuyện này thì cậu phải học cháu tôi đó. Hừ, riêng năng lực chống chui chống lũi như con rùa đục đầu thì tôi cũng chịu không học được. Không cả lại được thì đổ sang mắng chửi người ta. Ông này, hình như từ 5 lên 10 là cháu không thể nữa nhỉ? Lại chẳng. Chết tiệt, không ngờ anh ta lại là người thừa kế của gia tộc chết bầm kia. Khoan đã, nếu anh đã luôn che giấu, thì Hạ Y và anh ta chẳng phải là... Đi hỏi xem sao giờ thầy vẫn chưa tới. Vâng. Phải rồi, cái người vẫn chưa biết thầy tôi là ai đâu nhỉ? Ông ấy... Xin lỗi, chúng tôi tới trễ. Thầy, cuối cùng thầy cũng tới. Ừ, có vài chuyện nên chậm trễ. Hôm nay là ngày hội họp của ba gia tộc chúng ta, nhân cơ hội này... Tôi xin long trọng giới thiệu người thừa kế của tôi với mọi người. Đây là con gái tôi, chị Hạ Y. Hạ Y.
Hạ Y. Hạ Y, sao em... Chào ông, không ngờ có ngày cháu lại chào hỏi ông với thân phận này. Nhưng ông yên tâm, chuyện cháu nói trước đó vẫn vậy. Cháu sẽ không để mình trở thành nhược điểm của anh ấy. Điều con bé nói chẳng lẽ là... Ha 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 ha, được lắm, cuối cùng thằng cháu ngốc nhà ông thông minh lại bị thông minh hại rồi. Cháu vừa làm quen với thân phận này, nếu có gì không biết thì cứ hỏi ông nhé. Vậy cháu cảm ơn ông. Vậy cháu về chỗ đây. Được được. Hạ Y. Tuy không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Ha ha. Hạ Y, để tôi giúp. Đừng đụng vào ghế của tôi. À được. Ha, hài hước. Sợ bỏ tôi lại dạy anh làm người đó. Cụ cụ, được rồi, vui đùa đến đây thôi. Nếu đã đông đủ rồi thì vào đề thôi. Hôm nay tất cả chúng ta có mặt tại đây là vì vấn đề tồn vong của cả ba nhà. Cũng là để đối phó với kẻ địch chung của chúng ta ngày sau. Con trưởng của hoàng tộc nước Y bây giờ. Người thừa kế số 1 cho ngôi vua sau này, Cassius Ogilvy. Nghe nói hôm nay người của ba nhà đều trở lại. Xem ra trò chơi có thể bắt đầu rồi. Người thừa kế số 1, Cassius Ogilvy. Em cũng mong chờ lắm nhỉ. Elena. Người thừa kế số 2, Elena Ogilvy. Không, em không hiểu. Anh phí công đối phó với ba gia tộc ấy làm gì? Hình như họ đâu chọc giận gì anh. Em gái ta, em thật ngây thơ. Bây giờ chưa không có nghĩa là sau này cũng thế. Nhìn cha mình đi, muốn đưa ra quyết sách gì cũng phải cân nhắc đến suy nghĩ của cả ba nhà. Thời đại nào rồi mà còn phải đề phòng đám người ngoài ấy. Dù sao cha cũng đang bệnh liệt giường, e là không qua khỏi lần này, cũng tiện để ta hành động. Ta muốn ba gia tộc ấy hoàn toàn sụp đổ trước khi ta lên ngôi. Chắc họ cũng đang bàn bạc xem nên đối phó với ta thế nào, nếu biết họ đang ở đâu thì tốt. Quăng một quả bom vào. Ha ha ha, thú vị phải biết. Đồ điên. Nếu để chúng ta biết dễ như thế thì bản gia tộc lớn đã chỉ còn cái danh hảo từ lâu. Anh cũng đừng xem thường họ quá, cẩn thận đến mình cũng tiêu đời luôn. Em về trước đây, bữa tối gặp. Bảo người của tôi bí mật liên lạc với Ngôn, bảo anh ta. Nếu không muốn hôn ước được thực hiện thì mau nghĩ cách đến gặp tôi.